Nam chính làm kẻ vô dụng ba năm, không thấy xấu hổ mà còn tự hào. Dựa vào chuyện tranh của sư tỷ xinh đẹp, ở học viện sống rất thoải mái nhưng ngay lúc đó, nữ giảng viên có thân hình cực kỳ nóng bỏng Lý Thanh Linh lại từng bước ép sát anh ta ra tay. Không phải ngươi nói rằng đã luyện thành công phục hổ quyền rồi sao? Lý Thanh Linh đang tức giận, đã sớm muốn dạy dỗ Dương Thần. Thằng nhóc này không chỉ nhiều lần nói xấu sau lưng, xuyên tạc lời cô, mà còn vẽ tranh giảm bớt trang phục của cô được đóng thành tập và lan truyền khắp học viện. Dương thần trong lòng có chút lo lắng liên tục xin lỗi sư tỷ. Tôi thật sự không giỏi việc ra tay với người đẹp, lần này chúng ta bỏ qua việc so tài đi nhé. Đùa à, nếu chẳng may làm bị thương sư tỷ xinh đẹp thì sao, hắn chẳng phải sẽ bị đám xúc sinh đó dìm chết trong nước bọt sao. Điều quan trọng nhất là, Dương thần hoàn toàn không khống chế được sức mạnh của mình. Hóa ra là vào ngày hôm qua, võ hồn cuối cùng cũng hoàn toàn thức tỉnh, điều đã làm hại anh suốt 3 năm. Và nếu hắn một khi kích phát, thì uy lực của chiêu phục hổ quyền mà hắn thi triển ra sẽ không theo lẽ thường rất đáng sợ nhưng nếu không kích phát võ hồn chiêu phục hổ quyền mà hắn thi triển ra thậm chí không thể đỡ nổi một con mèo con chắc chắn sẽ bị đánh nhìn sư tỷ xinh đẹp với vẻ mặt đầy sắc khí trong chốc lát dương thần lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhìn dương thần với vẻ mặt như vậy các học viên ngoại viện khác trong võ đường đều tỏ ra hả hê thấy mình sắp bị dồn vào góc tường dương thần đành bất đắc dĩ dừng lại sư tỷ võ hồn của ta cực kỳ lợi hại một khi kích phát thì không thể dừng lại được chiêu phục hổ quyền mà ta thi triển ra có uy lực vô biên thật sự sợ làm tổn thương võ hồn của ngươi nghe những lời này lý thanh linh quả nhiên dừng lại tuy nhiên lý thanh linh cười đầy khinh bỉ cười nhạo ngươi mà cũng có võ hồn sao ngươi có biết võ hồn có nghĩa là gì không tất nhiên là võ hồn rồi nó là biểu tượng của thiên đạo sư ban cho người luyện võ tài năng xuất chúng thiên đạo sư được coi là sủng vật của trời cao lý thanh linh tức giận không chịu nổi trong võ viện triều ca rộng lớn này thật sự không tìm ra được kẻ thứ hai vô liêm sỉ như ngươi ha dương thần tự hào vỗ ngực mình một cái ta chính là một thiên đạo sư một thiên đạo sư vĩ đại có không ít học viên bị lời nói của dương thần làm cho kinh ngạc không nhịn được mà cười thành tiếng thật là kỳ quặc quá kỳ quặc không hổ danh là kẻ làm chấn động năm viện kẻ phế vật số một của triều ca phát hiện ra mình bị trêu chọc lý thanh linh tức giận đến mức mặt mày tái mét một thiên đạo sư giỏi lắm hôm nay nếu ngươi không kích phát được vũ hồn cô nãi nãi sẽ không để yên cho ngươi dương thần có chút do dự rõ ràng cảm nhận được lý thanh linh thực sự nổi giận lần này chắc chắn không thể tránh được ngay sau đó dương thần thay đổi thái độ bất cần trước đó đừng giả vờ trước mặt sư tỷ ta thực sự có năm cái hơn nữa phẩm cấp không thấp một khi kích phát uy lực sẽ rất lớn có thể gây ra một số hậu quả không lường trước được lý thanh linh tức giận quát dương thần ngươi còn biết xấu hổ không? Ngươi ở ngoại viện 3 năm không lo tu luyện, không có trí tiến thủ, tu vi đến mức này. Còn dám nói dối mình là thiên đạo sư cao quý, ngươi còn chút liêm sỉ nào không? Ta chưa từng gặp người nào mặt dày vô sỉ như vậy. Dương thần cũng không nhịn được mà lớn tiếng quát, gọi thẳng tên Lý Thanh Linh sư tỷ. Mắng hắn tu vi kém cỏi thì thôi đi. Tại sao lại mắng hắn không có trí tiến thủ, không lo tu luyện? Điều quá đáng nhất là, lại nghi ngờ thân phận thiên đạo sư của hắn. Ba năm qua hắn tu luyện không hề lười biếng, đáng tiếc là dù có tu luyện hấp thụ linh khí trời đất đi nữa hay là nuốt thuốc đan dược đều bị võ hồn chết tiệt trong đan điền nuốt chừng hết kèm theo tiếng gầm giận dữ của dương thần trong năm viện im lặng không một tiếng động tất cả học viên thậm chí cả lý thanh linh đều bị chấn động đây là lần đầu tiên họ thấy dương thần trong bộ dạng này không tin ta là thiên đạo sư hãy ra đây đối mặt dương thần kích phát võ hồn trong đan điền của mình trong chớp mắt chỉ thấy dương thần trên người bỗng nhiên sinh ra một luồng sắc khí đáng sợ đối mặt với luồng sắc khí này dù là lý thanh linh hay các học viên ngoại viện khác đều cảm thấy kinh hãi bỗng nhiên sinh ra sự khác thường lớn lao ngay sau đó không gian dung chuyển mạnh mẽ chỉ thấy trên đỉnh đầu dương thần hình thành một xoáy nước màu đen trong chớp mắt xoáy nước màu đen nuốt chửng linh khí trong ngũ đường phát ra sắc khí lạnh lẽo như thể có một ác quỷ sắp xuất hiện nhưng đột nhiên từ xoáy nước màu đen phát ra một tiếng gầm vang âm thanh như tiếng rồng gầm tựa như đến từ thời thượng cổ. đồng thời, trong đại sảnh rộng lớn, tiếng kêu thảm thiết và hầu hết các tục. học viên đều ôm đầu kêu la thảm thiết, đau đớn không chịu nổi. lúc này, dương thần hoàn toàn biến thành một người với ánh mắt đen tối sâu thẳm khi chất lạnh lùng như một vị vua bóng tối. thực ra, dương thần cũng có chút mạnh mẽ. võ hồn của anh ta mới hoàn toàn thức tỉnh ngày hôm qua, anh ta cũng không rõ nó mạnh đến mức nào. một lát sau, những người vừa hồi phục một chút đều nhìn dương thần với ánh mắt phức tạp, vừa ghen tị vừa sợ hãi vừa đố kỵ vừa căm ghét không có ngoại lệ, họ đều cực kỳ kinh ngạc, bởi vì họ biết từ giờ trở đi. Dương thần và họ không còn thuộc cùng một thế giới nữa, đại lục thiên thư, bách túc lâm lập, cường giả vi tôn, nhưng có những người sinh ra đã ở vị trí cao, họ chính là những thiên đạo sĩ được đức thượng thương chiếu cố, họ sở hữu võ hồn điều khiển, tư chất thần bí khó lường, nghịch thiên, tiềm năng vô hạn, là những thiên chi kiêu tử thực sự. Sau khi kinh ngạc qua đi, Lý Thanh Linh thần sắc có chút u sầu. Hy vọng ngươi nhanh chóng nâng cao tu vi, thi đỗ vào nội viện, đừng lãng phí tài năng thiên phú. Mặc dù cảm giác đói khát kinh khủng đã biến mất, nhưng lúc này Dương Thần lại bị dọa sợ, anh không thể tin được, Thái cổ Ma Long Vũ Hồn thật sự bá đạo như vậy, không chỉ trong chớp mắt nuốt chửng linh khí trời đất trên đỉnh núi, mà còn hút cạn sinh cơ của vạn vật, quá mức tà ác. Kiếm Vô Khuyết trốn xa xa trước đó thật sự bị dọa sợ, thấy Dương Thần thu lại Vũ Hồn mới dám tiến lại gần đó là vũ hồn gì vậy kiếm vô khuyết giọng nói có chút run rẩy rõ ràng vẫn còn sợ hãi vừa rồi nếu không phải tôi chạy nhanh một chút thì chút chân khí trong cơ thể đã hết sạch rồi dương thần thấy kiếm vô khuyết trong tình trạng này tâm trạng tốt lên hẳn vũ hồn đệ nhất thiên hạ kiếm vô khuyết mặt mày đầy bất hạnh có vũ hồn nào tên nghe kiêu ngạo như vậy dương thần nghiêm túc nói thật thế là kiếm vô khuyết tin ngay không ngờ lại lợi hại như vậy anh thật là giỏi quá chỉ trong nửa ngày mà đã thăng liền hai đại cảnh giới thử chuẩn bị sẵn sàng. Dương Thần cũng muốn kiểm chứng sức mạnh hiện tại của mình. Bây giờ anh không còn là người bị người khác cười nhạo. Không nữa. phải cảnh giới luyện thể nhất trọng mà là đại cao thủ tam trọng. Toàn bộ ngoại viện, Tu Vi luyện thể tam trọng đã có thể xếp vào hàng thượng lưu rồi. Rời khỏi đỉnh núi đã trở thành tuyệt địa. Dương Thần chọn một chỗ hơi rộng rãi một chút, đứng vững trước một cây cổ thụ lớn, hít thở sâu. Sau khi hết một tiếng, Dương Thần bắt đầu thi triển phục hổ quyền. Phục hổ quyền là kỹ năng võ bắt buộc của ngoại viện ngũ viện triều ca vũ khí cấp hoàng hạ phẩm rất phù hợp với cảnh giới luyện thể tu luyện quyền pháp đầu tiên lập tức thấy dương thần như cơn lốc xoáy thân hình cực kỳ nhanh nhẹn quyền như búa khoan đánh mạnh vào cây cổ thụ nghĩ rằng thân cây cổ thụ sẽ bị vỡ vụn gỗ bay tứ tung phần lớn thân cây đã hoàn toàn biến mất điều kỳ diệu là phần thân cây bị đấm trở nên đen kịt bị cháy đen kiếm vô khuyết nhìn chằm chằm mặt đầy ngưỡng mộ, thuộc tính lửa. Đối với kiếm vô khuyết, người đã đạt đến tầng 6 của luyện thị. sức mạnh của cú đấm này của Dương Thần thực ra không là gì cả, nhưng khi chứa đựng thuộc tính lửa thì hoàn toàn khác. Hãy tưởng tượng nếu cú đấm này đánh vào người, thì không chỉ là bị thương, mà còn có thể mất mạng, dù cho kiếm vô khuyết có thân thể mạnh mẽ, cũng không dám coi thường cú đấm này, điều này cho thấy sự nghịch thiên của Thiên đạo sư. Dương Thần cũng bị cú đấm của chính mình làm chấn động sau một lúc ngạc nhiên. Anh nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu vận hành công pháp Tham Thiên Tinh bên trong đan điền. Trong đan điền bỗng nhiên xuất hiện một luồng chân khí. Luồng chân khí này được bao phủ bởi một lớp ánh sáng lửa giống như một ngọn lửa nhỏ, chân khí thuộc tính lửa, trong khi hít một hơi lạnh. Dương thần cảm thán, đây chắc chắn là chân khí hỏa chủng của Thái Dương chân hỏa, tham thiên tinh thật sự là tuyệt vời, tham ngộ vạn vật, đoạt khí tạo hóa, danh bất hư truyền. Dương thần vốn định xuống núi trở về ngũ viện, nhưng lại cảm thấy nên tìm một hang động để qua đêm, anh không muốn quay về. Kiếm vô khuyết có chút lo lắng, nhưng anh không sợ anh lo lắng cho dương thần dù sao dương thần chỉ có tu vi luyện thể tam trọng mặc dù tu vi luyện thể tam trọng ở vùng ngoại vi của triều ca sơn cũng tạm ổn nhưng ban đêm thì khác ban đêm là thời gian yêu thú hung ác hoạt động mạnh ai dám đảm bảo một con vương thú nào đó trong núi triều ca sơn nổi hứng lén lút ra vùng bên ngoài nhìn thấy kiếm vô khuyết lo lắng dương thần lại rất tự tin không sợ gì cả không phải có anh sao kiếm vô khuyết với tu vi luyện thể lục trọng ở vùng ngoại vi Triều Ca Sơn chính là thần, ban đêm Dương thần ngủ rất ngon. Kiếm Vô Khuyết thì không dám nhắm mắt, nửa đêm, điều kiếm vô khuyết lo lắng đã xảy ra. Tiếng gầm rú cuồng bạo vang lên. Hang động nhỏ của chúng ta rung chuyển. Anh mau dậy, chúng ta xuống núi, trong tình thế cấp bách, Kiếm Vô Khuyết nhanh chóng kéo Dương thần dậy, nhanh chóng rời khỏi hang động nhỏ, đó là tiếng gầm của đại đế cuồng hùng, đáng chết, đại đế cuồng hùng không ở trong nội vi. Lại ra vùng ngoại vi làm gì? phải biết rằng một đại đế cuồng hùng bình thường có tu vi luyện thể bát trọng trở lên dù là đối thủ của kiếm vô khuyết cũng khó mà thoát khỏi nguy hiểm đại đế cuồng hùng mắt sáng rực dương thần hoàn toàn không biết sợ là gì nói với vẻ tò mò tôi chưa từng thấy đại đế cuồng hùng trông như thế nào đi xem thử tiếng gầm của đại đế cuồng hùng càng lúc càng gần có một người anh như thế này kiếm vô khuyết không biết làm sao trong tình thế cấp bách chỉ vào một cây cổ thụ không xa nói anh chúng ta lên cây nhanh dưới ánh trăng. Một con yêu thú khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của Dương Thần. Con đại đế cuồng hùng này cao tới 6 mét như một ngọn núi nhỏ, thật sự là khổng lồ. Cực kỳ hùng mạnh, toàn thân tỏa ra khí hung ác. Điều kỳ lạ là, con đại đế cuồng hùng cực kỳ cuồng bạo, quét sạch mọi chứng ngại vật phía trước, đang đuổi theo một bóng trắng. Là một cô gái. Cô gái này mặc áo trắng như tuyết, tóc dài bay phấp phới, dung nhan tuyệt mỹ đến mức ánh trăng cũng phải thẹn thùng như một nữ thần từ trời giáng xuống dương thần nhận ra ngay đó là thiên linh tê vì trong giấc mơ dương thần đã không ít lần dây dưa với vị mỹ nữ truyền kỳ của ngũ viện này không thể chịu nổi khi người tình trong mộng bị đại đế cuồng hùng đe dọa dương thần vội vàng nói tiểu khuyết đi giúp đỡ không ngờ kiếm vô khuyết lại không động đậy rất bình tĩnh nói anh anh có nhìn rõ không con đại đế cuồng hùng đó chưa trưởng thành chỉ có tu vi luyện thể ngũ trọng hơn nữa nhiều chỗ yếu hại bị thương sắp chết rồi Dương Thần lo lắng mới bình tĩnh lại. Nhìn kỹ, quả thật, Thiên Linh Tê thân hình nhẹ nhàng như tiên, đang đùa giỡn với đại đế cuồng hùng. Nếu lên giúp đỡ, sẽ bị nghi ngờ là cướp công, dù sao trên người đại đế cuồng hùng có nhiều vật quý giá. Quả nhiên không lâu sau, đại đế cuồng hùng bị Thiên Linh Tê chơi chết. Không để ý đến xác đại đế cuồng hùng, Thiên Linh Tê cảnh giác nhìn về phía Dương Thần và cây cổ thụ nơi kiếm vô khuyết ẩn nấp nói: "Hai vị còn không định hiện thân sao?" cười khô khan dương thần bước xuống cây trước nhìn đối phương với ánh mắt đầy sao rất tự nhiên nói tuyệt vời quá linh tê cô là hiện thân của sắc đẹp và dũng cảm ngay cả ánh trăng cũng phải ngưỡng mộ sau đó kiếm vô khuyết cũng bước xuống cây nghe lời của dương thần suýt chút nữa ngã nhào xuống đất anh à anh có thể giữ chút tự trọng không thiên linh tê cũng nhận ra dương thần và kiếm vô khuyết ngươi chính là tên phế vật dương thần đó phải không nghe từ phế vật dương thần khá lúng túng vội vàng che giấu nói ta nhớ rất rõ ba năm trước chúng ta thi vào ngũ viện thiên linh tê nhìn dương thần với ánh mắt đầy ẩn ý ta cũng nhớ và ta còn nhớ câu nói của ngươi lúc đó dương thần lập tức kích động câu gì thiên linh tê cười tươi với dương thần ta trông giống hồ ly tinh sao sau đó hắn quay lưng lại nhấc xác của đại địa cuồng hùng lên như đang cầm một con búp bê rồi bay đi thật là phong độ Dương thần nhìn chằm chằm vào nơi thiên linh tê biến mất, có chút không hiểu. Rốt cuộc là câu gì mà hắn không nói, kiếm vô khuyết nhớ lại rõ ràng. Anh à! Ba năm trước chúng ta thi vào ngũ viện, lúc đó anh gặp thiên linh tê chưa trưởng thành. Nói rằng cô mới 12 tuổi mà đã yêu nghiệt như vậy, lớn lên chắc chắn sẽ là một hồ ly tinh. Ta có nói vậy sao? Dương thần thật sự không nhớ. Kiếm vô khuyết nghiêm túc nói, thật sự có nói, không ngờ thiên linh tê vẫn nhớ. Anh à, nhưng anh nói đúng rồi, Ngươi nhìn cô ta bây giờ không phải là một hồ ly tinh sao nếu cưới về nhà, cha chắc chắn sẽ rất vui. Anh à, mới 15 tuổi thôi, gấp gì chứ? Với thân phận thiên đạo sư vĩ đại của anh, cả thiên hạ mỹ nữ không phải đều thuộc về anh sao có thể để thiên linh tê làm dự bị. Nghe vậy, kiếm vô khuyết lường một cái. Không lâu sau, trời sáng, dương thần và kiếm vô khuyết lại tìm một đỉnh núi, tiếp tục tu luyện. Có kinh nghiệm từ hôm qua, dương thần vận hành tham thiên kinh, thuần thục sử dụng thái dương chân hỏa, luyện hóa và tăng cường hạt giống lửa trong đan điền nửa tháng trôi qua ngày nay từ núi chiêu đôn đi xuống hai thiếu niên kỳ lạ một người toàn thân quấn đầy lá cây xanh một người khác mặc áo rách nát rất là thảm hại chính là dương thần và kiếm vô khuyết thật ra cũng không trách dương thần có bộ dạng này chủ yếu là do vận hành tham thiên kinh thái dương chân hỏa quá đáng sợ quần áo trên người sẽ ngay lập tức hóa thành cho hai bộ quần áo mang theo lên núi chỉ đủ dùng trong hai ngày trên đường bị người chỉ trỏ, chạy trốn như bay về đến chỗ ở, Dương Thần mới thở phào nhẹ nhõm, anh quyết định, sau này có tiền, nhất định phải mua một bộ quần áo có thể chống lại Thái Dương chân hỏa, nhưng nghĩ đến lần này vào núi chiều ca tu luyện, thu hoạch được nhiều, Dương Thần tâm trạng lập tức tốt lên, hơn nửa tháng, đan điền của anh hoàn toàn ngưng tụ thành hơi nước, khí huyết đạt đến tụ thể cảnh tầng 4, hơn nữa còn hoàn thành luyện võ toàn thân, tu vi đạt đến đỉnh cao của tụ thể cảnh tầng 5 tương đương với tu vi của vũ nữ huyền thoại thiên linh tê sau khi rửa mặt và nghỉ ngơi một chút dương thần và kiếm vô khuyết vội vàng rời khỏi tiểu viện chạy thẳng đến quảng trường ngoại viện ba ngày sau là kỳ thi lớn của nội viện ngũ viện sẽ thông báo trước nội dung và quy tắc của kỳ thi lúc này quảng trường ngoại viện rộng lớn rất náo nhiệt không chỉ có nhiều học viên ngoại viện tụ tập tại đây mà còn có không ít thiên tài nội viện đến quan sát còn có cả các cấp cao của ngũ viện hiện diện là thiên tài mỹ nữ của nội viện lý thanh linh vì kiêm nhiệm làm giảng viên ngoại viện nên đã đến sớm Hôm nay Lý Thanh Linh mặc một bộ đồ bó sát, tôn lên vóc dáng uyển chuyển của cô. Trang điểm nhẹ nhàng, thật là quyến rũ, không biết đã khiến bao nhiêu kẻ thèm thuồng. Khi Dương Thần và Kiếm vô khuyết đến, lập tức gây ra một trận xôn xao. Đó là Dương Thần phải không? Anh ta thật sự là Thiên đạo sư, thật là kỳ lạ. Một kẻ vô dụng lại có thể thức tỉnh võ hồn, ông trời thật sự mù mắt rồi. Thiên đạo sư cái gì chứ? Các ngươi có ai từng nghe nói tu luyện 3 năm, mà vẫn chỉ là luyện thể cảnh tầng một không? He có trò hay để xem rồi theo lý mà nói nếu học viện chúng ta có một thiên đạo sư chắc chắn sẽ được bồi dưỡng mạnh mẽ nhưng nếu lần này hắn không đỗ vào nội viện thì đúng là một trò cười kiếm vô khuyết thì rất tài giỏi nhưng tiếc là lại gặp phải một người như thế này dương thần hoàn toàn không để ý đến những lời ghen tị đố kỵ và chỉ trích đó ngẩng cao đầu bước thẳng về phía lý thanh linh nhìn chằm chằm vào dáng vẻ yêu kiều của cô trong đầu dương thần đã bắt đầu nghĩ đến nội dung của cuốn sách tiếp theo sư tỷ phát hiện dương thần vẫn như thường ngày lười biếng lý thanh linh tức giận không chịu nổi nửa tháng nay ngươi đã vắng mặt năm buổi học thành thật khai báo đã làm gì dương thần tự tin đáp ta đi tù luyện sư tỷ yên tâm lần này thi vào nội viện không làm khó được ta đâu ta là thiên đạo sư vĩ đại mà trong cơn tức giận lý thanh linh suýt nữa mắng chửi trước mặt mọi người lý thanh linh phải kiềm chế cảm xúc bình tĩnh lại một lát sau lý thanh linh mới thấp giọng hỏi ngươi đã thăng lên luyện thể cảnh tầng hai chưa Lý Thanh Linh âm thầm lo lắng, sợ nghe thấy câu trả lời không tốt, kết quả chỉ thấy Dương Thần vỗ ngực, tự tin nói, sư tỷ, Ta đã hoàn thành việc luyện võ, đạt đến đỉnh cao của luyện thể cảnh tầng 5. Lý Thanh Linh hoàn toàn cạn lời, mặt mày tái xanh, thở cũng trở nên nặng nề. Phi, nghe Dương Thần nói vậy, không ít người xung quanh cười như ngả. Dương Thần thực sự bực bội, nhỏ giọng nói với kiếm vô khuyết bên cạnh. Tại sao họ lại thấy buồn cười nhỉ? Kiếm vô khuyết trợn mắt, thầm nghĩ, ngươi còn dám nói. Nửa tháng, từ luyện thể cảnh tầng 1 thăng lên luyện thể cảnh tầng 5, ngươi nghĩ đây là tiểu thuyết thần thoại à? Vút, đột nhiên từ hướng nội viện bay đến một bóng người. Đi trên không trung, đây chắc chắn là vượt qua luyện thể cảnh, khí hóa hình, là cường giả của nội viện, chắc chắn là đại nhân chân võ cảnh của nội viện, lão giả đứng giữa không trung, uy nghiêm vô cùng, ánh mắt quét qua toàn bộ quảng trường ngoại viện. Nói lớn Ba ngày nữa là kỳ thi lớn Kim và Nghĩa. Quy tắc kỳ thi lần này tạm thời không công bố. Nhưng trước kỳ thi, Nam Viện sẽ tổ chức một đợt luyện tập ngắn hạn. Ngừng một chút, lão giả uy nghiêm tiếp tục nói. Vùng ngoại vi núi Triều Ca đã có cường giả của Nam Viện bảo vệ. Các ngươi có thể tự do lần vào này, luyện này tập. nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của các ngươi, chuẩn bị cho kỳ thi lớn. Ba ngày sau, Nam Viện sẽ mở cửa, lúc đó thành Triều Ca sẽ có quý nhân đến quan sát. Tất nhiên, phụ huynh của các ngươi cũng sẽ đến. Nói xong, Lão giả bay đi. Ngay lập tức, quảng trường ngoại viện trở nên náo nhiệt. Chủ đề tất nhiên là vào núi chiều ca luyện tập, Lý Thanh Linh vẫn còn hy vọng vào Dương Thần. Dương Thần, đây là một cơ hội, có kiếm vô khuyết bảo vệ, lần này vào núi chiều ca luyện tập, ngươi nên có thể thăng lên luyện thể cảnh tầng 2. Dương Thần không hứng thú, lắc đầu nói, sư tỷ, người quá đông, ta lười đi, không có ý nghĩa gì. Điều này khiến Lý Thanh Linh tức giận quay người bỏ đi ngươi hoàn toàn không có thuốc chữa đợi lý thanh linh đi xa kiếm vô khuyết ghé tai dương thần nói nhỏ anh sư tỷ rất quan tâm đến anh đấy quan tâm gì chứ cô ấy quan tâm đến phần thưởng của mình thôi dương thần trong lòng rõ như gương cùng lúc đó các học viên trên quảng trường bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ tiến về núi triều ca chỉ có dương thần và kiếm vô khuyết không quan tâm trở về chỗ ở sáng hôm sau kiếm vô khuyết xông vào phòng của dương thần một cách lỗ mãng với vẻ mặt kỳ lạ nói. Anh, có hai tin tức, một tốt một xấu. Anh muốn nghe cái nào trước mặc dù đã tu luyện cả đêm, nhưng Dương Thần vẫn rất tỉnh táo và có chút tò mò. Còn có tin xấu à, nói nghe xem nào. Anh nghe nói dư mộc tuyết và một tên mặt trắng, đã cùng nhau lên núi triệu cách. Nghe nói người đó là thiếu chủ của dược hành Quảng Nguyên, Văn Trịnh Minh, học viên của Bạch Hổ các trong nội viện. Lập tức, Dương Thần cảm thấy không thoải mái, nhưng miệng lại nói, cô ấy ở cùng ai không liên quan đến chúng ta chẳng phải còn có một tin tốt sao nói đi kiếm vô khuyết rõ ràng cảm nhận được sắc mặt của dương thần có sự thay đổi kiếm vô khuyết nhanh chóng chuyển chủ đề và nói anh nam viện đã kết thúc sớm đợt luyện tập trước kỳ thi lần này nghe đồn rằng ở vùng ngoại vi núi triều ca xuất hiện thần tích thần tích khiến dương thần trong lòng chấn động nếu vùng ngoại vi núi triều ca xuất hiện thần tích thì đó sẽ là một sự kiện lớn không chỉ núi triều ca sẽ chấn động mà e rằng sẽ thu hút những người đứng đầu của toàn bộ vương quốc đông thổ các cường giả sẽ đổ xô đến nam viện đã ra lệnh cho tất cả học viên rút lui khỏi núi triều ca nghe nói nhiều người lớn trong nội viện đang dọn dẹp hiện trường kiếm vô khuyết với vẻ mặt háo hức nói anh chúng ta đi xem thử đi ngay lập tức dương thần quyết định đi thôi nếu thần tích là thật thì vùng ngoại vi núi triều ca chắc chắn có di sản do cường giả thần cảnh trong truyền thuyết để lại hoặc là trí bảo cường giả thần cảnh đừng nói là thành triều ca ngay cả trong vương quốc đông thổ rộng lớn cũng rất hiếm gặp khi dương thần và kiếm vô khuyết đến chân núi họ phát hiện nhiều người đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ xuống núi mọi người đều đang thảo luận về chuyện thần tích tình cờ dương thần trong đám người xuống núi thấy một bóng dáng quen thuộc chính là dư mộc tuyết mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ với nụ cười dịu dàng trông thật xuất chúng khác biệt với mọi người lúc này dư mộc tuyết có vẻ đang rất vui vẻ đang trò chuyện và cười đùa với văn tranh minh bên cạnh trông rất thân thiết. Dương Thần cảm thấy vô cùng bực bội, cảm giác như có gì đó chặn ở ngực. Dương Mộc Tuyết cũng nhìn thấy Dương Thần, nhưng chỉ liếc qua một cái rồi quay đi. Như thể không quen biết. Phát hiện Dương Thần thở gấp, đang ở bờ vực bùng nổ. Kiếm vô khuyết vội vàng nói, anh, chuyện chính quan trọng hơn, nhân lúc ngũ viện chưa hoàn toàn phong tỏa. Chúng ta lên núi đi. Ánh mắt lạnh lùng của Dương Thần lướt qua Dư Mộc Tuyết và Văn Tranh Minh. Tự an ủi mình, chẳng qua chỉ mất một người dự phòng thôi mà mình tức giận làm gì chứ ngũ viện chẳng phải đã ra lệnh phong tỏa rồi sao kiếm vô khuyết dẫn theo tên vô dụng đó lên núi làm gì chắc chắn là muốn tận mắt chứng kiến thần tích rồi thật là tự tìm đường chết dù có thật sự có thần tích cũng là để họ có thể đốt cháy mỡ nhìn dương thần và kiếm vô khuyết lên núi không ít người phát ra tiếng cười chế diễu nhờ vào may mắn và sự quen thuộc của kiếm vô khuyết với vùng ngoại vi của núi triều ca dương thần và kiếm vô khuyết tiến sâu vào trong không gặp phải các vị đại nhân nội viện đang phụ trách phong tỏa màn đêm buông xuống dương thần và kiếm vô khuyết đang tìm kiếm chỗ nghỉ qua đêm thì đột nhiên bị một tiếng sấm lớn thu hút âm 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 trên không trung của một đỉnh núi không xa dương thần tiếng sấm vang dội ngay sau đó tia chớp màu tím sáng rực xé toạc bầu trời đêm dương thần rất phấn khích thần tích chẳng lẽ thần tích sắp xuất hiện rồi sao vèo 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 gần như cùng lúc từ các hướng bay đến không ít cường giả từng người một đều có khí tức mạnh mẽ đáng sợ ngạo nghễ bay trên không Thẳng tiến đến đỉnh núi bị bao phủ bởi sấm sét, nhìn về phía bầu trời bị sấm sét tàn phá, một vị lão giả áo trắng rất thất vọng. Ông ta thăm dò và nói rằng đây không phải là thần tích, chỉ là địa mạch kích động thiên hạ mà thôi, một người trung niên tuấn tú khác thì cười nói: "Có thể kích động thiên hạ, địa mạch ở đây không phải tầm thường, nghe nói sẽ sinh ra kỳ chân dị bảo." Nói xong, người trung niên tuấn tú nhìn xuống rừng núi phía dưới, mắng rằng những con khỉ nhỏ này đang tự tìm đường chết, may mà không phải là thần tích xuất hiện, nếu không áp lực khổng lồ đó sẽ ngay lập tức nghiền nát chúng thành bụi để chống lại lệnh phong tỏa của ngũ viện lén lút đến đây không chỉ có dương thần và kiếm vô khuyết rõ ràng là vì tò mò và khao khát về thần tích trong truyền thuyết nhìn chằm chằm vào tia xét giữa không trung trong lòng dương thần bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ nguy hiểm tham thiên tinh được cho là có thể hiểu thấu mọi vật trên trời đất chiếm đoạt tạo hóa của chúng không biết liệu có thể thấu hiểu được bí ẩn của tia xét hay không nghĩ đến đây dương thần tập trung vào tia xét giữa không trung và sự vận hành của nó dùng tham thiên tinh trong một khoảng thời gian linh khí cùng bạo của tia xét dường như trở nên điên cuồng un un kéo đến tụ tập xung quanh dương thần ăn 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 từng tia xét một không ngừng đánh về phía dương thần dường như muốn đánh anh ta thành cho bụi anh liên tục né tránh kiếm của anh không hề có khuyết điểm anh ta không hiểu những tia xét không thể tránh được đó tại sao đột nhiên lại đánh về phía dương thần chẳng lẽ anh ấy đã làm gì đó khiến trời giận dữ trong bí mật chuyện khiến người ta oán hận sao trong chớp mắt chỉ thấy dương thần toàn thân cháy đen kêu lên một tiếng thảm thiết ngất xỉu trên mặt đất nhìn thấy rõ ràng là không ổn rồi tại sao tất cả tia xét lại đổi hướng đánh về phía những cao thủ giữa khâu trung trong rừng lần lượt lao xuống hạ xuống bên cạnh dương thần con khỉ nhỏ này bị xét đánh rồi mạng nhỏ của cậu ta thật cứng vẫn còn thở trong số đó người trung niên tuấn tú đang kiểm tra cơ thể của dương thần phía sau có vẻ khác lạ nói với kiếm vô khuyết người gần như đã khóc rằng cậu ta vẫn chưa chết được tôi mang về và dùng một vài biện pháp là có thể hồi phục nghe thấy dương thần không sao kiếm vô khuyết vui mừng đến rơi nước mắt gần như quỳ xuống trước mặt người lớn anh ấy là anh trai tôi tôi cũng muốn đi theo người ấy dường như không muốn gặp kiếm vô khuyết cậu đi xuống núi trước đi tôi chỉ tạm trú ở ngũ nhà không sao đâu không còn cách nào khác kiếm vô khuyết đành phải xuống núi trong trạng thái thất thần sáng sớm hôm sau dương thần đã tỉnh lại nhớ lại việc bị xét đánh dương thần vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ sau này những việc nguy hiểm như thế này không thể làm nữa mạng sống của anh ta chỉ có một nhưng khi anh ta nhìn vào đan điền cả khuôn mặt anh ta đều biến sắc, biểu cảm của anh ta hoàn toàn đơ ra. Trong đan điền bỗng nhiên xuất hiện một xoáy hơi nước. Tự nhiên xuất hiện thêm một khí xoáy thứ hai, xoáy hơi nước màu đỏ. Đó là xoáy hơi nước mặt trời. Bên cạnh lại xuất hiện thêm một xoáy khí màu tím. Xoáy khí màu tím hoàn toàn được tạo thành từ lôi điện. Đây chính là chân khí thiên lôi. Chẳng phải nói rằng thiên lôi là sức mạnh của thiên đạo sao, là sức mạnh đặc quyền của thiên đạo sao, làm sao có thể để sinh linh bình thường kiểm soát được, ngay cả thiên đạo sư cũng chưa từng nghe nói có ai làm được điều này ta đây sắp hóa thân thành thiên đạo nắm giữ thiên lôi giao hóa vạn vật trong thiên hạ sao ta sắp lên trời rồi ta sắp lên trời rồi he hơ nghĩ đến mà cười dương thần cười ngây ngô nước miếng chảy ròng ròng sau một lúc lâu dương thần mới tỉnh lại và nhận ra có điều gì đó không đúng đây là đâu rõ ràng không phải là chỗ ở của mình chẳng lẽ là kiếm vô khuyết đã đưa mình đến một y quán dương thần đứng dậy và đẩy cửa phòng ra dương thần phát hiện một tiểu viện khá thanh nhã trong viện hoa cỏ tỏa hương thơm ngát giả sơn và đình tạ được bố trí một cách có trật tự trước một bàn đá có một cô gái mặc áo trắng đang ngồi cô ấy đang đối diện với một con thú nhỏ nằm trên bàn đá và đang vẽ gì đó dường như đã tìm thấy chi kỷ dương thần nhẹ nhàng bước tới phải biết rằng trong vũ viện lớn như triều ca anh tự xưng là người có kỹ thuật vẽ đứng thứ không hai. ai dám tự xưng là người thứ nhất nhưng khi dương thần tiến gần đến bàn đá rõ ràng phát hiện ra không phải như vậy bởi vì anh cảm nhận rõ ràng sự dao động của hồn lực phải biết rằng chỉ có những người đã thức tỉnh vũ hồn mới có thể điều khiển hồn lực, mới có thể điều khiển hồn lực. Cô gái này lại có thể điều khiển hồn lực để khắc chữ lên gia thú. Trời ơi, đây là nơi nào vậy? Thanh nữ là ai? Không chỉ là một thiên đạo sư, mà còn là một chấn sư. Cầm của dương thần kim suýt nữa rơi xuống. Chấn sư thật sự quá hiếm có. Mọi người đều biết rằng, bất kỳ ai là chấn sư chắc chắn là thiên đạo sư. Nhưng không phải mỗi thiên đạo sư đều là chấn sư khi dương thần bước đến trước mặt cô gái này nhìn rõ dung nhan của đối phương ngớ ngẩn sao lại là anh ta sao có thể tỉnh lại được rõ ràng đã biết dương thần đến từ lâu mỹ nhân ngẩng đầu liếc một cái rồi không để ý tiếp tục hoàn thành việc kiềm chế trong văn bản dương thần ngạc nhiên đến mức há hốc mồm thậm chí nói chuyện cũng có chút lắp bắp hồ ly tinh cô là thiên đạo sư thiên linh hy không vui vẻ hỏi lại đúng vậy không được sao dương thần luôn rất tự hào ban đầu nghĩ rằng trong số học viên ngoại viện chỉ có mình anh ta là thiên đạo sư đâu ngờ thiên linh hy cũng là. Hơn nữa, đối phương không chỉ là thiên đạo sư, mà còn là một chấn sư. Rõ ràng thân phận của đối phương không tầm thường. Hô, ngay lúc này, một người trung niên tuấn tú bay đến. Người trung niên nhìn Dương Thần với ánh mắt đầy ý nghĩa, cười nói, cậu có thể cảm nhận được dao động hồn lực của người khác. Dương Thần đáp lại một cách rất chắc chắn, tất nhiên, Dương Thần lập tức suy nghĩ nhanh chóng. Người này chắc chắn là một đại nhân vật, anh ta phải bám chặt lấy đối phương. Ngay sau đó, Dương Thần vội vàng kích hoạt tham thiên kính cảm nhận gia thú trên bệ đá. Văn bản đang được kiềm chế trên gia thú là thuộc tính mộc, chứa đựng một cảm giác nặng nề, có lẽ là một văn bản phòng thủ. Người trung niên không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng kinh ngạc, ông ta hỏi, cậu có thể cảm nhận được. Dương Thần vội vàng đáp, vâng. Ông ta hỏi tiếp, muốn học không? Dương Thần lập tức khóc và quỳ xuống. Nói một cách nghiêm túc, đệ tử Dương Thần, kính bái sư tôn họa bích, thực hiện lễ ba quỳ chín lại hành động này thật là lợi dụng hoàn thành một cách trôi chảy người trung niên tuấn tú ngạc nhiên đến mức há hốc mồm thiên linh hy bên cạnh đã hoàn thành việc kiềm chế văn bản cô ta hừ một tiếng cha hắn chỉ là một kẻ để nhận hắn làm đệ tử không để ý đến sự phản đối của con gái mình thiên bá quang vốn đang mỉm cười bỗng trở nên nghiêm túc ông ta nói một cách uy nghiêm làm đệ tử của ta cậu phải nhớ hai điều không được tầm thường trong vòng năm năm nếu không nổi danh sẽ bị trục xuất khỏi sư môn thứ hai không được mặc quần áo màu trắng dương thần chưa kịp vui mừng đã ngạc nhiên yêu cầu này thật là kỳ lạ yêu cầu đầu tiên của sư phụ còn nhưng có thể yêu cầu được. thứ hai là gì vậy không được mặc quần áo màu trắng dương thần đầy thắc mắc hỏi sư tôn linh Hy không phải mặc đồ trắng sao tại sao con không được giọng của thiên bá quang có chút lạnh lùng ta ghét đàn ông mặc đồ trắng dương thần trong lòng thầm chửi rủa nhưng bên ngoài vẫn cố gắng chịu đựng anh ta tiếp tục hỏi sư tôn làm thế nào mới được coi là nổi danh chấn đông thổ Dương Thần lại ngớ người ra, đùa gì vậy, chỉ trong vòng 5 năm mà phải nổi danh ở Đông Thổ. Anh ta thậm chí chưa từng ra khỏi thành Triều Ca, mà thành Triều Ca chỉ là một thành nhỏ thuộc quận Thiên Nam. Còn về vương quốc Đông Thổ rộng lớn thì khỏi phải nói. Thiên Bá quang nghiêm mặt nhìn Dương Thần, "Sao? Có khó khăn à?" Dương Thần không quan tâm, không suy nghĩ mà đồng ý ngay, dù sao đi nữa, trước tiên học được kỹ năng của sư phụ đã rồi tính sau, dù sao thì 5 năm cũng còn lâu. Thiên Linh Hy bên cạnh vô cùng ngạc nhiên. Cô ta không hiểu nổi, ngay cả những thiên tài kiêu ngạo ở quận thành Thiên Nam cũng mơ ước được bái dưới chân cha cô, nhưng cha cô không chọn ai cả, sao lại nhận một kẻ vô dụng như vậy làm đệ tử? Anh ta có thể trở thành chấn sư, anh ta là thiên đạo sư sao? Thiên Bá Quang thay đổi sắc mặt như lật sách, trở nên hiền hòa. Ông ta nói, tiểu thần, sư phụ sẽ ở lại Triều Ca Vũ viện một thời gian, học được bao nhiêu là tùy vào duyên số của con. Dương Thần cúi đầu hành lễ, vẫy tay. Thiên Bá Quang cười nói, sau này không cần lễ nghi như vậy, có lòng là được. Kỳ thi lớn của nội viện sắp đến, sau kỳ thi hãy đến gặp ta, Linh Hy, con tiễn cậu ấy đi, thấy sư tôn đã ra lệnh. Dương thần cũng không dám ở lại lâu, đành phải rời đi, ra khỏi biệt viện. Dương thần đột nhiên quay đầu nói với thiên Linh Hy phía sau. Linh Hy, không ngờ cô lại là thiên đạo sư, giấu kỹ thật đấy. Thiên Linh Hy đáp, liên quan gì đến anh, Dương thần hoàn toàn không để ý. Tiếp tục hỏi Linh Hy, bây giờ cô tu luyện đến đâu rồi? Đã đột phá đến tầng 6 của kinh thể chưa? liên quan gì đến anh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của đối phương dương thần lại hỏi lâm tịch tại sao cha cô không thích đàn ông mặc áo trắng liên quan gì đến anh chứ thở dài một tiếng dương thần cũng lười hỏi thêm anh biết cô gái này tám phần là có thành kiến với anh vừa trở về chỗ ở dương thần đã nghe thấy tiếng chuông vang lên từ ngũ viện cổ kỳ thi lớn của nội viện đã bắt đầu thấy dương thần không sao kiếm vô khuyết vui mừng hỏi anh không sao chứ anh có thể có chuyện gì được chứ Dương thần đang vui vẻ thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng dặn tiểu tuyết. Hãy vứt hết áo trắng của chúng ta đi, kiếm vô khuyết nghi ngờ mình nghe nhầm, không hiểu gì cả, anh không phải thích mặc áo trắng nhất sao. Kỳ thi lớn 3 năm một lần đã bắt đầu, cả chiều ca vũ viện đều sôi động. Kiếm vô khuyết mặc bộ đồ thi đấu màu đen, trông rất tinh thần. Anh, anh nghĩ cha có đến xem không? Với tính cách của cha, khó nói lắm. Chỉnh lại bộ đồ đen trên người, Dương Thần cảm thấy có chút không thoải mái, trước đây anh rất ít khi mặc đồ đen, nghĩ đến một ông lão hiền từ nhưng nghiêm khắc, Kiếm Vô Khuyết rõ ràng có chút nhớ nhung, nếu ông nội có thể đến thì tốt biết mấy, anh đừng mơ nữa, ông nội càng không đến đâu, từ khi lễ tế tổ bắt đầu, anh có thấy ông nội ra khỏi nhà lần nào không? Càng lớn, Dương Thần càng cảm thấy ông nội quá kín đáo, có chút bí ẩn, ngay sau đó, Dương Thần và Kiếm Vô Khuyết rời khỏi tiểu viện, đi thẳng đến quảng trường ngoại viện. Kỳ thi lớn 3 năm một lần của nội viện, sở dĩ được chú ý như vậy chủ yếu là vì tàng kinh các của nội viện và nội viện để có tài nguyên tu luyện chỉ là thứ yếu quan trọng nhất là công pháp và vũ khí dù là những gia tộc có truyền thống lâu đời công pháp tu luyện của họ cũng khó mà so sánh với công pháp tu luyện quý giá của ngũ viện còn về vũ khí thì không cần nhắc đến tàng kinh các của nội viện có rất nhiều vũ khí truyền thuyết còn nói rằng có cả chiến tích vì vậy đối với hầu hết các vũ giả ở triều ca thành muốn có thành tựu trong võ đạo chỉ có cách vào nội viện của triều ca vũ viện nơi đây có công pháp vô thượng dương thần người có thái cổ ma long tước tự nhiên không để mắt đến công pháp tu luyện của tàng kinh các chỉ riêng chương đầu tiên của thái cổ ma long tước đã khiến anh có ý định đấu với thiên đạo nhưng anh thiếu vũ khí đến nay anh chỉ tu luyện được phục hổ quyền của đại lục tự nhiên anh mong muốn có được vũ khí cao cấp hơn từ tàng kinh các của nội viện đến quảng trường ngoại viện dương thần phát hiện một khu vực trống xuất hiện 10 cột đá màu ngọc trắng và ở xung quanh quảng trường đông đúc người ngoài các học viên ngoại viện tham gia thi còn có nhiều thiên tài của nội viện ở vị trí cao nhất của quảng trường là những quý nhân từ triều ca thành cùng với gia đình của các học viên kiếm vô khuyết nhìn thấy một bóng dáng vạm vỡ trong số các phụ huynh vui mừng nói anh cha đến rồi không nói thêm lời nào dương thần chạy nhanh đến khu vực dành cho phụ huynh dương chính nghiệp người đang trò chuyện với bạn cũ thấy dương thần và kiếm vô khuyết chạy đến lớn tiếng nói hai thằng nhóc vẫn còn nóng nảy như vậy nghe đây nếu lần này các con không đỗ vào nội viện Ta sẽ cắt đứt quan hệ với thầy các cha con. mình." Dương Thần vừa vui mừng vừa xấu hổ, mặt đen lại, thật là mất mặt, "Cha ơi, thành ngữ không phải dùng như vậy." Kiếm Vô Khuyết không cảm thấy gì, bước lên chào hỏi. "Cha." Dương Chính Nghiệp hài lòng nhìn Kiếm Vô Khuyết. "Vẫn là tiểu Khuyết làm ta nở mày nở mặt." Nghe nói con đã đạt đến tầng 6 của kinh thể, độc bá ngoại viện, hoành hành vô kỵ, không sai, ta thích. Hiện tại Vô Khuyết cũng ngứa người, hắn chỉ là độc bá ngoại viện hoành hành vô kỵ rồi dường như nhớ ra điều gì dương chính nghiệp đột nhiên hừ một tiếng nhìn dương thần không thiện cảm nghe nói con đã đắc tội với tiểu tuyết nàng là con dâu tương lai của ta dương thần ngơ ngác lúc này mới phát hiện không xa bên cạnh dương mộc tuyết đang lạnh mặt dương chính nghiệp vừa rồi còn đang nói chuyện vui vẻ với dương chính nghiệp dư khiêm nộ mắng tên khốn khi nào bạn thân của ta trở thành con dâu của ngươi trong chốc lát dương thần và dương mộc tuyết đều rất lúng túng Đúng lúc này, xung quanh vang lên những tiếng bàn tán chói tai, nghe nói Dương Thần nhập viện 3 năm vẫn chỉ ở mức luyện thể cảnh nhất trọng, một kẻ vô dụng như vậy mà cũng mơ tưởng leo lên mộ phần. Cô gái Dư Khiêm có tu vi xuất sắc, đã đạt đến luyện thể cảnh tam trọng, lần này chắc chắn có thể thông qua đại não thăng cấp vào nội viện. Gần đây có tin đồn rằng Dương Thần đã thức tỉnh, không biết tin tức về võ hồn có thật hay không. Nhưng dù cho thằng nhóc đó có thức tỉnh võ hồn thì cũng chỉ là võ hồn phế phẩm. Các ngươi đã từng nghe nói về việc tu luyện 3 năm, vẫn chỉ là luyện thể cảnh nhất trọng của Thiên Đạo sư mà thiên đạo sư việc tu luyện tiến cấp dễ dàng như uống nước vậy tôi nghĩ chính là dương thần tên tiểu vô lại đó tự tạo ra huyết thống này nghe thấy những lời này dương chính nghiệp với tâm trạng không vui đã nổi giận với dương thần và kiếm vô khuyết cút đi tất cả cút đi mà chuẩn bị cho kỳ thi lớn đợi đến khi dương thần thấy kiếm vô khuyết đi xa dương chính nghiệp vẫn còn nhíu mày suy nghĩ không đúng rồi sao thần nhi vẫn chỉ là luyện thể cảnh nhất trọng lão già này đã đặt tất cả hy vọng lên người nó hơn nữa nhìn họ và tiểu tuyết như người xa lạ rất không bình thường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì như thường lệ vòng đầu tiên của kỳ thi lớn trong nội viện là thi lý thuyết cốt lõi của võ giả là gì tất nhiên là sức mạnh rồi một tiếng hét vang dội của tín đột ngột vang lên khắp toàn trường một vị lão giả uy nghiêm mặc áo bào dài đi đến trước 10 thí sinh để chúc mừng quét mắt nhìn khắp toàn trường rồi lớn tiếng nói ta là giám khảo của kỳ thi này kỳ thi lớn lần này gồm 3 vòng những ai vượt qua cả ba vòng sẽ được thăng cấp vào nội viện ngoài ra năm viện sẽ đánh giá tổng hợp thành tích của các người, chọn ra 10 người đứng đầu để trao thưởng. Đặc biệt, người đứng đầu sẽ được tặng một viên Càn Long Đan. Khi nghe đến Càn Long Đan, dù là học viên hay phụ huynh, tất cả đều kinh ngạc thốt lên, không thể tin nổi. Ngô Diễn lần này thật sự hào phóng, dám lấy ra một viên Càn Long Đan để thưởng cho người đứng đầu. Nghe nói Càn Long Đan được truyền lại từ Vương Đông, đây là tác phẩm đắc ý của đại đan sư, chủ yếu sử dụng nội đan của một loại yêu thú á long nào đó, dược lực mạnh mẽ, khi luyện hóa có thể tăng cường thể chất đáng kể. Nâng cao sức mạnh còn có khả năng không nhỏ giúp người tu luyện thể chất, phá vỡ rào cản cảnh giới. Vị lão giả giám khảo dường như đã dự đoán trước được cảnh tượng sôi động này, sau một lúc mới tiếp tục nói về kỳ thi lớn lần này. Ngoài phần thưởng đầu bảng là đan dược Càn Long, bảng nhãn và thám hoa cũng sẽ được thưởng, mỗi người một viên đan dược bất nguyên bổn táng, còn đối với hạng 4 đến 10 sẽ được thưởng mỗi người 10 viên tiểu đan dược. Nghe đến đan dược bất nguyên bổn táng, trong lòng Dương Thần không khỏi sao động hiện tại hắn đang ở đỉnh cao của cảnh giới thể chất tầng 5, dù có sự trợ giúp của kinh điển nghịch thiên, muốn đạt đến cảnh giới thể chất kinh 6, hoàn thành luyện tạng cũng cần không ít thời gian. Nhưng nếu có đan dược bất nguyên bổn táng thì sẽ khác hẳn. Cảnh giới thể chất kinh 6 là luyện tạng, cần phải luyện hóa và biến đổi ngũ tạng lục phủ trong cơ thể. Nếu chỉ đơn thuần dùng hơi nước để rèn luyện, trời mới biết sẽ mất bao lâu. Dương Thần thầm nghĩ rằng lần thi lớn này, nếu không có gì bất ngờ thì đầu bảng sẽ là kiếm vô khuyết hắn sẽ cố gắng hết sức chắc chắn có thể tranh thủ được đan dược bất nguyên bổn táng còn về danh sách phần thưởng từ hạng 4 đến 10, mặc dù giá trị không nhỏ nhưng lại khó lọt vào mắt xanh của dương thần phần thưởng phong phú như vậy khiến cho nhiều học viên ngoại viện vô cùng phấn khích từng người một đều ham hở không thể chờ đợi thêm đặc biệt là những người tự tin vào thực lực phi thường của mình mắt họ đều đỏ lên là toàn bộ giám khảo lớn tuổi trong trường đối với một âm thanh tinh thần chiến đấu của học viên ngoại viện rất được hài lòng chúc mừng vòng kiểm tra đầu tiên đã được xem xét và chờ đợi người dẫn đầu cần phải tấn công mạnh vào cột đứng bên cạnh mỗi khi cột đứng nâng lên một tấc ánh sáng thì đại diện cho sức mạnh của 100 cân ánh sáng nâng lên một thước thì được coi là đạt yêu cầu ánh sáng cần phải nâng lên một thước mới được coi là đạt yêu cầu nói cách khác sức mạnh ít nhất cần phải đạt đến một nghìn cân mới được đối với học viên ngoại viện mà nói chỉ là vòng kiểm tra đầu tiên e rằng sẽ loại bỏ một số lượng lớn phải biết rằng dù là tu vi tầng thứ hai của cảnh giới tụ thể cũng có sức mạnh vượt quá 1.000 cân. Mà tầng thứ hai của cảnh giới tụ thể là mức tu vi phổ biến của học viên ngoại viện. Bài kiểm tra có thể thử 3 lần, ghi lại kết quả tốt nhất. Hàn bản sơ, ngươi đi làm mẫu cho họ xem. Theo lời của lão giám khảo vừa dứt, một thanh niên có thân hình vạm vỡ, với vẻ mặt đầy nhiệt huyết, đứng trước một cột trụ bên cạnh. Đó là học trưởng bản sơ, tôi bị làm mẫu rồi. Học trưởng bản sơ là thủ lĩnh của nội viện đấy nghe nói học trưởng bản sơ đã đạt đến tầng thứ 8 của cảnh giới tụ thể, không biết có thật hay không. Dương Thần thực sự không thể chịu nổi, xung quanh là một đám cá sấu đang bày trận, anh ta tập trung nhìn về phía trước, nhìn vào Hàn Bản Sơ với ánh mắt không chút sợ hãi, khóe miệng khẽ nhếch lên, không mấy bận tâm, đã 20 tuổi rồi mà mới đạt đến tầng thứ 8 của cảnh giới tụ thể thì có gì đáng tự hào chứ? Dương Thần, hiện nay mới 15 tuổi, tự tin rằng trong vòng 3 năm, chắc chắn sẽ đột phá cảnh giới tụ thể này. Đạt đến cảnh giới chân võ, cảnh giới tụ thể tầng 8 thì có gì đáng kể, còn về kiếm vô khuyết Dương Thần tin chắc rằng, anh ta thậm chí sẽ đạt đến cảnh giới chân võ trong vòng 2 năm. Hàn Bản Sơ đứng trước một cột trụ bên cạnh, liếc nhìn những học viên ngoại viện đang la hét, gọi tên mình, với vẻ mặt đầy chán ghét, biểu diễn cho những kẻ yếu kém này thực sự là lãng phí thời gian. Nhưng Hàn Bản Sơ vẫn rất tùy tiện vung nắm đấm, đấm mạnh vào cột trụ bên cạnh, bốp, ánh sáng ngược trên cột trụ trong mơ bỗng nhiên tăng vọt. Cuối cùng dừng lại ở mức không thể tin nổi, ngàn cân tụ lực, ngay lập tức những fan cuồng của Hàn Bản Sơ trở nên điên cuồng. Tiếng hét vang lên không ngớt. Dương Thần cũng hơi kinh ngạc. Một cú đấm tùy tiện mà đạt đến 5,000 thật sự rất mạnh, ít nhất trong thời gian ngắn anh ta không thể sánh kịp. Không biết ai đã hét lên một tiếng kinh ngạc. Tại lối vào quảng trường, một thiếu nữ tuyệt đẹp mặc váy trắng từ từ bước vào. Hôm nay, thiên linh hy đặc biệt xinh đẹp, như thể là nữ thần từ trên trời giáng xuống trần gian, quá đẹp. Nghiêng nước nghiêng thành, cô gái này không phải là người bình thường, ngày sau sẽ bay cao chín tầng trời. Nghe nói chơi. rất nhiều thiếu niên thiên tài đã theo đuổi cô ấy, nhưng đều thất bại mà trở về, nếu chỉ có nhan sắc tuyệt thế thì cũng thôi. Nghe nói cô ấy có năm danh hiệu quý tộc, năm viện đều gọi cô ấy là vũ nữ huyền thoại ở thành triều ca của chúng ta, e rằng không ai xứng đáng với cô ấy. Khi Thiên Linh Hi bước vào sân, dù là học viên của năm viện hay là phụ huynh quý tộc đến từ thành triều ca, không ai không tán thưởng liên tục, đều dõi mắt nhìn Thiên Linh Hi, Dương Thần có chút say mê. Có lẽ đây chính là cái gọi là làm kinh ngạc toàn trường cô ấy thật sự rất hợp với ta. Bước vào quảng trường, Thiên Linh Hy lặng lẽ dừng lại, đôi mắt đẹp như đang nhìn quanh, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó. Một lát sau, Thiên Linh Hy đi thẳng về phía bên trái của quảng trường, đến bên cạnh Dương Thần mới dừng lại. Điều mà tất cả mọi người không ngờ tới là, người đứng sát bên Vũ Nữ Huyền Thoại lại là Dương Thần, kẻ bị coi là phế vật của Ngũ Viện. Sự đối lập này quá lớn, ngay lập tức, Dương Thần cảm nhận được hàng ngàn ánh mắt đầy ác ý đang đổ dồn về phía mình. Những con thú này, chắc muốn nuốt sống ta đây mà liếc nhìn thiên linh hy bên cạnh dương thần phất lờ những ánh mắt ghen tị đố kỵ xung quanh tiến lại gần hơn thì thầm không gặp nửa ngày như cách ba thu cô có nhớ tôi không không ngờ thiên linh hy không những không giận mà còn mỉm cười dịu dàng nói nhỏ anh thật là vô liêm sỉ nụ cười đó thật quyến rũ có thể khiến vua chúa bỏ bê triều chính dương thần kêu lên một tiếng quan minh hạo đầy giận dữ không thể chịu nổi xông qua đám đông bước tới, mắng dương thần, đồ khốn. Cút khỏi bên cạnh Linh Hy, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có chút méo mó của quan minh hạo, dương thần cười, cô ý tiến lại gần thiên Linh Hy hơn. Gần như sát vào nhau, nói, chúng tôi tình cảm mặn nồng. liên quan gì đến anh, thực ra, trong lòng dương thần rõ như gương. Con hồ ly này rõ ràng có ý đồ xấu muốn hại anh, muốn anh trở thành tâm điểm của mọi người. Tuy nhiên, thiên linh hy rõ ràng đã đánh giá thấp độ dày mặt của Dương Thần là quan minh hạo nghe nói quan minh hạo mê mẩn thiên linh hy nhiều lần bị từ chối quan minh hạo cũng là thiên tài của ngoại viện cùng với kiếm vô khuyết thiên linh hy nổi danh không chỉ có bối cảnh sâu rộng mà bản thân cũng có thiên phú xuất Tù sắc tu vi đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới tụ thể dưới sự kiềm chế của mình quan minh hạo biết kỳ thi sắp bắt đầu trước mắt bao người anh ta không thể làm gì đối phương chỉ có thể nói lời xúc phạm như ngươi một kẻ phế vật tiếp tục ở lại ngũ viện chỉ làm mất mặt ngũ viện mà thôi nếu ta là ngươi, đã sớm không còn mặt mũi mà, mà tất ở tất phải tự chuốc nhục. Dương Thần không hề tức giận, liên quan gì đến ngươi, ta thích thì ở, ngươi thật sự không còn thuốc chữa. Nhìn Dương Thần như một kẻ vô lại, Quan Minh Hạo không còn cách nào, chỉ có thể đứng bên kia của Thiên Linh hy. như đang canh chừng kẻ trộm, nhìn chằm chằm vào Dương Thần. Khu vực tập trung của các học viên nội viện, nhìn thấy cảnh tượng Dương Thần và Quan Minh Hạo như một trò hề. Lý Thanh Linh có chút không nói nên lời, đối với học viên của mình, mặc dù Dương Thần ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, nhưng Lý Thanh Linh tự cho rằng mình hiểu khá rõ về Dương Thần, nhìn Dương Thần với vẻ mặt không chút kiêng dè. Cô tự hỏi, cậu ta có gì mà tự tin, chẳng không lẽ vậy? cậu ta thực sự có gì để dựa vào bên cạnh Lý Thanh Linh là Hàn Bản Sơ, Thanh Linh? Học viên phế vật của cô thật sự quá vô liêm sỉ. Cậu ta lấy đâu ra dũng khí để đối đầu với Quan Minh Hạo? Lý Thanh Linh có chút không vui, lời nói của đối phương quá chói tai, cô cũng biết tu vi của Dương Thần thấp, nhưng Dương Thần là một thiên đạo sư chính hiệu. Kỳ thi bắt đầu, ngay lúc đó, giám khảo già cất tiếng vang dội tuyên bố vòng thi đầu tiên chính thức bắt đầu. Vì vậy, các học viên ngoại viện chia thành 10 hàng. Bắt đầu thi. 800 cân, 850 cân, 800 cân không đạt, 850 cân không đạt, 850 cân, 850 cân. 900 cân không đạt, 900 cân không đạt. Khi các học viên lần lượt xuất hiện trên 10 cột bên, vẫn có người đạt tiêu chuẩn. 950 cân, 950 cân, 1,000 cân ghi nhận, 1,000 cân đạt tiêu chuẩn. Đột nhiên, Dương Thần ở phía sau hàng, nghe thấy phía trước có người đã vượt qua kỳ thi, không mấy bận tâm, chẳng lẽ 1,000 cân là giới hạn, dù có vượt qua vòng kiểm tra sức mạnh đầu tiên, hai vòng sau cũng đủ căng thẳng. Khi một học viên từ ngoại viện, kết quả kiểm tra của học viên được ghi lại, người thất bại có thể cảm thấy hối tiếc hoặc là thẫn thờ, những người đạt tiêu chuẩn thì lại nổi bật. 2,200 cân đạt tiêu chuẩn. Đột nhiên, giọng của trọng tài cao lên. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào một thiếu niên mặc áo gấm. Đó là tư đồ phẩm của gia tộc tư đồ cậu ta có sức mạnh thiên bẩm, còn tu luyện công pháp gia truyền đại lực kim cương quyết, sức mạnh đạt không cân không có gì lạ. Gia tộc tư đồ giàu có nhất triều ca, cậu ta chắc chắn đã uống không ít đan dược tăng cường thể lực, người ta sinh ra tốt cũng là một loại tài năng. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Dương Thần quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Linh Hy đứng sau mình, cũng tỏ ra như một cao thủ. Bình luận, Linh Hy Chỉ với 3 năm luyện tập trong lò thuốc nổ của tư đồ, mà chỉ đạt được hơn 2,000 cân Thật sức là mạnh. phí phạm đại lực kim cương quyết của gia tộc cậu ta. Thiên Linh Hy không thể chịu nổi, liếc nhìn Dương Thần với ánh mắt khinh bỉ, hư một tiếng, sao tôi ngửi thấy mùi chua chua vậy? Dương Thần, nếu có bản lĩnh, cậu cũng đạt 2,000 cân sức mạnh Tôi đi. xem nào. Hề hề, Dương Thần trong lòng vui mừng. Đợi chính là khoảnh khắc này, cáo già, cậu coi thường tôi sao? Chỉ 2,000 cân sức mạnh thì có gì đáng Tôi thấy? là một thiên đạo sư vĩ đại, sao có thể so sánh với tư đồ được? Cứ tiếp tục khoác lác đi. Dù sao cậu cũng không biết làm gì khác, thiên linh hy lật mắt trắng, cũng coi như đã thấy, trên đời này thật sự có người vô liêm sỉ như vậy. Dương thần giả vờ như không tự tin. Sao lại là khoác lác chứ? Linh Hy, cậu dám cá cược không? Ngay lập tức, thiên linh Hy lại nở nụ cười quyến rũ. Vô cùng tự tin, nếu cậu không đạt được hơn không cân sức mạnh, thì không mặc quần áo chạy một vòng quanh thành chiều ca. Dám không nói xong, Thiên Linh Hy chắc chắn rằng Dương Thần không dám đồng ý, nhìn chăm chằm vào Dương Thần, cười càng rạng rỡ hơn. Kiếm vô khuyết đứng trước Dương Thần, trong lòng thầm tiếc cho một mỹ nhân, tài năng đào hố của anh trai tinh thám, không ai ở chiều ca có thể sánh bằng. Dương Thần như bị đánh trúng. Một lúc lâu không nói được lời nào, ngay sau đó, Dương Thần tức giận hỏi lại Thiên Linh Hy. Nếu tôi thắng thì sao? Cậu thắng á nhìn Dương Thần. Thiên Linh Hy nói, nếu cậu thắng, cậu nói sao thì làm vậy? được rồi dương thần lộ ra nụ cười gian xảo tự do và phóng khoáng cáo già nếu tôi thắng thì tôi sẽ hôn cậu một cái đơn giản chứ tất nhiên ai mà nuốt lời thì sẽ cô đơn suốt đời nghe đến đây thiên linh hy mới cảm thấy có gì đó không lời nguyền cô đơn suốt đời này quá độc ác cậu ta lấy đâu ra tự tin như vậy nhìn nụ cười kỳ lạ trên mặt dương thần thiên linh hy cảm thấy bối rối tim đập loạn xạ không biết quan minh hạo một trong ba huyền thoại của ngoại viện, một cú đấm của anh ta có thể đạt bao nhiêu? Quan Sơn Miên Trường, tu luyện đến đại thành, được cho là có thể tăng gấp đôi sức mạnh chiến đấu. Nếu Quan Minh Hạo tu luyện Quan Sơn Miên Trường, không biết sức mạnh có thể đạt 3,000 cân không? Không thể nào. Không để ý đến những lời bàn tán này, Quan Minh Hạo đứng trước cột kiểm tra, không vận công pháp, miệng thở ra một luồng khí như rắn. Khí như rắn, trời ơi, Quan Minh Hạo đã thăng cấp lên tầng 6 của thể kim, thật là yêu nghiệt. Ngay lập tức, tiếng kêu kinh ngạc vang lên, không chỉ các học viên mà cả những quý tộc trên quảng trường, các bậc phụ huynh cũng vô cùng kinh ngạc, thở ra như rắn, đây là dấu hiệu của tầng 6 thể kim, luyện tạng, người tu luyện tầng 6 thể kim hoàn thành luyện tạng, năm tạng sáu phủ của họ trải qua sự biến đổi, khả năng chống đỡ cực kỳ mạnh mẽ, điều quan trọng nhất là, sau khi hoàn thành luyện tạng, họ có thể sử dụng nội tạng vũ khí mạnh mẽ, hoàn toàn chịu đựng được lực phản tên ngốc này cũng có chút tài năng đấy. Dương Thần cũng ngạc nhiên, một rõ chút. ràng anh ta cũng không ngờ tới, Quan Minh Hạo đã thăng cấp lên tầng 6 thể kim. Trong chớp mắt, chỉ thấy Quan Minh Hạo, con trai của thị trưởng Quan Sơn, đánh một trưởng mạnh vào cột bên cạnh, phát ra tiếng nổ vang, đồng thời, ánh sáng xanh trên cột bên cạnh nhanh chóng leo lên. 3,100 cân, theo thông báo và ghi nhận của trọng tài, các học viên xung quanh không khỏi kinh ngạc, quả không hổ danh là một trong ba huyền thoại của ngoại viện sức mạnh thực sự vượt qua 3,000 cân kiếm vàng. Vô khuyết và thiên linh tê có thể vượt qua 3,000 cuộc cạnh tranh trong vòng đầu tiên của kỳ thi tuyển chọn khá khốc liệt. Sau khi kiểm tra xong, quan minh hạo như một con gà chống kiêu ngạo, ngẩng cao đầu khiêu khích nhìn về phía dương thần. Dường như đang nói, đồ vô dụng, ngươi thấy sự chênh lệch chưa? Dương thần hoàn toàn không để ý, quay đầu lại, nói với thiên linh tê, hồ ly tinh. Nhìn kìa, con chim ngốc đó đang khiêu khích ngươi đấy lát nữa ngươi phải cố gắng đánh ấy. bại hắn đè bẹp hắn thiên linh tê không hề đáp lại giả vờ như không nghe thấy với vẻ mặt thản nhiên như đang dạo chơi trong vườn, hoàn toàn phớt lờ những gì Dương Thần nói. Kỳ thi diễn ra một cách trật tự và ổn định, ngoại trừ một vài người có kinh nghiệm đáng kể. Phần lớn các học viên ngoại viện đều không có gì nổi bật, ngay cả những người đạt tiêu chuẩn, quyền lợi cũng chỉ khoảng hơn 1 một chút, rất nhanh đến lượt kiếm vô khuyết. Và sau kiếm vô khuyết là Dương Thần và Thiên Linh Tê. Được mọi người chú ý, mọi người đều rất muốn biết trong ba huyền thoại của ngoại viện, ai mạnh ai yếu. Kiếm vô khuyết hơi quay đầu nhìn về phía Dương Thần, ánh mắt rõ ràng có ý hỏi. Không suy nghĩ nhiều, Dương Thần gật đầu mạnh mẽ. Hôm nay là lúc hai anh em chúng ta tỏa sáng vô hạn. Trần Hách hét lên một tiếng, kiếm vô khuyết hít một hơi sâu. Từ miệng thở ra một luồng khí trắng, tỏa ra một khí thế mạnh mẽ. Danh tiếng như lửa luyện, kiếm vô khuyết thật mạnh, thật không ngờ đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới lục trọng. Có lẽ anh ta có thể thăng cấp lên cảnh giới bất cứ lúc nào. Đã đến thất trọng rồi chứ, Mã Long sinh ra đã có thần lực, võ phụ nghịch thiên có vẻ như anh ta đi đến bôn trác lập để thi đầu mãn long quá mạnh dương thần quá yếu hai anh em này khác biệt quá lớn không dám nhìn lại không phải anh em ruột nghe nói kiếm vô khuyết được ông nội của dương thần nhặt về kiếm vô khuyết không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại này mạc vận bá hoàng thiên ma tước công pháp trên người phát ra ánh sáng đen tỏa ra một luồng sắc khí như thể là linh hồn ác quỷ cổ xưa lễ tế này không chỉ ảnh hưởng đến những người xung quanh kiếm vô khuyết ngay cả những người quý tộc ở xa trong thành cũng cảm nhận được một luồng sắc khí. Những người có chút kiến thức đều biết công pháp mà kiếm vô khuyết đang vận hành không phải là vật phàm kỳ lạ. Chẳng lẽ nhà họ Dương còn truyền thừa công pháp tu luyện cao cấp, hoàng giai thượng phẩm, hoàng giai cực phẩm? Ngay cả Dương Thần cũng không biết công pháp bá hoàng thiên ma tuyệt mà kiếm vô khuyết đang vận hành là công pháp thuộc phẩm giai nào. Dù sao thì trước khi nhận được truyền thừa của Thái cổ Ma Long Tước, không biết đã thèm muốn bao nhiêu lần. Nhưng lão già cố chấp trong nhà cứ nhất quyết không truyền cho anh ta nói rằng anh ta không thích hợp tu luyện bá hoàng thiên ma tước nói rằng bá hoàng thiên ma tước chỉ thuộc về kiếm vô khuyết nhận được từ kiếm vô khuyết lại là cướp bảo vật thần kỳ đại hợp chúng năm đấm trái của kiếm vô khuyết như đang xoay tròn đánh thẳng vào cột đứng bên cạnh cột đứng rung động dữ dội ánh sáng sắc bén lóe lên dừng lại ở vị trí bốn thước một tấc tư tư làm chấn động toàn trường phần lớn mọi người đều đến tay lương đùa gì vậy quyền hổ phổ thông Chiêu đầu tiên có thể đánh ra 4,100 cân. Cô đứng bên cạnh có vấn đề rồi chăng phải biết rằng đại đa số người tu luyện cường thể cảnh tầng 7 đều không thể đạt được sức mạnh như vậy. 4,100 cân đạt chuẩn. Ngay cả trọng tài ghi nhận kết quả cũng bị chấn động. Một lúc lâu sau, mới hét lên một tiếng lớn giọng nói có chút biến đổi. Thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài. Trên khu vực tập trung của phụ huynh, Dương Chính Nghiệp cũng ngạc nhiên không kém. Sau khi hoàn hồn lại, tự hào khoe với mọi người xung quanh, mọi người nhìn xem, đó chính là con trai tôi. Ha ha ha, Vu Khiêm tức giận lườm Dương Chính Nghiệp một cái. Trong lòng thầm nghĩ, vô khuyết có thành tích này. Liên quan gì đến ông chứ, đều là công lao của ông nội nhà ông, hiểu chưa? Dù là những thiên tài trong nội viện vốn luôn coi thường, học viên của ngoại viện, khi nhìn về phía kiếm vô khuyết, cũng đều lộ ra vẻ e dè. Hàn bản sơ, người đứng đầu nội viện, cũng phải thừa nhận. Anh ta biết rõ, quyền lực của đối phương chỉ yếu hơn anh ta khoảng một ngàn cân anh ta có tu vi tụ thể cảnh tầng tám kiếm vô khuyết sau khi đạt đến tụ thể cảnh tầng bảy đã đủ để sánh ngang với anh ta một khi kiếm vô khuyết thăng tiến vào nội viện vị trí đứng đầu của anh ta sẽ bị đe dọa nghiêm trọng hàn bản sơ người tự tin vào bản thân lần đầu tiên cảm thấy áp lực áp lực không nhỏ nhìn chằm chằm vào kiếm vô khuyết ở phía trước không xa thiên linh hy không quá ngạc nhiên thiên tài cô ta đã gặp nhiều rồi không nói đến vương đô đông thổ chỉ nói đến thành thiên nam quận thiên tài như kiếm vô khuyết cũng không ít điều khiến anh ta ngạc nhiên nhất là trước đó khi kiếm vô khuyết vận hành công pháp tỏa ra một loại khí thức rất kỳ lạ rất yêu dị dương thần liên tục gật đầu rất hài lòng với hiệu ứng gây chấn động của kiếm vô khuyết hãy hò reo vì sự chỉ đạo của người kiêu ngạo anh ta chính là vị vua của các bạn thiên linh hy đứng sau dương thần có chút không chịu nổi chuyện này liên quan gì đến anh chứ dương thần quay đầu lại nghiêm nghị nói hồ ly tinh chẳng lẽ cô không biết thành tích của tiểu tước ngày hôm nay tất cả đều là nhờ công lao của tôi Thiên Linh Hy im lặng không nói, anh ta hiểu rằng với những kẻ vô lại như thế này, càng để ý đến hắn, hắn càng hăng hái, lúc này kỳ thi đã gần kết thúc trước 10 cuộc sách. Chỉ còn lại vài người chưa nhận bài thi, nhưng điều thu hút sự chú ý nhất, chính là hàng ngũ của Dương Thần, trước đó, kiếm vô khuyết đã gây ấn tượng toàn trường. Tiếp theo sẽ đến lượt Dương Thần và Thiên Linh Hy, trong ba người mạnh nhất của ngoại viện, chỉ còn Thiên Linh Hy chưa có kết quả, liệu anh ta có thể vượt qua kiếm vô khuyết không còn về Dương Thần mọi người đều muốn xem người được mệnh danh là thiên tài nhưng thực chất là kẻ vô dụng này liệu có thể vượt qua kỳ thi lớn để thăng cấp vào nội viện hay không? Nếu một người trong ngoại viện đã tu luyện 3 năm mà là thiên tài, lại bị loại ngay từ vòng đầu tiên không thể thăng cấp vào nội viện, thì đó sẽ là một trò cười. Nếu Dương Thần thực sự bị loại ngay từ vòng đầu tiên, danh hiệu thiên tài của anh ta chắc chắn sẽ bị ghi vào cột nhục của lịch sử. Nhìn thấy trên người mình tập trung vô số, ánh mắt chứa đầy ác ý, như thể là sợ hãi, Dương Thần đột nhiên lướt một cái. Nói với Thiên Linh Tê phía sau, Quý cô hồ ly, ưu tiên phụ nữ mới trước thiên linh tê hoàn toàn không ngờ tới, ngạc nhiên một chút, liếc dương thần một cái bước lên phía trước. Ha ha, cười chết tôi rồi, dương thần thực sự cũng có lúc sợ mất mặt, thật là một kẻ vô dụng, nhát dao này hắn có tránh được không, nghe thấy những lời này. Dương chính diệp mặt mày tái mét hận không thể lao lên đánh cho tên tiểu tử đó một trận thừa sống thiếu chết. Thật là gia môn bất hạnh, sao ta lại sinh ra một kẻ quái dị như vậy chứ? Không ngờ lúc này Dương thần lại tự nhủ, nếu như vậy ta chính là người cuối cùng xuất hiện trong tiểu thuyết thần thoại của Mạc Hương Trai Mạch. Nhân vật chính không phải đều xuất hiện cuối cùng sao mấy tên rác rưởi này biết cái gì. Dương thần đang mơ mộng, bỗng nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh. Dường như có khí cực lạnh từ em trai vô hình sinh ra. Đùa gì vậy? Hắn là người tu luyện đến đỉnh cao của tầng thứ năm, Dù có ở trong hang băng lạnh giá cũng không thể tụ lại hiện tại luồng khí lạnh không rõ từ đâu đến lại khiến dương thần có chút không chịu nổi muốn run lên một chút không chỉ có dương thần những người gần tiên linh khê đều cảm nhận được cái lạnh thấu xương nguồn gốc rõ ràng là từ thiên linh tê lúc này không biết đang vận hành công pháp gì thiên linh tê với vẻ mặt nghiêm túc tỏa ra một luồng khí thánh khiết không thể giải độc giống như cửu u băng liên tồn tại vĩnh cửu ồ ra đòn rồi chỉ thấy thiên linh tê không sử dụng bất kỳ vũ khí nào nắm đấm nhỏ trắng như ngọc đánh vào cột bên cạnh ánh sáng ngược trên cột bên nhanh chóng bừng lên, đạt đến vị trí ba thước cuối tháng chậm rãi dừng lại. 2,900 cân, đạt yêu cầu theo lời của trọng tài. Những người đặt nhiều kỳ vọng vào thiên linh khê có chút thất vọng, mặc dù quyền lực 2,900 cân đủ ấn tượng nhưng vẫn kém xa kiếm vô khuyết, ngay cả so với quan minh hạo cũng có chút chênh lệch ngược lại, dương thần nhìn chầm chầm vào thiên linh tê. Rất bình tĩnh phải biết rằng thiên linh tê vốn là nữ, về sức mạnh thuần túy vốn đã yếu hơn nam giới huống chi thiên linh tê chỉ mới đạt đến đỉnh cao của tầng thứ 5. Nếu nàng thăng lên tầng thứ 6 quyền lực của nàng chắc chắn có thể đạt đến 3,500 cân. Hoàn toàn áp đảo quan minh hạo. Đáng tiếc là lý lẽ rõ ràng như vậy, toàn trường lại không nhiều người nhận ra. Thiên linh tê hoàn thành bài kiểm tra có chút lơ đãng, ánh mắt lơ đãng rơi vào dương thần. Nàng lo lắng về cuộc cá cược đặc biệt là khi thấy Dương Thần tự tin đứng trước cột bên thiên linh tê càng cảm thấy không ổn. Chết tiệt, nếu thua. Thật sự phải để tên vô lại này hôn một cái sao không? Tuyệt đối không, sự trong sạch của ta không thể hủy hoại trong tay hắn nhưng lời nguyền cô độc suốt đời quá độc ác, một lúc thiên linh tê dối bời. Đến lúc này ngoài Dương Thần ra tất cả học viên ngoại viện đều đã hoàn thành bài kiểm tra. Hắn thực sự được vạn người chú ý. Giả vờ làm bộ của Trần Hách. Dương Thần làm vài động tác chuẩn bị, rất buồn cười thực ra Dương Thần làm vài động tác này. Trong khi tắm dưới ánh sáng của gương trời linh khí trời đất xung quanh tụ lại về phía Dương Thần, cùng lúc đó cơ thể hắn phát ra những tiếng vang. Lách tách, đây là tiếng trống trên cơ thể. Cái gì? Ta thấy gì vậy không? Không thể nào quái lạ, không phải chỉ khi luyện cốt đạt đến đại thành mới có thể làm cho gân cốt toàn thân phát ra tiếng vang sao? Rốt cuộc là chuyện gì không phải nói Dương Thần chỉ có tu vi tầng thứ 5 sao? lúc này toàn trường ngoài kiếm vô khuyết ra mọi người đều kinh ngạc có người mắt tròn mắt dẹt không tin nổi có người kêu lên liên tục cũng có người chửi thề thần kỳ đại hợp chúng kiếm vô khuyết với nắm đấm trái như mũi khoan đánh vào cột bên cột bên rung động dữ dội ánh sáng lóe lên bừng sáng dừng lại ở vị trí bốn thước một tấc gây chấn động toàn trường đại đa số người đều kinh ngạc Đùa gì vậy chiêu đầu tiên của phục hổ quyền bình thường? Lại có thể đánh ra 4,100 cân cột bên có vấn đề chăng? Phải biết rằng đại đa số tu luyện tầng thứ 7 cũng không thể đạt được quyền lực như vậy. 4,100 cân đạt yêu cầu ngay cả trọng tài ghi điểm. Cũng bị chấn động một lúc lâu mới hét lên một tiếng. Giọng có chút biến đổi. Thiên tài, đây mới là thiên tài Thực khu vực sự. tập trung của phụ huynh. Dương Chính Nghiệp cũng ngạc nhiên không kém sau khi tỉnh lại tự hào khoe với mọi người xung quanh. Đó chính là con trai tôi ha ha ha, Dư Khiêm tức giận lườm Dương Chính Nghiệp một cái, trong lòng thầm nghĩ, thành tích của vô khuyết có liên quan gì đến ông chứ, đều là công lao của ông nội nhà ông, được chưa dù cho trước đây luôn coi thường ngoại viện, nhiều thiên tài của nội viện. Nhìn về phía kiếm vô khuyết cũng đều lộ ra vẻ e dè. Hàn Bản Sơ, người đứng đầu nội viện cũng phải thừa nhận anh ta biết rõ, quyền lực của đối phương chỉ yếu hơn anh ta khoảng một chút, anh ta có tu vi tụ thể cảnh bát trọng, còn Kiếm vô khuyết đạt đến tụ thể cảnh thất trọng, đủ để ngang hàng với anh ta một khi Kiếm vô khuyết thăng cấp vào nội viện, vị trí đứng đầu của anh ta sẽ bị đe dọa nghiêm trọng Hàn Bản Sơ, người luôn tự tin và kiêu ngạo, lần đầu tiên cảm thấy áp lực không nhỏ. Nhìn chằm chằm vào Kiếm vô khuyết ở phía trước không xa, Thiên Linh hy không quá ngạc nhiên, thiên tài anh ta đã gặp nhiều rồi, không nói đến Đông thổ vương đô, chỉ nói đến thành Thiên Nam quận thiên tài như kiếm vô khuyết cũng không ít điều khiến anh ta ngạc nhiên nhất là khi kiếm vô khuyết vận hành công pháp trước đó loại khí tức phát ra rất kỳ lạ và yêu dị dương thần liên tục gật đầu rất hài lòng với hiệu ứng gây chấn động của kiếm vô khuyết hãy cổ vũ cho sự dạy dỗ của người đốt lửa anh ta chính là vị vua của các bạn thiên linh hy đứng sau dương thần có chút không chịu nổi chuyện này liên quan gì đến anh dương thần quay đầu lại nghiêm túc nói với giọng điệu sắc bén hồ ly tinh chẳng lẽ cô không biết thành tích của tiểu tước ngày hôm nay tất cả đều là công lao của tôi người sáng tác bài hát này thiên linh hy im lặng không nói anh gì anh ta coi như đã hiểu rõ những kẻ vô lại như thế này càng để ý đến hắn hắn càng hăng hái lúc này kỳ thi đã gần kết thúc trước 10 cuộc sách chỉ còn vài người chưa nhận bài thi nhưng điều thu hút nhất chính là hàng ngũ của dương thần trước đó có kiếm vô khuyết gây ấn tượng toàn trường tiếp theo đến lượt dương thần và thiên linh hy trong ba người mạnh nhất của ngoại viện chỉ còn thiên linh ghi chưa có kết quả anh ta có thể vượt qua kiếm vô khuyết không còn về dương thần mọi người đều muốn xem người được gọi là thiên tài nhưng lại là phế vật này liệu có thể vượt qua kỳ thi lớn để thăng cấp vào nội viện hay không nếu như một thiên đạo sư đã tu luyện ở ngoại viện suốt 3 năm bị loại ngay từ vòng đầu tiên không thể thăng cấp vào nội viện thì đúng là trò cười nếu dương thần thực sự bị loại ngay từ vòng đầu tiên danh hiệu thiên đạo sư của anh ta chắc chắn sẽ bị ghi vào cột nhục của lịch sử nhìn thấy trên người mình tập trung vô số ánh mắt chứa đầy ác ý dương thần dường như sợ hãi đột nhiên lóe lên một cái nói với thiên linh tê phía sau hồ ly tinh quy cô ưu tiên trước thiên linh tê hoàn toàn không ngờ tới ngạc nhiên một chút liếc dương thần một cái rồi bước lên phía trước ha ha cười chết tôi rồi dương thần còn có lúc sợ mất mặt thật là một kẻ vô dụng liệu anh ta có tránh được nhát dao này không nghe thấy những lời đồn này dương chính nghiệp mặt mày tái mét hận không thể xông lên đánh cho thằng nhãi đó nửa sống nửa chết thật là ra môn bất hạnh. Sao ông trời lại sinh ra một kẻ yêu nghiệt như vậy? Ai mà ngờ được lúc này Dương Thần tự nhủ. Như vậy thì tôi chính là người cuối cùng xuất hiện rồi trong tiểu thuyết thần thoại của Mạc Hương Trai Mạch. Nhân vật chính không phải đều xuất hiện cuối cùng sao mấy tên rác rưởi này biết cái quái gì. Dương Thần đang mơ mộng thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh. Như có luồng khí cực lạnh từ em trai vô hình sinh ra. Đùa cái gì vậy? Anh ta là người tu luyện đến đỉnh cao của tầng thứ 5. Dù có ở trong hang băng lạnh giá cũng không cảm thấy lạnh giờ đây luồng khí lạnh vô danh này lại khiến dương thần có chút không chịu nổi muốn run lên một cái không chỉ riêng dương thần những người gần tiên linh khê đều cảm nhận được cái lạnh thấu xương nguồn gốc rõ ràng là từ thiên linh tê lúc này không biết đã vận hành công pháp gì thiên linh tê với vẻ mặt nghiêm nghị tỏa ra một luồng khí thánh khiết không thể giải độc giống như cửu u băng liên tồn tại vĩnh cửu ra đòn rồi chỉ thấy thiên linh tê không sử dụng bất kỳ vũ khí nào nắm đấm nhỏ trắng như ngọc đập vào cột bên cạnh ánh sáng ngược trên cột bên nhanh chóng bừng lên, đạt đến vị trí ba thước cuối tháng chậm rãi dừng lại. 2,900 cân đạt chuẩn theo lời của trọng tài. Rất nhiều người đã đặt kỳ vọng lớn vào thiên linh tê trên người hơi có chút thất vọng, mặc dù 2,900 cân đã đủ ấn tượng, nhưng vẫn còn kém xa kiếm vô khuyết, thậm chí so với quan minh hạo cũng có chút chênh lệch. Ngược lại, Dương Thần nhìn chằm chằm vào thiên linh tê rất bình tĩnh phải biết rằng thiên linh tê vốn là nữ về mặt sức mạnh thuần túy vốn đã yếu hơn nam giới, huống chi. Thiên linh tê tu vi chỉ mới đạt đến đỉnh cao của cảnh ngũ trọng, nếu cô ấy thăng cấp lên cảnh lục trọng. Sức mạnh của cô ấy chắc chắn có thể đạt tới 3,500 cân, hoàn toàn áp đảo quan minh hạo. Đáng tiếc là lý lẽ rõ ràng như vậy. Mà cả hội trường lại không nhiều người nhận ra. Thiên linh tê sau khi hoàn thành bài kiểm tra có chút lơ đãng, ánh mắt lơ đãng rơi vào dương thần. Cô ấy đang lo lắng về cuộc cá cược, đặc biệt là khi nhìn thấy dương thần tự tin đứng trước cột bên cạnh. Thiên linh tê càng ngày càng cảm thấy không ổn, chết tiệt nếu thua thật sự phải để tên vô lại này hôn một cái. Không, tuyệt đối không sự trong sạch của mình không thể bị hủy hoại trong tay hắn, nhưng lời nguyền cô độc suốt đời quá ác độc. Độc ác đến mức thiên linh tê cảm thấy dối bời. Đến lúc này, ngoài Dương Thần ra, tất cả học viên của ngoại viện đều đã hoàn thành bài kiểm tra, hắn thực sự bị vạn người chú ý. Trần hách giả vờ giả vịt cả đời, Dương Thần làm vài động tác chuẩn bị một cách lộ sộn, trông khá buồn cười thực tế là trong khi dương thần tùy ý làm mấy động tác này đang tắm trong ánh sáng của gương trời linh khí của trời đất xung quanh hội tụ về phía dương thần cơ thể hắn tỏa ra một mùi hương thanh mát lách tách đây là tiếng trống từ cơ thể phát ra cái gì tôi đã thấy gì vậy không không thể nào chẳng phải chỉ khi luyện xương đạt đến đại thừa mới có thể kích động gân cốt toàn thân phát ra tiếng động sao rốt cuộc chuyện này là sao chẳng phải nói rằng dương thần chỉ có tu vi của tinh luyện cơ thể thôi sao lúc này toàn trường ngoại trừ kiếm vô khuyết tất cả mọi người đều kinh ngạc có người mắt tròn mắt dẹt khó tin có người liên tục kêu lên kinh ngạc còn có người thô lỗ trừ rủa giả vờ ánh mắt của thiên linh tê luôn dừng lại trên người dương thần sắc mặt thay đổi đặc biệt là khi nhớ lại những cảnh trước đó thiên linh tê nghiến chặt răng bạc căm hận đến nghiến răng nghiến lợi lúc này anh ta mới hiểu ra cái gọi là cá cược đều do dương thần tính toán trước anh ta lại rất hợp tác từng bước từng bước rơi vào bẫy của đối phương tên vô lại này thật đáng ghét thiên linh tê tự phụ thông minh vô song chưa bao giờ mất mặt như thế này bị đối phương đùa giỡn trong lòng bàn tay vừa rồi dương chính nghiệp còn mặt mày u ám ngay lập tức nở nụ cười tươi cười lớn nói thấy chưa đó là con trai ruột của ta thiên đạo sĩ gần ngũ trọng ha 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 đùa thôi lão gia tử từng gặp vô số người sao có thể nhìn nhầm cháu ruột được chứ dương chính nghiệp hoàn toàn quên mất vừa rồi ông ta còn tức giận đã quyết định sẽ dạy dỗ dương thần một trận Trước đó Dương Mộc Tuyết đã vượt qua kỳ thi lập, cũng ngớ người ra có đánh chết anh ta cũng không ngờ. Dương Thần lại đạt đến ngũ trọng của luyện thể kình. Anh ta không phải luôn chỉ ở nhất trọng của luyện thể kình sao Dư Mộc Tuyết hơi có chút thất vọng biết rằng. Quan hệ giữa cô và Dương Thần không thể trở lại như trước nữa. Lý Tinh Linh nhìn thấy Dương Thần thể hiện tu vi ngũ trọng của luyện thể kình. Mặc dù rất vui mừng, nhưng lại có vẻ mặt kỳ lạ. Không thể nào, anh ta là võ sư của Dương Thần. Mặc dù trong buổi học võ hơn nửa tháng trước, Bị võ hồn của Dương Thần làm cho kinh sợ, thảm hại không chịu nổi nhưng anh ta nhớ rõ ràng, khi đó tu vi thực sự của Dương Thần, thực sự chỉ là nhất trọng của luyện thể kinh chẳng lẽ Dương Thần có cách gì kỳ lạ. Để ẩn giấu tu vi tất nhiên còn có khả năng thứ hai. Nếu là khả năng thứ hai thì thật quá đáng sợ, những kẻ luôn chế giễu và coi thường Dương Thần, vẻ mặt hoặc ngây dại hoặc kinh ngạc, cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra một tiếng nào, đặc biệt là Quan Minh Hạo nhìn chằm chằm vào dương thần đang được mọi người chú ý với vẻ mặt đầy oán hận người mà hắn cho là kẻ thất bại lại có thể lật ngược tình thế dù hắn đã đạt đến tầng năm của tụ thể kình thì sao vẫn chú? không thể so sánh với tu vi của ta chắc chắn là nhờ vào loại đan dược kỳ diệu nào mới đó mới có thể mạnh lên một cách cưỡng ép như vậy kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là một trò cười quan minh hạo tức giận đến phát điên rất khéo léo tự tìm cho mình một lý do để an ủi huyền cơ lớn tiếng cười dương thần và kiếm vô khuyết cùng thi triển chiêu phục hổ quyền chiêu đầu tiên quyền mạnh mẽ như mũi khoan thần Mày bí. máy khoan tốc độ ánh sáng trên cột đứng bên cạnh ổ cột đứng bên cạnh rung động dữ dội như thể cảm nhận được bị ánh mắt của toàn trường tập trung một cách kiêu ngạo ánh sáng sắc bén nhanh chóng bùng lên ánh sáng sắc bén cuối cùng dừng lại ở vị trí ba thước 5 tấc ba không cân toàn trường im lặng hoàn toàn bị phá vỡ bởi giọng nói hơi run rẩy của trọng tài tất cả những tiếng cười nhạo dương thần trong khoảnh khắc này đều biến mất ngay cả những thiên tài được gọi là của nội nhạc cũng không thể không lộ ra vẻ kinh ngạc, họ hiểu rõ thành tích này của Dương Thần có ý nghĩa gì, nếu Dương Thần một ngày nào đó thăng cấp lên mức 6 của thể chất, quyền lực của anh ta sẽ có thể sánh ngang hoặc thậm chí vượt qua hai anh em kiếm vô khuyết. Không còn là người nữa Thiên Linh Tê hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm vào Dương Thần đang đắc ý, Sát khí lạnh lẽo, thực ra lúc này trong lòng Thiên Linh Tê có chút lo lắng, thậm chí muốn bỏ chạy là thủ lĩnh của nội viện. Hàn Bản sơ chua chát nói rằng trời sinh thần lực thực sự chiến đấu bằng sức mạnh thô bạo không có tác dụng gì nhìn lại lịch sử của Nam viện chúng ta. Những người chỉ có sức mạnh thô bạo cuối cùng thực sự đạt được thành tựu thì không có mấy người. Văn Trịnh Minh đứng bên cạnh Hàn Bản Sơ, vì lý do của Du Mộc Tuyết đã sớm không ưa Dương Thần. Nghe Hàn Bản Sơ nói vậy liền đồng tình. phù họa nói rằng lời của anh bản sơ chính là chìa khóa cho việc tu luyện sau này của thể tinh. Nhưng chân khí và sức mạnh thô bạo chẳng có tác dụng gì. Vòng thi đầu tiên đến đây là kết thúc những người đạt tiêu chuẩn. Sang sớm ngày mai có thể tham gia vòng thi thứ hai. Lão nhân chấn giữ tuyên bố ngày đầu tiên của kỳ thi lớn trong nội viện đã kết thúc, quảng trường ngoại viện rộng lớn, những ai tiến vào vòng 2 đều vui mừng hớn hở. Những người có thành tích xuất sắc càng cảm thấy tự hào. Như Dương Thần lúc này thật là đắc ý. Như thể đã xả được một hơi thở mạnh, đáng tiếc khi Dương Thần tỉnh lại. Khi muốn tìm Thiên Linh Khê để thực hiện cược ước, làm sao có thể tìm thấy bóng dáng của đối phương, hi hi, tránh được mùng 1 nhưng không tránh được 15, chạy được thầy tu nhưng không chạy được chùa nếu không phải sáng sớm ngày mai phải tiến hành vòng thi thứ hai, Dương Thần có chút không thể chờ đợi, thậm chí muốn tìm đến tận nơi so với điều đó. Những người thất bại thì ủ rũ không vui. Nếu không có quan hệ đặc biệt, họ sẽ không thể tiếp tục tu luyện tại ngũ viện. Ngũ viện ngoại viện mỗi 3 năm tuyển sinh một lần, nếu không thể vượt qua kỳ thi lớn để vào thánh nội viện, sẽ bị đuổi ra khỏi ngũ viện. Kẻ yếu thậm chí không có tư cách được thương hại, chỉ có người chiến thắng mới có thể tiếp tục tiến lên. Đây chính là quy tắc sinh tồn tàn khốc của đại lục thiên thư kiếm vô khuyết, người đứng đầu vòng đầu tiên, rất phấn khích, vừa về đến chỗ ở đã chạy đến trước mặt Dương Thần để hỏi thăm anh. Anh nói xem ngày mai vòng thi thứ hai sẽ thi cái gì. Không thể nói chắc được theo thông lệ thì có lẽ sẽ là kiểm tra chiến đấu. Nếu là đánh nhau thì chúng ta không sợ. Thấy ai không vừa mắt thì đánh hắn thật mạnh chúng ta không cần phải khiêm tốn nữa đâu. Anh. Anh nói xem ngày mai ông nội có đến quản lý không kiếm vô khuyết rất nhớ ông nội. Đặc biệt là sau 3 năm tu luyện ở ngoại viện. Khi sắp nộp bài thi, rất hy vọng có thể nhận được sự công nhận từ người ông hiền từ mà nghiêm khắc, ông lão của Dương Thần, người mang tính cách nghiêm khắc. Từ sâu thẳm trong lòng có chút sợ hãi ông nội, Dương phủ dù lớn đến đâu, Dương Thần cũng chỉ không dám làm bậy khi đối diện với ông nội. Không chỉ Dương Thần và Kiếm Vô Khuyết, hầu như tất cả các học viên ngoại viện đã thăng cấp lên vòng 2, đều đang đoán nội dung của vòng thi thứ hai trong kỳ thi lớn lần này và đồng thời. Tại tử lầu Đại Thuận Hiên ở thành Triều Ca, trong căn phòng xa hoa trên tầng thượng, Quan Dân Hào cùng phó quan của mình, gia chủ quan tử đang chiêu đãi một nhân vật lớn của ngũ viện quan tử với nụ cười giả tạo trên mặt nâng ly mời người ngồi trên lời nói đầy ý tứ nịnh nọt sư huynh viên chúng ta đã lâu không gặp không ngờ tu vi của huynh đã đạt đến cảnh giới này bội phục bội phục là một trong bốn các chủ của nội viện viên mẫn hiểu rõ trọng lượng của gia đình quan ở thành triều ca nâng ly nói rằng thời gian trôi qua thật nhanh nhớ lại khi chúng ta cùng tu hành trong nội viện như thể mới xảy ra ngày hôm qua món ăn đã qua năm vị rượu đã qua ba lượt, quan tử mới đề cập và xác nhận nói, sư huynh viên minh hạo sau này ở trong nội viện, tất cả đều nhờ vào sự quan tâm của huynh. Khách sáo gì chứ sau kỳ thi lớn lần này, minh hạo có thể vào ở trong bạch hổ của ta, ta sẽ đích thân nhận cậu ấy làm đệ tử. Nghe đến đây quan tử vội vàng gọi lớn về phía quan minh hạo minh hạo. Còn không mau ra mắt sư tôn của con đi. Quan Minh Hạo vội vàng rời khỏi chỗ ngồi làm lễ bái sư với Viên Mẫn Hành, mối quan hệ giữa hai bên càng thêm hòa hợp. Trong lúc nâng ly đổi chén, Quan tử khẽ nói, sư huynh viên, nghe nói huynh là giám khảo vòng 3 của kỳ thi lớn, minh hạo không để quan tử nói tiếp. Viên mẫn vỗ ngực nói, sư đệ yên tâm với tư cách là võ phu đứng đầu ngoại viện của minh hạo. Lần này người đứng đầu kỳ thi lớn chắc chắn sẽ là cậu ấy, viên long đa nhất định phải là của minh hạo. Nghe đến đây quan danh hiệu vui mừng hiện rõ trên mặt, lòng đã yên, sang sớm khi trời còn chưa sáng hẳn. Quảng trường ngoại viện đã tụ tập không ít người, mặc dù chỉ có một phần nhỏ tiến vào vòng 2. Như những người bị loại khỏi ngoại viện nhiều học viên vẫn chưa vội rời đi, muốn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình kỳ thi lớn, để mở rộng tầm mắt, tất nhiên cũng có không ít phụ huynh đến từ sớm. Không hề lơ là, Dương Thần và Kiếm Vô Khuyết đã tu luyện suốt đêm, vừa mới đến quảng trường ngoại viện liền trong đám đông phụ huynh, phát hiện ra bóng dáng phóng khoáng đó, thấy hai đứa con trai, Dương Chính Nghiệp tâm trạng rất tốt, tại chỗ khen ngợi, hai đứa các con đều rất giỏi, không làm mất mặt cha. Ông cụ lên tiếng. Sau kỳ thi lớn lần này, các con có thể về nhà ở vài ông ngày. Ông già chắc cũng nhớ các con rồi nghe thấy lời này. Dương Thần không mấy để ý, nhưng từ nhỏ đã là năm, kiếm vô khuyết của ông cụ thì vui mừng lắm. Ông cụ đặt lời chúc tốt lành cho gia đình Dương Thần và kiếm vô khuyết đã vào viện 3 năm, chỉ có thể vào kỳ nghỉ cuối năm mới có thể về nhà ở vài ngày, những ngày còn lại tuyệt đối không được phép về. Sau khi trò chuyện một lúc, Dương Chính Nghiệp thay đổi sắc mặt, nói nhỏ với vẻ rất nghiêm túc. Ông cụ bảo tôi mang đến cho các con một câu, nói rằng bất cứ lúc nào các con đều phải giữ lại một con bài tẩy. Dương thần và kiếm vô khuyết nhìn nhau và hiểu ý của ông cụ. Đó là bảo họ bất cứ lúc nào cũng phải giữ lại một chiêu. Rất nhanh, mặt trời rực rỡ mọc lên ánh đỏ rực khắp bầu trời, một vị lão ngọc phi mặc áo choàng xám xuất hiện. Được sắp xếp tại quảng trường ngoại viện. Trần sinh chào hỏi. Lão thân là giám khảo vòng 2 của kỳ thi lớn lần này, vòng 2 thi sao lão gặp. Là phó các chủ của chu tước các trong bốn các của nội viện, lời của ông vừa dứt, toàn trường ngay lập tức dấy lên tiếng đồn đoán. Nhìn lại lịch sử kỳ thi lớn của nội viện trong toàn bộ năm viện chưa bao giờ có cái gọi là thi sao, thi sao là cái quái gì? Nhìn những học viên đang mù mờ không hiểu gì. Dương Thần ngược lại có chút hiểu ra thi sao à? Chắc là đánh giá ngôi sao võ đạo của thí sinh. Nói một cách nghiêm túc, ngôi sao võ đạo cũng thuộc phạm trù của võ phụ, hơn nữa, đó là một loại thiên phú cực kỳ quan trọng, người tu luyện không chỉ có thể có thiên phú võ đạo. Ngôi sao võ đạo cũng vô cùng quan trọng, tâm võ đạo không phải là tính cách không phải là gian tà hay thiện ác không phải là nụ cười đối mặt với trời càng không phải là vụ án vô tư lớn nói một cách đơn giản tâm võ đạo chính là quyết tâm của người tu luyện trong việc theo đuổi đỉnh cao võ đạo người tu luyện theo đuổi đỉnh cao võ đạo để tìm cơ duyên khao khát sự bất bại vĩnh cửu không gì không phải là nghịch thiên mà làm trong quá trình sẽ có khó khăn và nguy hiểm sẽ có vô vàn thử thách sẽ có vô tận cám dỗ nếu không có một trái tim kiên định như đá chắc chắn sẽ dừng lại giữa chừng hoặc gục ngã thẩm vấn năm sao dương thần tự tin rằng anh và kiếm vô khuyết không thua kém bất kỳ ai vì nhất gan ông lão dường như đang tập trung bồi dưỡng sự thuần khiết của hai anh em họ, trong tay ông lão đột nhiên xuất hiện một cái đĩa ngọc màu trắng. Đĩa ngọc có đường kính chưa đến một thước, lấp lánh ánh vàng. Rõ ràng là một món bảo vật vô cùng quý giá, chính khí là bảo vật hút mồ hôi, dù là chính khí cấp thấp nhất cũng không phải là bảo vật tầm thường có thể so sánh được, bởi vì trên chính khí có khắc trận văn hoàn chỉnh một khi đưa hơi nước vào có thể kích hoạt một loại trận phong nào đó khi ông lão điều khiển hơi nước vào đĩa ngọc món chính khí này đã được kích hoạt chỉ thấy ông lão ném đĩa ngọc ra lơ lửng giữa không trung ngay sau đó đĩa ngọc nhanh chóng tỏa ra xương trắng bao phủ toàn bộ quảng trường ngoại viện khoảng không gian rộng chừng trăm mét vuông toàn bộ các học viên tham gia kỳ thi đều đã vào trận luyện tâm nhớ giữ vững tâm trí người vượt qua cửa ải võ thuật chưa chắc đã qua được theo tiếng hô trầm của ông lão, những người như Dương Thần có đủ tư cách tham gia vòng thi thứ hai, lần lượt bước vào trong xương trắng, vừa bước vào khu vực xương trắng, Dương Thần đột nhiên cảm thấy trước mắt thay đổi. Anh ta bất ngờ thấy mình đang ở trong một khu rừng hoang dã, gió bỗng nhiên nổi lên ảo ảo. Tiếng gầm rú không ngừng tiến lại gần, một bầy yêu thú có đến hàng trăm con như thể phát điên. Nhắm vào Dương Thần lao tới nghiền nát trong số đó có những con mãng xà điên cuồng có sư tử hùng mạnh và những con báo ác độc con yếu nhất cũng đã đạt đến ngũ trọng của cảnh giới thể chất đứng đầu là sư vương còn đạt đến cảnh giới khủng khiếp là cảnh giới thể chất cửu trọng trông giống như một ngọn núi nhỏ bầy yêu thú đáng sợ này tựa như có thể trong nháy mắt có thể xé nát dương thần thành từng mảnh hừ dương thần thở ra một hơi dài nhưng sắc mặt không thay đổi vẫn không hề lay động anh biết rằng dù có chân thực đến đâu mọi thứ anh gặp phải đều là ảo cảnh khi những yêu thú khủng khiếp này nghiền nát qua Dương Thần vẫn an toàn vô sự, nhưng anh thực sự cảm nhận được một cảm giác va chạm mạnh mẽ, thậm chí còn kèm theo sát khí đặc trưng của yêu thú cao cấp. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị dọa choáng váng. Khi Dương Thần nhanh chóng vượt qua cửa ải đầu tiên, đặt mình trong chấn luyện tâm trong số khoảng 900 học viên ngoại viện, thật bất ngờ có hơn chục người bị đẩy ra khỏi màn xương trắng họ đã thất bại ngay từ cửa ải đầu bất tiên. kể là học viên đang tham gia kỳ thi trong chấn luyện tâm hay là những người đang quan sát trận đấu đều sẽ phát hiện có vài vị đại lão ẩn mình trên không trung chăm chú theo dõi kỳ thi bên dưới nếu dương thần nhìn thấy những vị đại lão này chắc chắn sẽ nhận ra một trong số họ chính là sư phụ tiện nghi của anh thiên bá quang bên cạnh thiên bá quang là một trong bốn các chủ của nội viện các chủ thanh long lão già này dường như đang cố gắng lấy lòng thiên bá quang kiếm thánh hiếu đạo tiền bối đệ tử mới của ngài không tệ chút nào, chỉ trong vài hơi thở đã vượt qua được cửa ải đầu tiên của luyện tâm, thay rõ tâm võ đạo của hắn kiên định, tương lai chắc chắn sẽ thành đại khí." Thiên bá quang lắc đầu nói, "Còn non lắm. Dù rằng tư chất không có vấn đề gì, cũng cần phải trải qua gian khổ rèn luyện bây giờ mà khẳng định thành tựu sau này của hắn thì vẫn còn quá sớm, người đời chỉ biết theo đuổi thiên phú võ đạo thuần túy, nhưng lại không biết tầm quan trọng của tâm võ đạo, tâm không kiên định dù tu vi có cao đến đâu, cũng sẽ có ngày hối hận không kịp." Chủ nhân Thanh Long các rất kính trọng tiền bối. Lời nào cũng quý như ngọc có sự rèn luyện tâm lớn, trong chấn, ngoài dương thần nhanh chóng vượt qua cửa ải đầu tiên, những người khác đều đang cố gắng chịu đựng, hoặc là khuôn mặt nhăn nhó thậm chí còn có người dám sử dụng vũ khí để chiến đấu với mãnh thú trong ảo cảnh. Cửa ải luyện tâm đầu tiên, càng không sợ hãi, yêu thú càng yếu. Như hổ giấy có thể dễ dàng vượt qua, ngược lại thì sẽ rất khó khăn, ngay sau đó, người vượt qua cửa ải đầu tiên là vô khuyết thiên linh tề tâm võ đạo không kém dương thần bao nhiêu dương thần đang ở trong ảo cảnh của cửa ải thứ hai cảm thấy hơi không thoải mái đây là một chiến trường đẫm máu khí huyết tràn ngập khắp nơi cảnh tượng tàn khốc đầy dãy tiếng trống rồn rập tiếng trống trận vang dội làm tim dương thần đập nhanh hơn sắc khí vô biên từ phía trước ập đến như bão tố trong chốc lát có những chiến binh mặc giáp cưỡi trên yêu thú chinh chiến quân đội sắt máu tiến tới dường như chỉ cần một khoảnh khắc dương thần cô độc đứng trước đại quân sẽ bị nghiền nát thành cho bụi. Dương thần không dám lơ là, tập trung tinh thần, đứng vững không nhúc nhích để mặc cho đại quân sát khí ngút trời nghiền nát mà qua, chỉ thấy những yêu thú hung ác đâm vào dương thần. Cùng với quân đội sắt máu, từng cái một như những pháo đài vỡ vụn tan rã Biến mất, sau đó, dương thần lại rơi vào ảo cảnh tầng thứ ba, đây là một đại điện lộng lẫy xa hoa đến cực điểm. Và dương thần đang ngồi trên ngai vàng phía trên, như một vị hoàng đế cai trị thiên hạ, trên đại điện có hơn 10 mỹ nữ tuyệt sắc mặc trang phục lộng lẫy. Uyển chuyển múa điều đáng sợ là trong lúc múa. Mười mấy tiên nữ này như những tinh linh bay về phía ngai vàng. Hương thơm ngào ngạt vẻ đẹp vô biên. Dương thần chưa từng thấy cảnh tượng như vậy mắt lập tức đờ đẫn bị cuốn hút sâu sắc. Dương thần tràn đầy sức sống cảm thấy nóng bức trong cơ thể. Dù biết rõ đây là ảo ảnh, dương thần hít một hơi sâu để chấn tĩnh tâm thần. Đáng tiếc là mười mấy tiên nữ này vẫn chưa biến mất thật sự đang tung bay tay áo lụa trước ngai vàng, chậm rãi múa, hơn nữa dường như lại có thêm một tiên nữ là Linh Vũ. Tiên nữ Linh Vũ có trang phục khác biệt, mặc một chiếc váy lớn bằng lụa đỏ, áo vệ kéo dài chạm đất trên tóc cài châm vàng. Múa trong động, giống như một con phượng hoàng lửa sống động nhìn về phía tiên nữ phượng hoàng lửa của Linh Vũ. Dương thần biểu cảm một thoáng, sao lại là dáng vẻ của dư mộc tuyết, nhưng so với dư mộc tuyết hiện tại thì trưởng thành hơn nhiều. Cũng quyến rũ hơn, trong lúc múa tiên nữ phượng hoàng lửa lặng lẽ bay về phía ngai vàng như thể muốn lao vào lòng dương thần điều này không thể là thật dương thần suýt nữa bị cuốn vào vội vàng phủi bụi trên người cẩn thận giữ vững tâm trí quả nhiên bao gồm cả tiên nữ phượng hoàng lửa và một đám yêu tinh biến mất rồi cuối cùng cũng qua được cửa ải này dương thần thở phào nhẹ nhõm nhưng nhanh chóng nhận ra điều gì đó không đúng anh vẫn đang ở trong đại điện xa hoa vẫn ngồi trên ngai vàng dương thần im lặng một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai dương thần trước ngai vàng xuất hiện một người phụ nữ. Dương thần như thể gặp ma hơi thở trở nên gấp gáp. Tim đập nhanh hơn, Lý Thanh Linh, người đã nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của anh. Điều quan trọng là Lý Thanh Linh trước mặt mặc quá ít. Ít đến đáng thương, không phải giả. Ngươi là giả Dương thần hét lớn. Dương thần cắn đầu lưỡi, cơn đau thật sự khiến anh tỉnh táo tâm trí sáng suốt. Ảo ảnh của Lý Thanh Linh chỉ để lại một tiếng thở dài, chậm rãi biến mất. Dương thần sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đây đâu phải là kiểm tra đây là muốn lấy mạng anh mà sau vài hơi thở cảnh tượng vẫn chưa thay đổi điều này khiến dương thần rất khó hiểu ý là gì bài kiểm tra thứ ba này có kết thúc không anh trần trong lúc dương thần còn đang bối rối trong đại điện huy hoàng vang lên một giọng nói vô cùng thanh thoát rất dễ nghe giọng nói này dù có chết anh cũng không thể quên đó là của hồ ly tinh thiên linh tê xuất hiện từ từ như thường lệ mặc chiếc váy trắng tinh khôi mang theo khí chất thuần khiết như thể đang nói với thế gian anh ấy là nữ thần giáng trần anh trần hôn em một cái trong khoảnh khắc dương thần ngẩn ngơ thiên linh tê đã tiến đến trước ngai vàng gần như sát vào dương thần người thấy mùi hương cơ thể ngọt ngào dương thần say mê hồ ly tinh lại có hành động tựa vào lòng làm gì có chuyện tốt như vậy dương thần chưa hoàn toàn mất tỉnh táo vội vàng nhắm mắt và vận hành thiên tâm kinh tuyệt đối không thể mở mắt nếu không thì xong đời anh Trần, anh không thích em sao? Anh Trần, anh không cần em nữa sao? Giọng nói nhẹ nhàng như đầy nguy hiểm vang lên bên tai. Dương Thần đang vận hành Thiên Tâm Kinh, biểu cảm có chút đấu tranh. Sau một thời gian dài theo sau tiếng thở dài đầy u uất, ảo cảnh mà Dương Thần đang ở mới dần dần tan biến. Dương Thần đã vượt qua cửa ải thứ ba rất vất vả, nhưng thu hoạch cũng không ít Dương Thần tỉnh lại. Kinh ngạc phát hiện toàn thân đã ướt đẫm toàn là mồ hôi. Thiên bá quang, người luôn theo dõi dương thần từ trên không khuôn mặt đầy vẻ giận dữ tiền bối kiếm thánh thằng nhóc trần đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống bị mê hoặc bởi sắc đẹp cũng là chuyện bình thường cổ nhân đã từng nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân ha ha chủ nhân thanh long các cười không phải để bào chữa cho dương thần mà là để giúp thiên bá quang giữ thể diện đúng vậy một vị đại nhân trong nội viện bên cạnh cũng đồng tình điều này chứng tỏ dương thần rất trọng tình nghĩa không phải là kẻ máu lạnh vô tình Dương Thần đã tốn khá nhiều thời gian ở cửa ải thứ ba, không chỉ có kiếm vô khuyết mà cả Thiên Linh Hy cũng đã vượt qua anh ta, ngay cả Quan Minh Hạo và nhiều học viên ngoại viện khác cũng đã sớm tiến vào ảo cảnh của cửa ải thứ tư. Không ai phát hiện ra, ngay khi Quan Minh Hạo bước vào trấn luyện tâm, trên người anh ta đã lấp lánh ánh sáng trắng mờ ảo vì Quan Minh Hạo bái chủ nhân Bạch Hổ các trong nội viện làm sư phụ, tên thật là đồ anh ta đã sớm biết nội dung của kỳ thi lớn trên người có mang văn bản khắc chế và chống lại ảo cảnh, vì vậy mới có thể dễ dàng vượt qua các cửa ải ảo cảnh của cửa ải thứ tư là một biển máu vô biên. Lặng lẽ trong biển máu vô biên, Dương Thần đối với mùi máu tanh đặc quánh đến cực điểm đó rất không thích ứng. Điều tồi tệ hơn là xung quanh thỉnh thoảng nổi lên những bộ xương đáng sợ, khá là đáng sợ. Gió lạnh rít gào tiếng quỷ khóc sói chu từng hồi. Trong chốc lát, Dương Thần như đang ở trong biển máu mưa máu, như thể sắp bị vô số oan hồn ác quỷ xé thành từng mảnh. Hừ, Dương Thần vô cùng tỉnh táo sau khi bắt đầu khoảnh khắc không thích ứng ban đầu hoàn toàn không làm lay động anh. Khi vận hành Kinh Tham Thiên, trên người Dương Thần tỏa ra một luồng chính khí hạo nhiên, vạn tà không xâm ảo cảnh biến mất. Dương Thần vô cùng nhẹ nhàng vượt qua cửa ải thứ tư, không quá khó khăn theo thời gian trôi qua. Ngày càng nhiều thí sinh bị đưa ra khỏi trận luyện tâm kỳ thi mới trông có vẻ không đáng chú ý, lại loại bỏ nhiều người hơn so với các kỳ thi trước. Sau Văn Hạo lại bị loại anh ta có tu vi tụ thể cảnh tầng 4 mà. Sao Lý Nhĩ lại thất bại, anh ta có tu vi tụ thể cảnh tầng 3. Theo quy tắc của võ giới, lẽ ra anh ta có thể ổn định thăng tiến vào nội viện, những người thất bại hoặc là ủ rũ, hoặc là mặt mày tái nhợt. Dù có bao nhiêu không cam lòng cũng vô ích. Ngoại trừ người thân, họ thậm chí không có tư cách được chú ý. Ở cửa thứ năm, Dương Thần rơi vào một nơi đầy dung nham lửa, dung nham sôi sục phát ra tiếng ủng ục, nóng bỏng không chịu nổi sóng nhiệt ngút trời sự thiêu đốt chân thực khiến dương thần cảm thấy mình như sắp bị thiêu cháy nỗi đau không thể chịu đựng của con người ai có thể chịu nổi chứ ha ha không ngờ rằng dương thần suýt bị nỗi đau vô tận nhấn chìm lại cười chỉ thấy dương thần đang vận hành tham thiên tinh đồng thời kích hoạt khí huyết đỏ rực trong đan điền truyền khắp cơ thể mọi đau đớn đều biến mất cơ thể ấm áp như đang tắm trong suối nước nóng đáng tiếc chưa kịp để dương thần tận hưởng ảo cảnh thì đã biến mất giữa không trung thấy dương thần là người đầu tiên hoàn thành luyện tâm thiên bá quang mới khẽ gật đầu trên mặt nở nụ cười chủ nhân thanh long các nhìn thiên bá quang với tâm trạng tốt không bỏ lỡ cơ hội khen ngợi kiếm thánh tiền bối trần tiểu tử giữa năm sao là chưa từng có dù là bốn các trong nội viện cũng không tìm được học viên nào sánh bằng thiên bá quang cười nhạt nói chỉ là trận luyện tâm sơ cấp thôi không đáng nhắc đến nếu ở tuổi này mà có thể vượt qua trận luyện tâm tối thượng mới được coi là xuất chúng tiền bối nói rất đúng. Chủ nhân Thanh Long Các vừa đáp lời vừa thầm nghĩ. Trận luyện tâm tối thượng đáng sợ biết bao, thề rằng ta cũng không dễ dàng vượt qua. Dương Thần là người đầu tiên hoàn thành kiểm tra luyện tâm đang định rời đi bỗng phát hiện trên đầu. Có một đĩa ngọc phát ra ánh sáng trắng nhạt, đây chính là chính khí khắc chế trận luyện tâm. Trong niềm vui sướng Dương Thần không định ra ngoài nữa, lập tức ngồi xuống. Khóa chặt đĩa ngọc, vận hành tham thiên tinh muốn ngộ ra một chút huyền bí thiên bá quang lơ lửng giữa không trung phát hiện dương thần lại muốn ngộ ra trận luyện tâm lập tức cảm thấy giờ khóc giờ cười thằng nhóc này thật là gan lớn cơ bản không biết cách khắc chế trận văn lại muốn ngộ ra huyền bí của trận luyện tâm thiên bá quang hoàn toàn không biết lúc này mười trận văn hoàn chỉnh trên đĩa ngọc hiện ra rõ ràng trong đầu dương thần chính mười trận văn huyền diệu này hỗ trợ lẫn nhau tạo thành trận luyện tâm sơ cấp sau này nếu Dương Thần có thể thành công khắc chế được 10 trận văn này, không chừng hắn có thể luyện chế chính khí, phải biết rằng chính khí khắc chế trận luyện tâm. Là bảo vật vô giá hít sâu một hơi, Dương Thần như nhìn thấy núi vàng núi bạc, hoàn toàn đắm chìm trong huyền bí của trận luyện tâm. Cùng lúc đó, có một bóng người cũng hoàn thành kiểm tra luyện tâm, tự tin bước ra khỏi trận luyện tâm, người đứng đầu kiểm tra luyện tâm là Quan Minh Hạo. So với sức mạnh thô bạo tâm võ đạo đối với chúng ta, rõ ràng quan trọng hơn nhiều có thể thấy trong ba huyền thoại của ngoại viện người mạnh nhất nên là quan minh hạo tâm võ đạo chứng minh quan minh hạo có tiềm năng vô hạn tương lai không thể đoán trước có thể thấy không lâu nữa hắn chắc chắn sẽ nổi danh ở đông thổ quan minh hạo thần thái kiêu ngạo không thấy chút ngạc nhiên hay vui mừng như thể việc hắn đạt được vị trí đầu tiên là điều hiển nhiên một lát sau kiếm vô khuyết và thiên linh hy cũng lần lượt bước ra khỏi trận luyện tâm đạt được vị trí thứ hai và thứ ba trong kiểm tra luyện tâm lần này sau đó liên tục có người vượt qua kiểm tra luyện tâm điều kỳ lạ là người cuối cùng bước ra khỏi trận luyện tâm là dương thần trên mặt đầy vẻ không nỡ như thể trong trận luyện tâm có bảo vật gì đó thấy dương thần đứng cuối cùng kiếm vô khuyết rất ngạc nhiên nhìn dương thần với vẻ nghi ngờ người khác không biết giới hạn của dương thần nhưng kiếm vô khuyết sống cùng ngày đêm thì rất rõ từ nhỏ hai anh em đã được ông nội rèn luyện kỹ lưỡng tâm võ đạo không thể so sánh với người thường, nhưng phát hiện dương thần, trên mặt không có chút nào hối tiếc, ngược lại còn cười lạnh, lập tức kiếm vô khuyết cảm thấy không ổn. Anh trai không phải bị trận luyện tâm làm cho ngốc rồi chứ, kiếm vô khuyết nhanh chóng chạm vào chán dương thần và nói. Anh không bị sốt mà làm cái gì vậy? Dương thần với vẻ mặt bí ẩn ghé sát tai kiếm vô khuyết, nói nhỏ, tiểu khuyết chúng ta phát tài rồi. Phát tài lớn rồi phát tài kiếm vô khuyết ngớ người. Không để kiếm vô khuyết tiếp tục hỏi, phụ trách giám sát kỳ thi mới là lão Trần Hách vừa lên tiếng yêu cầu yên lặng, cả hội trường lập tức im lặng. Vòng thi thứ ba được tổ chức tại nội viện, những người đạt đủ điều kiện thi theo tôi thế là chưa đến 300 học viên vượt qua vòng thi thứ hai, theo sau lão Ngọc và các giám khảo khác, tiến vào nội viện, trên đường đi, nhiều học viên ngoại viện bắt đầu thì thầm. Dự đoán nội dung của vòng thi thứ ba, Dương Thần cũng cảm thấy kỳ lạ, kỳ thi nội viện lần này, rõ ràng khác với những lần trước đi vào nội viện để thi cái gì đây? Chắc không phải là cuộc chiến giữa các học viên ngoại viện, nếu không thì cũng không cần phải vào nội viện để thi. Thi cái gì đây? Rất nhanh, đoàn người đã đến trước một tòa tháp đá cao vút và cổ kính. Trước tháp, một nhóm người lớn trong nội viện đã chờ sẵn ở đó. Trong đó thậm chí có cả vị giám khảo già của vòng thi đầu tiên. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đỏ, nhìn quay lại lùng nói, ta là chủ của Bạch Hồ Các vòng thi thứ ba của kỳ thi lần này chủ của bạch hổ cát dương đốn giọng nói sắc bén của ông ta chứa đựng sự sắc sảo ông ta chỉ vào tòa tháp đá của kính phía sau và nói đây là tháp 40, là bảo vật quan trọng của năm viện chúng ta mỗi tầng đều có trận pháp do các đại nhân chấn giữ bố trí thông thường chỉ có những thiên tài trong nội viện của ta mới có tư cách vào đây rèn luyện nhưng lần này các ngươi có cơ hội may mắn vòng thi thứ ba chính là tháp 40. chỉ dừng lại một lúc lâu chủ của bạch hổ cát mới tiếp tục nói tháp bốn chủ yếu kiểm tra khả năng chiến đấu toàn diện của các ngươi mỗi tầng của tháp đối với các ngươi đều có một mức độ nguy hiểm nhất định, nếu không may mắn thậm chí có thể tử vong, có ai muốn rút lui không? Khoảng 300 học viên ngoại viện không có ai rút lui. Đùa à, đã đi đến bước này rồi ai muốn rút lui chứ? Lần kiểm tra này tháp 40 chỉ mở 5 tầng dưới. Qua được tầng đầu tiên là đạt yêu cầu, sẽ được thăng cấp vào nội viện tất nhiên, nếu muốn cạnh tranh vào top 10 kỳ thi lần này, các ngươi phải cố gắng tiến lên cao hơn. Vừa khi lời của chủ các bạch hổ vừa dứt, gần 300 học viên ngoại viện bắt đầu xoa tay chuẩn bị. Hào hứng muốn thử sức Quan Minh Hạo, người lẫn trong đám học viên, thì cười lạnh liên tục, thầm nghĩ dù các ngươi có cố gắng thế nào cũng vô ích, vị trí đầu bảng chỉ có thể thuộc về ta. Quan Minh Hạo đầy tự tin, vì hắn là đệ tử thân truyền của chủ các Bạch Hổ, chỉ là hiện tại mối quan hệ này chưa được công khai mà thôi. Cuộc khảo hạch bắt đầu. Theo tiếng lệnh của chủ các Bạch Hổ, cánh cửa đá dày của tháp 40 mở ra trong mơ ước. Vừa bước vào trong tháp, Dương Thần liền phát hiện những học viên khác cùng vào với anh đã biến mất, anh dường như đã rơi vào tầng đầu tiên của tháp 40 trong một thị trấn cát trong bóng tối mịt mù dương thần nhìn thấy rõ ràng một đám sương mù đen lơ lửng không xa phía trước bỗng nhiên biến thành một vũ công mặc đồ đen cầm một thanh đao dài thật là yếu quá sau khi cảm nhận được tu vi của đối phương dương thần rất khó hiểu vũ công mặc đồ đen do sương mù có tu vi đỉnh cao của tầng thứ hai trong cảnh giới tụ thể đối với anh có thể dễ dàng tiêu diệt sau khi xác nhận thực hư của đối phương dương thần không muốn lãng phí thời gian bước mạnh như hổ lao lên phía trước đột ngột tung một cú đấm. Vũ công mặc đồ đen thậm chí còn chưa kịp phản ứng và tan biến thật là quá đơn giản. Cái gọi là kiểm tra vòng 3 của tháp tứ linh chẳng phải còn dễ hơn vòng 2 sao. Phải biết rằng chỉ cần vượt qua tầng đầu tiên là coi như đã qua, coi như đã thành công thăng cấp. Đối thủ trong khu nội viện chỉ đạt gần đỉnh cao của tầng thứ hai. Đối với những người có đủ điều kiện tham gia vòng 3 của kỳ thi, khoảng 300 học viên thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Dương Thần đã quên mất một điểm quan trọng nhất. Bên trong tầng đầu tiên của tháp đá, thị trấn cát tối đen hoàn toàn mà... không thể mắc sai lầm đối mặt với một sát thủ tầng thứ hai của cảnh giới tinh thể ẩn mình trong bóng tối ngay cả những học viên có tu vi tầng thứ ba của cảnh giới tinh thể chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gặp rắc rối lớn còn dương thần có thể xử lý các nhiệm vụ trong bóng tối là nhờ vào việc thức tỉnh vũ hồn thái cổ ma long một trong những bản năng tái sinh tầng thứ hai của thị trấn các cũng tối đen như mực lần này dương thần phải đối mặt với một con yêu thú một con yêu thú có tu vi tầng thứ ba của đạt cảnh đến giới đỉnh tinh cao thể. mặc dù con yêu thú này là một con sói dẫn đường nổi tiếng trong nhưng so với Pháp mức độ tàn bạo thực sự của sói dẫn đường thì không hề thua kém gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy. Học viên ngoại viện có tu vi gần tầng thứ ba của cảnh giới tinh thể chắc chắn không thể đối đầu được. Có thể thấy rằng muốn vượt qua tầng thứ hai của tháp 40 không hề dễ dàng. Nhưng khi gặp Dương Thần, người có thể xử lý các nhiệm vụ trong bóng so tối. Soi dẫn đường đã hoàn toàn thất bại, chưa đến hai hiệp đã bị Dương Thần đánh bại chỉ với một cú đấm. Lạc Hà chiêu sang núi Triều Ca ở xa thành một màu đỏ máu. Màn biểu diễn lớn tại nội viện học viện vũ đạo Triều Ca đã hạ màn, bao gồm cả Dương Thần hiện tại không thiếu ai, 198 học viên đã đạt được tư cách thăng cấp vào nội viện, cùng với một số đại nhân của nội viện lại một lần nữa đến quảng trường ngoại viện. Lúc này quảng trường ngoại viện không chỉ tập trung nhiều gia đình của các học viên quý tộc thành triều ca, mà còn hầu như tất cả học viên nội viện đều nghe tin mà đến. Kỳ thi lớn lần này có 3 giám khảo. Lần lượt là chủ nhân Huyền Vũ Các, người chủ trì vòng thi đầu tiên, Khâu cơ, phó chủ nhân Chu Tước Các, người phụ trách vòng thi thứ hai, chủ nhân Bạch Hổ Các, người phụ trách vòng thi thứ ba tại 40 tháp cổ. Ba vị giám khảo sau một lúc hội ý, dường như đã công bố top 10 của kỳ thi lớn lần này. Phải biết rằng top 10 của kỳ thi lớn lần này đều có những phần thưởng phong phú. Đặc biệt là ba vị trí đứng đầu một lát sau, chủ nhân huyền vũ các bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị và uy nghiêm, sớm đã hướng về dương thần cùng với các học viên khác đã đạt đủ điều kiện thăng cấp vào nội viện. Chúc mừng với giọng nói đầy khí thế, Kim Hòa Ý đạt danh hiệu đứng đầu kỳ thi lớn lần này. Lời này vừa dứt, không chỉ dương thần và những người khác khó tin, ngay cả những người chứng kiến, các thiên tài nội viện qua ba vòng khảo hạch đều vô cùng khó hiểu có chút không biết phải làm sao vị trí đứng đầu luôn là của quan minh hạo bảng thoát hiểm lớn cũng là kiếm vô khuyết và thám hoa thiên linh hy hoàn toàn không để ý đến những lời thì thầm của các học viên chủ nhân huyền vũ các tiếp tục công bố kết quả với vẻ uy nghiêm không để chủ nhân huyền vũ các tiếp tục nói dương thần không thể chịu đựng được nữa tiến lên một bước lớn tiếng chất vấn tại sao chủ nhân huyền vũ các vô cùng không hài lòng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dương thần vẻ mặt đó như đang quan sát một con sâu ngươi là cái gì dám nghi ngờ kết quả của chúng ta. Chẳng lẽ các vị đại nhân trong nội viện đều không có mắt sao người đời đều dễ dàng nhận ra? Người đứng đầu kỳ thi lớn không ai khác ngoài Kiếm Vô Khuyết, Dương Thần rất cứng đầu lý lẽ trên luận. Kiếm Vô Khuyết đứng đầu vòng thi đầu tiên. Vòng thi mới thứ hai đứng thứ hai, vòng ba vượt qua tháp cổ tứ lăng cũng đứng đầu. Còn Quan Minh Hạo thì sao, ngoài việc đứng đầu vòng thi mới. Vòng quan trọng nhất là vượt qua tháp cổ tứ lăng, chỉ đứng thứ ba mà thôi, thậm chí không vượt qua được tầng thứ tư của Sa Trấn, hắn dựa vào đâu để giành vị trí đứng đầu kỳ thi lớn? tên khốn vừa rồi còn khá uy nghiêm. Chủ nhân Bạch Hổ Các, Nguyên Minh Mục, nhìn chằm chằm vào Dương Thần với ánh mắt không thiện cảm co gan, dám nghi ngờ phán quyết của chúng ta trong nội viện. Dương Thừa phải không, xét thấy trưởng thôn Ngô của các ngươi, bản tọa hủy bỏ tư cách vào top 10 của ngươi. Dương Thần hoàn toàn không biết chữ sợ viết như thế nào, dù đối mặt với tòa nhà lớn của nội viện, vẫn mạnh miệng nói rằng các ngươi có âm mưu. Tôi không biết nhà quan đã cho các ngươi bao nhiêu lợi ích. Vừa dứt lời, Dương Thần nói toàn trường im lặng, bất kể là nhiều học viên hay là những quý tộc triều ca, gia trưởng húc đều ngẩn ngơ. Từng người một đến Tây Lương, ngay cả hai vị giám khảo khác cũng vậy, trong đó có một số vị đại nhân của nội Từng viện. Từng người một đều có vẻ mặt khó coi. Dường như là tức giận đến mức xấu hổ. Chủ nhân Bạch Hổ các vận dụng chân khí trong cơ thể, phát ra áp lực cực mạnh áp lực đè lên người Dương Thần. Trong chớp mắt, Dương Thần cảm thấy cơ thể như sắp bị đè bẹp, mặt đỏ bừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm, cố gắng duy trì bằng cách vận hành chân khí cổ tròn đối với việc dương thần có thể chống lại áp lực của mình cảm thấy hơi bất ngờ quyết định hủy bỏ tư cách thăng cấp vào nội viện của ngươi bước mạnh một bước trên người kiếm vô thân lóe lên ánh sáng đen khi đứng ngang hàng với dương thần nhìn chằm chằm vào nguyên minh với ánh mắt đầy Lạnh khí. lùng nói ngươi là cái thứ gì trước mặt mọi người mà nói năng bậy bạ thật sự dám uy hiếp và bắt nạt ta trước mặt mọi đang người đang chết kiếm vô khuyết tràn đầy sát khí toàn trường lại một lần nữa kinh ngạc đây là muốn phản bội ngũ oán sao các bậc phụ huynh chứng kiến màn trình diễn của dương thần và kiếm vô khuyết dương chính nghiệp không những không thể ngược lại còn cười tươi giói nhưng không ai biết dương chính nghiệp với sát ý tràn ngập trong lòng hắn không thể lên sân khấu chém đứt nguyên tắc chỉ vì kiêng rè điều gì đó mà phải cố nhịn nhịn rất khổ sở nhật hùng dám bắt nạt hai đứa con trai của ta các ngươi ngũ nhạc toàn là lũ rác rưởi thật là có gan dương chính nghiệp giả vờ không dám nhìn vào sân đấu sợ rằng không thể kìm nén ánh mắt hướng về phía chiều ca sơn ở xa như thể gió từ phía đó cảnh đẹp vô cùng viên mẫn hoàn toàn nổi giận hủy bỏ tư cách bảng nhãn của thí sinh kiếm vô khuyết nếu không phải là dưới ánh mắt của mọi người chắc chắn sẽ đập chết hai con sâu bọ dám xúc phạm hắn trước mặt kiếm vô khuyết còn hơn cả việc giết gà đột nhiên kích động chân khí trong cơ thể phát hiện kiếm vô khuyết đã lên đỉnh điểm dương trần vội vàng kéo hắn lại tiểu tước đùa rằng đối phương là đại ca nội oán thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tin nổi nếu kiếm vô khuyết dám ra tay kết quả chắc chắn sẽ thảm không thể tả xét thấy kiếm vô khuyết không tôn trọng trưởng bối hủy bỏ tư cách bằng nhãn của hắn Thiên Linh Hí được xếp làm bảng nhãn tư đồ, người vốn đứng thứ tư được xếp làm thám hoa với vẻ mặt lạnh lùng của nguyên danh. Tuyên bố xong kết quả kỳ thi lớn, kỳ thi lớn của nội viện lần này dường như kết thúc như một trò hề. Điều mà mọi người không ngờ tới là, tuyệt luyện thể, người vốn tỏa sáng rực rỡ, ngũ trọng thiếu niên thiên đạo thi dương thần lại bị trục xuất khỏi ngũ viện do liên lụy của dương thần. Vị trí bảng nhãn của kiếm vô khuyết cũng bị hủy bỏ, nhưng người tinh mắt đều nhận ra chắc chắn có điều mờ ám trong chuyện này khi các vị đại nhân của nội viện rời đi quảng trường ngoại viện trở nên ồn ào nhiều học viên cùng với phụ huynh nhìn về phía dương thần và kiếm vô khuyết không ai không cảm thấy tiếc nuối cần gì phải vì vài lời nói mà sướng miệng lại dám đắc tội với đại lão nội viện bị trục xuất khỏi ngũ viện dù có là thiếu niên thiên tài nhưng cũng quá kiêu ngạo không thể nhịn một chút sao phải biết rằng ngay cả triều ca thành chủ đối mặt với đại lão nội viện cũng không dám dễ dàng đắc tội cũng có suy nghĩ tương tự là lý thanh linh tức giận chạy đến trước mặt dương thần lục hạc đạo thằng nhóc khốn nạn cậu có biết mình đã làm gì không nhìn vào bộ ngực lớn đang phập phồng vì tức sư giận... tỷ tuyệt đẹp đang thở dốc lên xuống dương thần cười một cách ngạo nghễ và nói sư tỷ tức giận trông thật đẹp nói thật lòng lý thanh linh rất ghét kiểu tà ác của dương thần bỏ đi ánh mắt xâm lược không còn cứu được nữa rồi dường như nhớ ra điều gì đó lý thanh linh hạ giọng hỏi nửa tháng trước cậu rõ ràng chỉ có cảnh giới tĩnh một tầng sao đột nhiên lại lên cảnh giới tĩnh năm tầng tâm trạng của sư tỷ thực ra rất tệ Dương thần thấy Lý Thanh Linh liền dịu đi sự khó chịu. Sau đó giả vờ nghiêm túc nói. Trong buổi học võ hơn nửa tháng trước, sư tỷ chị đã hoàn toàn làm tôi tỉnh ngộ. Dưới sự nỗ lực không ngừng của một đứa trẻ mồ côi, hơn nửa tháng qua tôi ngày đêm không ngủ để tu luyện. Mới đạt được tu vi này. Lý Thanh Linh vốn định mắng cậu. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của Dương thần. Cô ấy đành nén lại ngay lúc này không xa. Một bóng dáng vô cùng vạm vỡ bước tới. Dương thần kiếm vô khuyết, Dương Thần thu lại nụ cười tà ác không kiềm chế, với vẻ mặt nghiêm túc, anh chào đón người đến rất quy củ. "Thưa tướng quân, người đến là tướng quân phòng thủ của thành Triều Ca, Lý Hoài Sơn, cũng là cha của Lý Thanh Linh, quân đoàn thanh hổ dưới quyền ông nổi tiếng lẫy lừng, luôn bảo vệ thành Triều Ca, không để yêu thú từ núi Triều Ca gây hại, thực sự là lá chắn của thành Triều Ca." Tướng quân Hoài Sơn ánh mắt sáng ngời mời Dương Thần. "Mặc dù ngươi bị trục xuất khỏi ngũ viện Triều Ca, nhưng nếu ngươi muốn" có thể gia nhập quân đoàn thanh hổ của ta, đa tạ tướng quân nhưng ta còn phải hỏi ý kiến gia đình. Đối diện với cảnh ô lưu mà tướng quân Hoài Sơn đưa ra, Dương Thần vô cùng cảm kích, phải biết rằng ở thành Triều Ca, không biết bao nhiêu vũ giả chen trúc, đều muốn gia nhập quân đoàn thanh hổ. Quân đoàn thanh hổ kiểm tra rất nghiêm ngặt, không phải cường giả bình thường thì rất khó vào. Hơn nữa, tu vi thấp nhất của quân sĩ trong quân đoàn thanh hổ đều là chân vũ cảnh, Dương Thần dù có gia nhập quân đoàn thanh hổ, cũng chỉ là quân sĩ dự bị, nhìn Dương Thần một cách đầy ý nghĩa. Tướng quân Bạch Sơn mới cùng Lý Thanh Linh rời đi. Ngay lúc này, Dương Chính Nghiệt với nụ cười có phần cứng nhắc chậm rãi bước tới, bước chân rất nặng nề, như thể muốn đạp nát sự xâm lấn dưới chân. Thấy cha trong bộ dạng này, Dương Thần biết hôm nay khó mà qua được, từ khi có trí nhớ, cha rất ít khi tức giận, nhưng nếu cha đã tức giận, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào dương thần với vẻ mặt dương gió. chính nghiệp vừa tức giận vừa buồn cười nhìn dương thần hôm nay con oai phong lẫm liệt nhỉ dương thần giả vờ làm ra vẻ rất ấm ức suýt nữa thì khóc nếu nói đến cha con và tiểu tước bị bắt nạt rồi bị bắt nạt rồi đấy lập tức dương chính nghiệp cười nói sao nào bị người ngoài bắt nạt muốn khóc nhè hay muốn cha giúp con đòi lại công bằng Hừ. sau khi nói xong dương chính nghiệp hừ lạnh một tiếng nghiêm khắc nói từ nhỏ ta đã dạy các con thế nào mặt mũi tự mình làm mất thì tự mình đi tìm lại không tìm lại được thì đừng về nhà nữa nói xong dương chính nghiệp tức giận phất tay áo bỏ đi lau mồ hôi trên trán nhìn theo bóng lưng của cha ngày càng xa dương thần cười thế là xong rồi ban đầu anh còn tưởng rằng không tránh khỏi một trận đòn anh kiếm vô khuyết cũng phục rồi đã đến mức này rồi anh trai mà vẫn còn cười được anh trai thật là thảm bị đuổi khỏi ngũ viện không nói còn không thể về nhà không sao vỗ vai kiếm vô khuyết dương thần cười nói cậu tự đi làm thủ tục vào nội viện đi tôi đi đến một nơi tốt nơi tốt kiếm vô khuyết suy nghĩ một lúc lâu cũng không tìm ra được dương thần có thể đi đâu tốt chẳng lẽ anh trai muốn đi đến quân đoàn thanh khổ nhìn thấy kiếm vô khuyết đầy vẻ nghi ngờ dương thần bí ẩn nói nhỏ tôi đi tìm hồ ly tinh kiếm vô khuyết hoàn toàn ngạc nhiên khi nào mà anh trai lại để ý đến mỹ nhân phát hiện kiếm vô khuyết dường như hiểu lầm dương thần bổ sung tôi đi đến nhà hồ ly tinh. Cha của hắn không chỉ là người chơi nhạc của tôi mà còn là sư tôn của tôi. Sư tôn hiện tại, kiếm vô khuyết càng không hiểu. Anh trai, khi nào mà anh lại giấu hắn, bài cha của thiên linh hy làm sư phụ. Sau này anh sẽ biết dương thần lười giải thích. Trong lòng nhớ đến cuộc cá cược với thiên linh hy. Nói một câu qua loa rồi lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, dương thần lại một lần nữa bước vào nội viện, tìm đến trước một biệt viện yên tĩnh. Đang định đẩy cửa vào. Dương thần phát hiện bên ngoài có một lão giả như tượng đá đứng yên với tay buông thõng dường như đang chờ đợi điều gì đó lão giả này cũng phát hiện dương thần và khá ngạc nhiên lão giả tên là địch khang là một giảng viên của bạch hổ các trong nội viện cũng là một trong những giám khảo của kỳ thi lớn vì vậy, vậy ông ta biết rất rõ về dương thần địch khang với giọng điệu dạy dỗ ngươi không phải đã bị đuổi khỏi ngũ viện rồi sao ngươi có biết đây là nơi nào không cũng là nơi ngươi có thể đến sao dương thần chỉ cười nhẹ một dương tí. thần không có ấn tượng tốt về những người gọi là đại nhân trong nội viện ấn tượng không tốt phản hỏi ngươi đến đây làm gì đây là nơi ở của sư tôn ta sắc mặt của sư tôn lập tức thay đổi địch khang cũng từng bước bái kiến kiếm thánh đột nhiên quay người bước đi nhanh chóng địch khang với tâm trạng tròn đầy nghĩ đến không lâu trước đây các chủ bạch hổ ở quảng trường ngoại viện đã đuổi dương thần ra khỏi lập tức viện. cảm thấy không ổn các chủ đại nhân lần này gặp rắc rối rồi đẩy cửa bước vào dương thần lập tức cảm nhận được một ý cảnh vô cùng sắc bén trong viện hàn hy ngồi nghiêm chỉnh trên một bệ đá là một người trung niên tuấn tú như thể biến thành một thanh kiếm cực kỳ sắc bén có thể chém đứt mọi thứ ngay tại cửa. Dương Thần không dám có bất kỳ động tác nào, anh không hề nghi ngờ, chỉ cần một sơ suất chắc chắn sẽ bị thanh kiếm đáng sợ này chém thành nhiều mảnh. Tôi thật là may mắn sư tôn của tôi thật là lợi hại. Ông ấy chắc đang nghiên cứu một loại vũ khí cao cấp thuộc loại kiếm, Dương Thần, người bạn mới của tôi, thật ghen tị, nếu có cơ hội nhận được kỹ năng kiếm cao cấp của sư tôn thì sẽ phát tài rồi cảm nhận được ở cửa. Dương Thần. Thiên Bá Quang thu lại kiếm và đứng dậy. Dương Thần vội vàng chạy nhanh tới đây sự ngưỡng mộ hỏi sư tôn có muốn học không đây không phải là chuyện đương nhiên dương sao? thần nhìn chầm chằm với ánh mắt mong chờ liên tục gật đầu thiên bá quang liếc nhìn dương thần một cái không vui muốn học không có cửa đâu hoàn toàn không thèm để ý đến dương thần đang lúng túng trước mặt thiên bá quang tự mình đi đến bệ đá không xa ngồi xuống thẳng nhóc ngươi biết bao nhiêu về trịnh văn dương thần tỉnh táo lại thầm nghĩ đây là muốn dạy ta trịnh văn trước sau ngay lập tức cố gắng nhớ lại dương thần cứng rắn nói sư tôn cái gọi là trịnh văn là đạo sĩ thiên đạo giao tiếp với linh khí thiên địa có thuộc tính tương hợp kích động hồn lực theo một cách đặc biệt nào đó khắc linh lực thuộc tính lên vật trung gian khiến nó có sức mạnh đặc biệt đây chính là trịnh văn thiên bá quang rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của dương thần nông cạn quá nghĩ đến việc dương thần trước đây chưa từng tiếp xúc với chính đạo không trách mắng mà chỉ vào phòng bên trái của tiểu viện nói đó là thư phòng của sư phụ ngươi hãy đi đọc nhiều sách cơ bản liên quan đến chính đạo đọc nhiều vào nhé dương thần vội vàng đáp ứng dương thần tự mình đi về phía thư phòng trên đường đi nhìn ngó xung quanh dương thần không phát hiện ra thiên linh hy có chút thất vọng bước vào thư phòng dương thần vô cùng ngạc nhiên điều này hoàn toàn khác với thư phòng mà anh ta tưởng tượng vì không có giá sách như anh ta tưởng tượng cũng không có bất kỳ cuốn sách nào chỉ có một chiếc bàn cổ lớn thậm chí không có chỗ để ngồi trên mặt bàn lộn xộn có khá nhiều ngọc kiếm dương thần tiện tay nhặt lên một thanh ngọc kiếm dùng ý niệm để thâm nhập vào bên trong lập tức bị cuốn hút sâu sắc hiện ra trong đó cho đến khi màn đêm hoàn toàn bao phủ khu vườn nhỏ dương thần mới tỉnh lại anh bị tiếng động trong sân làm giật mình cha có phúc rồi tối nay chúng ta ăn canh bổ dưỡng kim ngọc nhập hưng kim ngọc lộ không phải dễ thấy vận may không tệ nghe thấy giọng nói dễ nghe của thiên linh tê dương thần đặt ngọc kiếm xuống vội vàng ra khỏi thư phòng nghe nói kim ngọc lộ là thứ tốt được cho là bổ khí huyết tăng cường ngũ tạng lục phủ. Sao bạn lại ở đây nhìn thấy dương thần, thiên linh tê vốn dĩ rất phấn khởi, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống trong lòng không tự chủ nghĩ đến giữa hai người cá cược. Nhưng phó các chủ phát hiện trước, trận cắt ở tầng 5 của tháp cổ tứ lăng đã được kích hoạt, kinh ngạc thốt lên đã vượt qua tầng 4. Không tệ, có thể vượt qua tầng 5. Đủ để chứng minh, quan minh hạo chính là thiên tài số 1 của ngoại viện lần này. Các chủ bạch hổ gật đầu mỉm cười, tên thật là dường như xác định rằng người đang vượt qua tầng năm lúc này là quan minh hạo trong số các đại nhân của nội viện là giám khảo vòng đầu tiên của kỳ thi lão giả lần dâu này. trắng tự hỏi một tiếng quan minh hạo sao ông ta là một trong bốn các chủ của nội viện các chủ huyền vũ khâu cơ nghe thấy tiếng nghi vấn của các chủ huyền vũ tên thật là có chút không vui phản hỏi một câu khâu cơ chẳng lẽ ngươi cho rằng người đang vượt qua tầng năm lúc này không phải là quan minh hạo các chủ huyền vũ khâu cơ vút vút bộ dâu trắng của mình nhưng đạo hiếu khó nói dường như rất tự tin các chủ Bạch Hổ có chút kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào các chủ Huyền Vũ, "Khâu Cơ, Khâu Cơ, có dám cá cược không?" Khâu Cơ dường như cũng nổi giận, "Ngươi muốn cược thế nào?" Ha ha, cười một tiếng, các chủ Bạch Hổ lạnh lùng nói, "Khâu Cơ, nếu ta thắng, mũi tên xuất vân của ngươi sẽ thuộc về ta, được chứ?" Các chủ Bạch Hổ, "Khâu Cơ không hề yếu thế, được, nhưng nếu ngươi thua, đao uống máu của ngươi sẽ thuộc về ta đấy." Các vị đại nhân trong nội viện bên cạnh, thấy hai vị đại lão trong nội viện này đều đặt cược bảo vật nổi danh của mình, không ai dám xen vào sợ đắc tội với một bên nào đó. Lúc này, vẫn ở trong tầng thứ tư của tháp cổ 40, thị quan Minh Các. Hạo đang vật lộn khổ sở, bị thương rất nặng dường như đã đến đường cùng. Quan sơn của quan Minh Hạo kéo dài, đúng lúc đánh trúng vào mắt trái của đại địa cuồng hùng. Đại đế cuồng hùng gào thét trong cơn thịnh nộ, bàn tay gấu như cột sắt đánh mạnh vào ngực của anh ta. Chỉ thấy quan Minh Hạo bị ném ra như miếng thịt nát, miệng phun ra một dòng máu dài nếu không có nội giáp hoàng khí hạ phẩm bảo vệ, dù cho quan minh hạo đã hoàn thành luyện tạng, cũng tuyệt đối không thể sống sót. Mặc dù bị trọng thương gần chết, nhưng cuối cùng, đầu của đại đế cuồng hùng dần dần tan rã, trong tiếng gầm thét không cam lòng, từ từ tan biến hóa thành làn xương đen tầng thứ tư của cổ tháp. Anh đã vượt qua, nhưng phát hiện mình bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng, quan minh hạo lập tức trở nên cảnh giác, phải biết rằng trong quá trình vượt qua cổ tháp xa chấn, bất cứ ai thành công vượt qua đều sẽ bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng đen được chuyển lên tầng trên của sa chấn nhưng bị bao phủ bởi ánh sáng trắng có nghĩa là thất bại trong việc vượt qua sẽ bị đuổi ra khỏi cổ tháp tứ linh tại sao tôi không vượt qua được quan minh hạo tức giận gầm lên trong sự không cam lòng anh chỉ cần vào được tầng thứ năm của sa trận sau đó tự nguyện rút lui thành tích sẽ hoàn toàn khác một bóng dáng bị ném ra khỏi cổ tháp tứ linh ánh mắt của chủ các bạch hổ nhìn chằm chằm vào cổ tháp tứ linh liền vội vàng ra lệnh nhanh chóng đón lấy người đã kiên trì lâu như Dương vậy. Dương Thần chắc chắn đã bị thương nặng. Ngay lập tức, một vị đại nhân trong nội viện bay lên đón lấy anh ta nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng còn vết máu của Quan Minh Hạo. Không chỉ các học viên đều kinh ngạc, mà ngay cả nhiều vị đại nhân trong nội viện cũng vô cùng khó hiểu. A, à, sao lại là Quan Minh? Sao Hạo? lại là Quan Minh Hạo? Điều này sao có thể? Lúc này, tầng thứ năm của cổ tháp tứ linh vẫn đang trong trạng thái được kích hoạt, mà Quan Minh Hạo đã bị đẩy ra khỏi tầng thứ tư bao gồm cả chủ các bạch hổ viên mẫn các vị đại nhân trong nội viện đều đánh giá cao quan minh hạo đều ngạc nhiên đến mức há hốc miệng rõ ràng lúc này đang ở tầng thứ năm của cổ tháp tứ linh là thế giới vô khuyết hoặc là dương thần lý thanh linh người luôn im lặng ngước nhìn cổ tháp tứ linh đôi mắt đẹp lấp lánh vô cùng phấn khích anh ta cũng không ngờ rằng dương thần người mà anh ta luôn lại là, là người có thành tích tốt nhất trong số các học viên ngoại viện mà anh ta dạy dỗ thành tích tốt nhất điều quan trọng là thành tích xuất sắc của dương thần sẽ mang lại cho anh ta phần thưởng không nhỏ. Wow, ngay lúc này, tầng thứ 5 của trận cắt trong cổ tháp tứ linh lại một lần nữa được kích hoạt, rõ ràng là Dương Thần và Kiếm Vô Khuyết đều đang ở tầng thứ 5. Trong lòng Nghiêm Lệ rất vui mừng các chủ Huyền Vũ Các, cười tươi nhìn chằm chằm vào các chủ Bạch Hổ Các, cười nói: "Đao ẩm viết của ngươi có phải là chủ nhân không?" Hừ, hừ lạnh một tiếng, Nguyên Danh với khuôn mặt tái xanh, lườm một cái vào Quan Minh Hạo đã ngất xỉu. Hận không thể tát một cái cho chết thật là một kẻ vô dụng làm hại hắn mất đi đao ẩm huyết nổi tiếng. Đao ẩm huyết là một bảo khí thượng phẩm trên đường hoàng, uy lực cực lớn trước mắt mọi người. Dù có bao nhiêu không dám, nguyên danh cũng không dám quỵt nợ, bất đắc dĩ, nguyên danh với khuôn mặt tái xanh lướt ngón cái qua thanh kiếm đó. Đây là một bảo khí hạ phẩm cấp hoàng. thanh kiếm đó vô cùng quý giá. Chiếc nhẫn đó thuộc loại bảo khí đặc biệt, vì luyện chế cần thuộc tính không gian cực kỳ hiếm có, nguyên liệu quý, còn cần khắc văn tự huyền diệu để ổn định không gian vì vậy so với bảo khí thông thường thì quý giá hơn nhiều lần. Thành triều ca rộng lớn có nhà tù đó cũng chỉ có rất ít. Lấy đao ẩm huyết ra từ bên trong, viên mẫn trị dừng lại một lúc lâu, mới lưu luyến không rời mà hướng về chủ nhân huyền vũ các. Tầng thứ 5 của tháp cổ tứ linh, nhìn thấy năm con quái vật khổng lồ do xa chấn ngưng tụ thành, dương thần ngứa người. Năm con quái vật đó đều là địa cùng hùng cấp 6. Còn chơi thế nào được nữa dương thần rất rõ ràng, dù có tung hết mọi lá bài tẩy, cũng chưa chắc có thể thắng được đối phương. Hơn nữa, anh không chắc chắn liệu có ai có thể nhìn trộm những gì xảy ra bên trong tháp cổ tứ linh quyết định không vượt qua thử thách này câu nói mà ông nội nhờ bố truyền lại rất có lý bất cứ lúc nào cũng phải giữ lại lá bài tẩy và sau khi dương thần quyết định bất kỳ lá bài tẩy nào của anh cố gắng hết sức để không bị lộ trước mặt người khác không giống như dương thần lúc này kiếm vô khuyết đang chiến đấu ác liệt với sáu con đại đế cùng rơi vô. vào trận chiến gian khổ ngoài việc ông nội đã dặn đi dặn lại không được sử dụng vũ hồn kiếm vô khuyết gần như đã tung hết các lá bài tẩy dù vậy anh ta vẫn cực kỳ khốn đốn cố gắng chống đỡ thêm một khoảnh khắc nữa trôi qua các học viên bên ngoài tháp cũng như các đại nhân trong nội viện đều ngỡ ngàng tàu chiến dương sầm hạ không ngờ vô khuyết lại có thể ở tầng thứ năm của tháp tứ lăng kiên trì đến bây giờ thật là không thể tin nổi chẳng lẽ họ muốn vượt qua tầng thứ năm trong lịch sử của ngũ viện chưa từng có bất kỳ ai ở cấp độ luyện thể thứ sáu có thể vượt qua tầng thứ năm của tháp tứ lăng chẳng lẽ hôm nay lịch sử sẽ được viết lại điều mà không ai ngờ tới là lúc này kiếm vô khuyết đang chiến đấu hết mình. Hơn nữa, anh ta còn tiêu diệt được một con đại đế của Tuy hùng. nhiên, chân khí trong cơ thể anh ta đã không còn nhiều, không thể kiên trì được lâu. Còn về dương thần thì dựa vào thân phận linh hoạt, dựa vào khả năng tiên đoán của tham thiên kim, đang lẩn tránh sáu con đại đế cuồng hùng. Anh ta hoàn toàn chưa ra tay, hoàn toàn chỉ là kéo dài thời gian, chẳng bao lâu sau có hai bóng người, gần như đồng thời bị tầng thứ năm của tháp cổ tứ linh ném ra khỏi trận cát, hai người này cuối cùng cũng ra ngoài. Ha ha, có lẽ từ nay về sau sẽ không còn ai dám chế giễu dương thần là đồ vô dụng nữa phải nói rằng dương thần giấu mình rất kỹ khi mọi người đang bàn tán sôi nổi nhìn về phía dương thần và kiếm vô khuyết đang đứng trước tháp đều kinh ngạc đến ngây người lúc này kiếm vô khuyết tuy có chút lôi thôi nhưng trên người lại không có một vết thương nào còn về dương thần thì càng kỳ lạ hơn người này như thể không phải người thường trên mặt nở nụ cười tà ác thật là thoải mái bộ đồ đen trên người sạch sẽ tinh tươm thậm chí không thở dốc một chút nào người này đã vượt qua thử thách như thế nào? Tôi không nhìn nhầm chứ, đừng nói là nhiều học viên. Ngay cả các vị đại nhân trong nội viện cũng ngớ người ra, buổi chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu rọi núi Triều Ca ở đằng xa, một mảng đỏ như máu, nội viện của ngũ viện Triều Ca đã hạ màn. Bao gồm cả Dương Thần, hiện tại không thiếu ai ở bên trong, 198 học viên đã đạt được tư cách thăng cấp vào nội viện. Cùng với các vị đại nhân trong nội viện, lại một lần nữa đến quảng trường ngoại viện. Quảng trường khả khắc vạn viện, nơi đây tập trung rất nhiều học viên quý tộc của thành Triều Ca thuộc về và hầu như tất cả các học viên nội viện đều nghe tin mà đến. Lần này có 3 vị giám khảo. Lần lượt là chủ nhân Huyền Vũ Các, người chủ trì vòng thi đầu tiên khâu Cơ, và phó chủ nhân Chu Tước, người phụ trách vòng thi thứ hai, chủ nhân Bạch Hổ Các, người phụ trách vòng thứ ba, vượt qua 40 tháp cổ. Ba vị giám sao? khảo sau khi bàn bạc một lúc, dường như đã công bố ra top 10 của kỳ thi lần này. Phải biết rằng kỳ thi lần này, top 10 đều có phần thưởng rất phong phú, đặc biệt là ba vị trí đầu. Một lúc sau, Chủ nhân huyền vũ các bước ra, với vẻ mặt lạnh lùng và uy nghiêm quét qua, hướng về Dương Thần và các học viên khác đã đạt được tư cách thăng cấp vào nội viện. Hà Đạo Kim với giọng nói đầy khí thế, công bố danh hiệu người đứng đầu kỳ thi lần này. Lời vừa dứt, không chỉ Dương Thần và những người khác khó tin, ngay cả những thiên tài nội viện đã chứng kiến quá trình ba vòng thi. Cũng vô cùng khó hiểu có chút không hiểu nổi. Sau người đứng đầu lại là Quan Minh Hạo, á quân kỳ thi là Kiếm Vô Khuyết. Người đứng thứ ba trong kỳ thi là Thiên Linh Tê hoàn toàn không để ý đến những lời thì thầm của các học viên các chủ huyền vũ các uy nghiêm tiếp tục công bố kết quả không để các chủ huyền vũ các tiếp tục nói dương thần không thể chịu đựng nổi nữa bước lên một bước lớn tiếng chất vấn tại sao các chủ huyền vũ các rất không hài lòng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dương thần ánh mắt như đang đánh giá một con rồng ngươi là thứ gì dám nghi ngờ bức ảnh chung của chúng ta chẳng lẽ các vị đại nhân trong nội viện đều không có mắt sao người đời đều dễ dàng nhận ra người đứng đầu kỳ thi lớn không ai khác ngoài kiếm vô khuyết dương thần rất cứng đầu lý lẽ trên luận hiện tại không thiếu. Vòng thi đầu tiên đứng nhất, vòng thi thứ hai đứng thứ hai, vòng thi thứ ba vượt qua 40 tháp cổ cũng đứng nhất. Còn Quan Minh Hạo thì sao? Ngoài việc đạt được vị trí đầu tiên trong kỳ thi mới, thì thử thách quan trọng nhất là vượt qua 40 tháp cổ, chỉ đứng thứ ba mà thôi, thậm chí không thể vượt qua tầng thứ tư của Sa chấn. Anh ta dựa vào cái gì để giành được kiểm tra hỗn loạn? Chủ nhân của Bạch Hổ các vừa rồi còn rất uy nghiêm, minh mục. Nhìn Dương Thần với ánh mắt không thị cảm, có gan, dám nghi ngờ quyết định của chúng tôi, nội viện hợp nhất. Dương thừa phải không? xét thấy trưởng thôn ngô của các người ta hủy bỏ tư cách vào top 10 của ngươi dương thần hoàn toàn không biết chữ tổn viết như thế nào dù đối mặt với các đại lão của nội viện vẫn mạnh mẽ nói rằng các người có sự mờ ám tôi không biết nhà họ quan đã cho các người bao nhiêu lợi ích lời này của dương thần vừa dứt toàn trường im lặng bất kể là nhiều học viên hay những quý tộc thành triều ca phụ huynh đều ngớ người từng người một đứng dậy ngay cả hai vị khác trong số các giám khảo của nội viện Từng người một đều có vẻ mặt khó coi, dường như là tức giận đến mức xấu. Chủ hổ. các Bạch Hổ vận dụng chân khí trong cơ thể, phát ra áp lực mạnh mẽ. Áp lực nhẹ đè lên người Dương Thần trong chớp mắt. Dương Thần cảm thấy cơ thể như sắp bị đè bẹp, mặt đỏ bừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm, cố gắng duy trì bằng cách vận hành chân khí cổ áo tròn. Cảm thấy hơi bất ngờ khi Dương Thần có thể chống lại áp lực nhẹ, Hơi của ngạc mình. nhiên quyết định hủy bỏ tư cách thăng cấp nội viện của người. Bước mạnh một bước, trên người kiếm vô khuyết lóe lên ánh sáng đen khi đứng ngang hàng với dương thần mắt nhìn chằm chằm vào nguyên minh với sự căm phẫn lùng nói ngươi là cái thứ gì trước mặt mọi người mà nói năng bậy bạ lại còn dám công khai bắt nạt anh ta đáng chết sắc khí của kiếm vô khuyết bùng lên cả khán đài lại một lần nữa kinh ngạc đây là muốn rời khỏi ngũ viện sao các bậc phụ huynh chứng kiến màn trình diễn của dương thần và kiếm vô khuyết dương chính nghiệp không những không thể ngược lại còn cười tươi giói nhưng không ai biết trong lòng dương chính nghiệp tràn đầy sát ý hận không thể lên sân khấu chém nguyên danh chỉ vì kiêng rè điều gì đó mà phải cố nén lại nhịn rất khổ sở ngọc hùng dám bắt nạt hai đứa con trai của ta các người ngũ nhạc toàn là một lũ rất thật rệt. là gan dạ dương chính nghiệp giả vờ không dám nhìn vào sân đấu sợ rằng không thể kiềm chế ánh mắt hướng về phía xa của triều ca sơn như thể phong cảnh bên đó cực kỳ đẹp viên mẫn hoàn toàn nổi giận hủy bỏ tư cách bảng nhãn của thí sinh kiếm vô khuyết nếu không phải vì có nhiều người chứng kiến chắc chắn sẽ đập chết hai con sâu bọ trước mặt kiếm vô khuyết người giết gà còn hơn đột nhiên vận động chân khí trong cơ thể dương thần phát hiện kiếm vô khuyết đang nổi nóng vội vàng kéo anh ta lại tiểu tước đùa rằng đối phương là đại lão nội oán thực lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nếu kiếm vô khuyết dám ra tay kết quả chắc chắn sẽ thảm khốc xét thấy kiếm vô khuyết không tôn trọng trưởng bối hủy bỏ tư cách bảng nhãn của anh ta thiên linh được xếp làm bảng nhãn tư đồ người vốn đứng thứ tư được xếp làm thám hoa theo sau viên minh với vẻ mặt lạnh lùng tuyên bố xong kết quả kỳ thi lớn kỳ thi lớn của nội viện lần này dường như kết thúc như một trò hề điều mà không ai ngờ tới là nguyên bản tỏa sáng rực rỡ thúy luyện thể ngũ trọng thiếu niên thiên đạo thi thái dương trần lại bị trục xuất khỏi ngũ viện vì liên lụy của dương trần vị trí bảng nhãn của kiếm vô khuyết cũng bị hủy bỏ nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được chắc chắn có điều mờ ám trong chuyện này theo sự ra đi của các đại nhân nội viện quảng trường ngoại viện trở nên ồn ào nhiều học viên và phụ huynh nhìn về phía dương trần cũng như kiếm vô khuyết không ai không cảm thấy tiếc nuối cần gì phải như vậy chỉ vì vài lời nói lại dám đắc tội với đại nhân nội viện và bị trục xuất khỏi ngũ viện dù là thiên tài thiếu niên nhưng cũng quá kiêu ngạo không thể nhịn một chút sao phải biết rằng ngay cả thành chủ triệu ca đối diện với đại nhân nội viện cũng không dám dễ dàng đắc tội cũng có suy nghĩ như vậy lý thanh linh tức giận chạy đến trước mặt dương trần lục hạc nói thằng nhóc khốn nạn ngươi biết ngươi đã làm gì không nhìn ngực to phập phồng của sư tỷ tuyệt đẹp dương trần cười không kiềm chế được nói sư tỷ bộ dạng tức giận thật đẹp nói thật là lý thanh linh rất ghét ánh mắt mang tính xâm lược của dương trần không còn cứu được nữa rồi dường như nhớ ra điều gì đó lý thanh linh hạ giọng hỏi nửa tháng trước ngươi rõ ràng chỉ có thúy thể tinh nhất trọng Sao? lại đột nhiên trở thành thúy thể tinh ngũ trọng sư tỷ thực sự đang rất buồn dương trần thấy lý thanh linh lập tức dịu đi nhiều sau đó giả vờ nghiêm túc nói trong buổi học múa hơn nửa tháng trước sư tỷ đã hoàn toàn mắng tỉnh ta dưới sự cố gắng của một đứa trẻ mồ côi hơn nửa tháng qua ta ngày đêm không ngủ luyện tập mới có được tu vi này lý thanh linh tức giận vốn định mắng một trận nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của dương trần cô đành nhịn lại ngay lúc này không xa một bóng dáng vô cùng vạm vỡ bước tới dương trần kiếm vô khuyết dương trần thu lại nụ cười không kiềm chế được nghiêm túc chào người đến rất quy củ tướng quân đại nhân người đến là thủ vệ tướng quân của thành triều ca lý hoài sơn cũng là cha của lý thanh linh quân đoàn thanh hổ dưới trướng ông nổi tiếng lẫy lừng luôn bảo vệ thành triều ca không bị yêu thú của núi triều ca tàn phá thực sự là lá chắn của thành triều ca tướng quân hoài sơn ánh mắt sáng ngời mời dương trần dương trần dù ngươi bị trục xuất khỏi ngũ viện triều ca nhưng nếu ngươi muốn có thể gia nhập quân đoàn thanh hổ của ta cảm ơn tướng quân đại nhân nhưng ta còn phải hỏi ý kiến gia đình đối diện với cảnh ô liu mà tướng quân hoài sơn đưa ra dương trần vô cùng cảm kích phải biết rằng ở thành triều ca không biết bao nhiêu vũ giả chen trúc đều muốn gia nhập quân đoàn thanh hổ nhưng kỳ thi của quân đoàn thanh hổ rất nghiêm ngặt không phải người mạnh bình thường khó mà vào được hơn nữa quân đoàn thanh hổ yêu cầu tu vi tối thiểu đều là chân vũ cảnh dù dương trần có gia nhập quân đoàn thanh hổ cũng chỉ là quân dự bị lý hoài sơn nhìn dương trần một cái đầy ý nghĩa rồi mới cùng lý thanh linh rời đi ngay lúc này dương chính nghiệp với nụ cười cứng ngắc bước tới bước chân rất nặng nề như muốn đạp nát mặt đất thấy cha mình như vậy dương trần biết hôm nay khó mà qua được từ khi nhớ được cha rất ít khi tức giận nhưng nếu cha tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng nhìn dương trần với vẻ mặt như vậy dương chính nghiệp vừa tức giận vừa buồn cười dương trần hôm nay ngươi oai phong lẫm liệt nhỉ dương trần giả vờ rất ấm ức suýt nữa khóc nói cha con và tiểu tước bị bắt nạt bị bắt nạt à dương chính nghiệp cười nói sao vậy bị người ngoài bắt nạt muốn khóc hay muốn cha giúp ngươi đòi lại công bằng hừ nói xong dương chính nghiệp hừ lạnh một tiếng nghiêm khắc nói từ nhỏ ta đã dạy các ngươi thế nào mặt mũi tự mình làm mất thì tự mình đi tìm lại không tìm lại được thì đừng về nhà nữa nói xong dương chính nghiệp tức giận phất tay áo bỏ đi lau mồ hôi lạnh trên trán nhìn theo bóng lưng của cha ngày càng xa dương thần cười thế là xong rồi ban đầu anh còn tưởng không tránh khỏi một trận đòn anh kiếm vô khuyết cũng phục rồi đã đến mức này rồi anh cả vẫn còn cười được anh cả thật là thảm quá bị đuổi ra khỏi ngũ viện không nói còn không thể về nhà không sao vỗ vai kiếm vô khuyết dương thần cười nói cậu tự đi làm thủ tục nhập viện nội viện đi tôi đi đến một nơi tốt nơi tốt kiếm vô khuyết suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra dương thần có thể đi đâu tốt chẳng lẽ anh cả muốn đi đến quân đoàn thanh khổ nhìn thấy kiếm vô khuyết đầy nghi vấn dương thần với vẻ mặt bí ẩn nói nhỏ tôi đi tìm hồ ly tinh kiếm vô khuyết hoàn toàn ngạc nhiên khi nào mà anh cả lại để ý đến mỹ nhân phát hiện kiếm vô khuyết dường như hiểu lầm dương thần bổ sung nói tôi đi đến nhà hồ ly tinh cha của cô ấy không chỉ là người chơi nhạc của tôi còn là sư tôn của tôi sư tôn hiện tại kiếm vô khuyết không hiểu sao anh cả mấy đời giấu anh ấy bài cha của Thiên Linh Khê làm sư phụ, sau này anh sẽ biết thôi Dương Thần lười giải thích. Trong lòng nhớ đến cuộc cá cược với Thiên Linh Khê. Nói một câu rồi lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, lại bước vào nội viện, Dương Thần tìm đến một biệt viện yên tĩnh. Đang định đẩy cửa vào. Dương Thần phát hiện bên ngoài có một lão giả như tượng điêu khắc, đứng thẳng tay buông thõng dường như đang chờ đợi điều gì đó. Lão giả cũng phát hiện Dương Thần, khá ngạc nhiên. Lão gia của Dương Thần tên là Địch Khang là một giảng viên của bạch hổ các trong nội viện, cũng là một trong những giám khảo của kỳ thi lớn. Vì Lần vậy, này, ông ta biết rõ mọi chuyện về dương thần. Địch Khang với giọng điệu dạy dỗ, ngươi không phải đã bị đuổi khỏi ngũ viện rồi ngươi sao? Ngươi có biết đây là nơi nào không? Cũng là nơi ngươi có thể đến sao? Địch Khang cười khẩy một tiếng. Dương thần không có ấn tượng tốt về những người gọi là đại nhân trong nội viện. Ấn này. ấn tượng không tốt muốn hỏi ngươi đến đây làm gì? Đây là nơi ở của sư tôn ta. sắc mặt của ngươi sư tôn lập tức biến đổi. Địch Khang cũng bước tới bái kiến kiếm thánh, vội vàng quay người lại bước đi nhanh chóng. Địch Khang là tâm phúc của Viên Minh. Nghĩ đến không lâu trước đây, các chủ bạch hổ đã đuổi Dương Thần ra khỏi ngũ viện tại quảng trường. Lập tức ngoài cảm viện. thấy không ổn. Các chủ đại nhân lần này gặp rắc rối rồi. Đẩy cửa bước vào Dương Thần, lập tức cảm nhận được một luồng ý cảnh vô cùng sắc bén. Trong viện, Hàn Hy đang ngồi ngay ngắn trên một bệ đá, người trung niên tuấn tú như thể hóa thành một thanh kiếm vô cùng sắc bén, có thể chém đứt mọi thứ có lợi. Dương Thần ở cửa không dám có bất kỳ động tác nào. Anh hoàn toàn không nghi ngờ, chỉ cần một sơ suất chắc chắn sẽ bị thanh kiếm đáng sợ này chém thành nhiều mảnh. Thật là may mắn sư phụ tiện nghi của ta thật là lợi hại. Ông ấy chắc đang tu luyện một loại kiếm pháp cao cấp loại vũ khí chứ gì, Dương Thần, người bạn mới mẻ, mắt đỏ lên vì ghen tị, nếu có cơ hội nhận được kiếm pháp cao cấp của sư phụ thì sẽ phát tài rồi cảm nhận được Dương Thần ở cửa. Thiên Bá Quang thu lại kiếm và đứng dậy. Dương Thần vội vàng chạy tới. Nói đầy hứng khởi, "Sư phụ, con muốn học" đây không phải là nói thừa sao dương thần nhìn chằm chằm với ánh mắt đầy mong đợi liên tục gật đầu thiên bá quang không vui lườm dương thần một cái muốn học à không có cửa đâu hoàn toàn không thèm để ý dương thần đứng đó lung túng thiên bá quang tự mình đi đến bệ đá không xa ngồi xuống thằng nhóc thối ngươi biết gì về trịnh văn dương thần tỉnh táo lại thầm nghĩ đây là muốn dạy mình về trịnh văn trước sao ngay sau đó cố gắng nhớ lại dương thần cứng rắn nói trịnh văn mà sư tôn nói đến là thiên đạo sĩ giao tiếp với linh khí của trời đất có thuộc tính tương hợp kích động hồn lực theo một cách đặc biệt nào đó khắc thuộc tính linh lực lên vật trung gian khiến nó có sức mạnh đặc biệt đây chính là trịnh văn thiên bá quang rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của dương thần nông cạn vô cùng nghĩ đến việc dương thần trước đây chưa từng tiếp xúc với chính đạo không trách mắng mà chỉ vào phòng bên trái của tiểu viện và nói đó là thư phòng của sư phụ con hãy đi lấy những sách cơ bản liên quan đến chính đạo đọc nhiều vào nhé dương thần vội vàng đáp ứng đi thẳng đến thư phòng trên đường đi nhìn ngó xung quanh dương thần không phát hiện ra thiên linh tê có chút thất vọng bước vào thư phòng dương thần vô cùng ngạc nhiên nơi này hoàn toàn khác với thư phòng mà anh tưởng tượng vì không có giá sách như anh nghĩ cũng không có bất kỳ cuốn sách nào chỉ có một chiếc bàn cổ lớn thậm chí không có chỗ ngồi trên mặt bàn lộn lộ xộn có nhiều bột trắng dương thần tiện tay nhặt lên một thanh kiếm ngự dùng ý niệm để thâm nhập vào bên trong lập tức bị cuốn hút sâu sắc hiện ra trong đó cho đến khi trời tối hẳn dương thần trên tầng lầu nhỏ mới tỉnh lại anh bị tiếng động trong sân làm giật mình có lộc ăn rồi tối nay chúng ta ăn canh bổ dưỡng kim ngọc nhập hưng kim ngọc lộ không phải lúc nào cũng thấy Vẫn may không tệ nghe thấy giọng nói dễ nghe của thiên linh tê dương thần đặt thanh kiếm ngự xuống vội vàng ra khỏi thư phòng nói rằng kim ngọc lộ thật sự là thứ tốt nghe nói bổ ích khí huyết tăng cường sức khỏe ngũ tạng lục phủ sao em lại ở đây nhìn thấy dương thần thiên linh tê vốn dĩ đang rất phấn khởi khuôn mặt nhỏ nhắn liền trầm xuống trong lòng không tự chủ nghĩ đến cuộc cá cược giữa hai người hẹn dương thần một cách đàng hoàng lý lẽ rõ ràng tại sao em không thể ở đây đây cũng là nhà của em thiên linh tê không vui lường dương thần một cái nhìn về phía thiên bá quang chu môi nhỏ nói cha anh ấy ở quảng trường ngoại viện thiên bá quang vẫy tay ngắt lời con gái nói linh tê cha đói rồi lúc này thiên linh tê không hiểu nổi cảm thấy rất ấm ức sao cha lại luôn bảo vệ tên tiểu vô lại này lường dương thần một cái thật mạnh thiên linh tê lúc này mới nhấc kim ngọc long đầy máu trên đất lên đi về phía nhà bếp dương thần cười thầm trong lòng trong lòng không thể tả được bộ dạng tức giận của hồ ly tịch là đẹp đến mức không còn mặt mũi đẹp ngây ngất đàn cừu nhìn đàn cừu với vẻ mặt đắc ý của kẻ tiểu nhân thiên bá quang răng đau âm ỉ có chút hối hận không sao ông lại nhận một tên tiểu hỗn đản như vậy làm đồ đệ chứ cậu có biết linh tê là ai không nghe giọng điệu không đúng lắm Dương Thần lập tức cẩn thận, vừa đi qua vừa nói, "Sư tôn, Linh tê chính là viên ngọc quý trên tay của ngài, là sư tỷ hay sư muội của tôi? Chỉ có thể là sư tỷ." Thiên Bá Quang nói với giọng rất chắc chắn, Dương Thần rất chân thành nói, "Sư tỷ tốt quá, đợi sau này tôi phát đạt, nhất định sẽ hiếu kính sư tỷ thật tốt phục vụ sư tỷ." Nếu là sư muội thì sao? À, có vẻ như làm Dương Thần hai mắt sáng rực lên. Vội vàng hỏi, "Sư tôn, chẳng lẽ Linh tê còn có em gái sao?" thiên đầu quang không thể nhịn được nữa nhìn dương thần một cái tát từ phía đông tốc độ cực nhanh ôi chao dương thần còn chưa kịp phản ứng đã phát hiện đầu mình đau nhói sư tôn không nương tay chút nào chưa được bao lâu thiên linh khê đã chuẩn bị xong đồ ăn phải nói rằng thiên linh khê không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà tài nấu ăn cũng không tồi ngoài một bát canh kim ngọc lộ thơm ngon còn có lộ phủ hấp và lộ đồ nướng hương vị đều rất tuyệt vời dương thần nhìn bữa ăn mà không có phản ứng gì Thiên Bác Quang bắt đầu đổi tên, không khách sáo mà nói, đều nuốt hết rồi, sao còn không quản. Dương Thần muốn nói lại thôi, không biết làm sao để từ chối không ăn, nhìn dáng vẻ của Dương Thần, Thiên Linh Khê không nhịn được cười thành tiếng, lần này đến lượt Thiên Bác Quang tò mò. Vì vậy Thiên Linh Khê kể lại chuyện đã xảy ra ban ngày. Nghe xong câu chuyện Thiên Quốc bang lập tức nổi giận. Dù sao nguyên mẫn bối cũng thật là quá đáng. Ngay sau đó Thiên Quốc Quang lắc đầu thở dài nói: là sư trưởng làm sai có thể biểu hiện trước mọi người đây là phong cách của ngũ nhạc môn nguyên minh đã qua đời ác độc đáng chết nghe những lời bình luận sắc bén của sư tôn dương thần vội vàng nói sư tôn hay là ngài đuổi nguyên minh ra khỏi viện của con thiên bác quang nhìn dương thần với vẻ kỳ lạ bị nhìn đến mức có chút hoảng loạn dương thần trong lòng lo lắng nghĩ nhiều rồi ta không phải là người của ngũ viện hiện tại vẫn đang tạm trú ở ngũ viện hơn nữa tự mình không có bản lĩnh thì ra mặt làm gì đó là kẻ hèn nhát có phải là kẻ hèn nhát không tất nhiên không phải là kẻ hèn nhát miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng lại lo lắng dương thần không vui nói vụ án này quá lớn biết ngay là sư tôn này không đáng tin nguyên mẫn lão già đó chắc chắn sẽ đánh ta lý luận khác nhau đánh cũng không lại làm sao đây tiếp theo thiên bác quang thay đổi giọng điệu chẳng lẽ Nhưng ngươi là đệ tử của ta nguyên mẫn bắt nạt ngươi là coi thường ta tìm cơ hội phải dạy dỗ hắn một trận lúc này tài năng của dương thần là của hắn suy nghĩ của sư tôn này không giống người thường nghĩ đến tương lai dương thần lập tức giả vờ đáng thương nói sư tôn ngài xem con có thể ở lại đây không không để thiên bác quang trả lời giống như bị chuột nuôi dưỡng thiên linh khê vội vàng dạy bảo không được linh khê ngoan để hắn ở lại đây dù sao trong viện cũng cần có người làm những việc lặt vặt sau này tất cả đều giao cho hắn thiên linh khê chu môi không vui không vui chạy đi trong lòng vui mừng. Dương Thần nhìn lên mặt trăng đẹp trên trời, đầy hy vọng hỏi: "Sư tôn, khi nào ngài dạy con khắc trận văn?" "Khắc trận văn ngươi còn sớm lắm, trước tiên hãy đọc hết những cuốn sách trong thư phòng đã." Cũng nhìn lên mặt trăng cao, Thiên Bác Quang mặt đầy lo lắng như đang nhớ ai đó. "Ta sẽ đọc suốt đêm." Nói xong, Dương Thần đi vào thư phòng, để sớm trở thành trận sư, hắn quyết định cố gắng hết sức vì sư tôn này có chút không đáng tin hắn phải sớm học được kỹ năng khác trận văn dương thần ở lại. Không đi nữa, vì vậy trong viện thường xuyên vang lên tiếng hai người cãi nhau. Cãi nhau là vì hai người cùng tham gia kỳ thi nội viện. Nhưng càng hiểu rõ về dương thần. Thiên Linh Khê càng kinh ngạc. Về tài năng của tên tiểu vô lại này, dù tự tin về tài năng của mình cũng phải khâm phục. Chưa đến 10 ngày, Dương Thần đã khắc thành công trận văn đầu tiên. Trận văn bùng nổ hệ hỏa gọi tắt là trận văn hỏa bạo. Dù là trận văn cấp thấp nhất, nhưng nếu trận văn hỏa bạo được khắc vào vũ khí, cũng có thể tăng cường sức mạnh, tăng cường khí. sức mạnh tấn công tức thời. Thiên Linh Khê rõ ràng kỹ năng này hắn lúc đầu phải mất cả tháng trời mới khắc thành công trận văn đầu tiên. Điều khiến Thiên Linh Khê tức giận nhất là Dương Thần lại ngay trước mắt hắn thăng cấp lên Thúy thể. Sớm một bước đạt đến tầng luyện táng, hạnh phúc và niềm vui luôn khiến người ta dễ quên đi thời gian, không biết từ lúc nào năm mới đã gần kề dưới lớp tuyết trắng toàn bộ thành chiều ca được tuyết trắng trang điểm thêm phần lộng lẫy ngay cả những góc khuất cũng như biến mất dương thần mở cửa phòng sau một đêm tu luyện nhìn thấy sân phủ đầy tuyết trắng thân sắc lập tức trở nên mơ màng lúc này anh không tự chủ mà nghĩ đến dư mộc tuyết trước đây mỗi khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống chiều ca anh và dư mộc tuyết đã không thể vào được là hẹn nhau trong khoảnh khắc cuồng nhiệt đầy khí thế giờ đây tuyết đông lại đến đúng hẹn Người yêu ơi, mẹ đã nói đúng. Càng đẹp thì phụ nữ càng dễ thay đổi. Vừa thì thầm vừa nghĩ. Dương thần bước trên tuyết dày vào trong sân. Nhìn về phía trước, Dương thần phát hiện một bóng dáng xinh đẹp giữa tuyết tâm trạng lập tức tốt lên nhiều. May mà có hồ ly tinh có thể an ủi tâm hồn bị tổn thương của tôi. Dương thần đến bên cạnh thiên linh khê. Phát hiện người đẹp không để ý đến xung quanh, khuôn mặt đầy vẻ suy trên tư. Trên người chất đầy không ít tuyết. Như đang đắm chìm trong một ý nghĩa nào đó, tựa như một đóa tuyết liên tuyệt đẹp giữa trời đông người xưa đã làm phiền sự thanh tịnh này dương thần cũng đứng bên cạnh hồ ly tinh bắt chước một cách nghiêm túc sự thanh khiết và thánh thiện của tuyết có vẻ như đã quen với sự quấy dày của dương thần thiên linh khê cũng không thể giữ được sự thanh tịnh chẳng lẽ bạn không nhận ra trong cảnh tuyết đẹp như vậy có một chút không hài hòa sao nhìn thấy thiên linh khê đang nhìn chằm chằm vào bộ đồ đen trên người mình dương thần cười nói chợt hiểu ra đây gọi là điểm xuyết nói theo cách của người dân quê chúng ta là sự kết hợp đen trắng là sự kết hợp hoàn hảo của trời và đất trong cảnh này chẳng lẽ bạn nghĩ chúng ta nên cầu nguyện sao? Cầu nguyện thiên linh khê có chút không theo kịp nhịp điệu của Dương Thần. Câu hỏi vô thức cầu nguyện gì? Tất nhiên là cầu nguyện chúng ta sống đến đầu bạc răng Đối Long với rồi. văn hóa của Dương Thần, thiên linh khê đã nỗ lực rất nhiều. Biết rõ bị lợi dụng nhưng cũng không luôn tức giận. Vì anh ấy biết rằng nếu tức giận thì bạn đã thua. Tiếp theo anh ấy sẽ càng làm bạn tức giận hơn. Biết rõ rằng Dương Thần tạm thời không thể về nhà, thiên linh khê không hỏi nữa. Tên vô lại nhỏ, cậu thật sự coi đây là nhà rồi à? Nhìn thấy năm mới sắp đến. Nhà sau sư tỷ không phải cũng là người nhà của tôi sao? Dương thần còn có cách gọi khác là sư tỷ. Phải biết rằng chỉ khi sư tôn điền nghị có mặt, anh ấy mới gọi thiên linh khê là sư tỷ. Hai người các cậu đều đến sớm tâm trạng có vẻ khá tốt. Thiên quốc quang cũng xuất hiện trong sân, nếu có ý nghĩa của hiếu đạo vẫn là tuổi trẻ tốt. Dương thần cầm lấy micro và nói cứng rắn. Sư tôn, chúng tôi đã nỗ lực cả đêm câu này có ý nghĩa mập mờ thiên bá quang rõ ràng nghe ra tên nhóc mới đến này ngày càng không biết trời cao đất dày dám lợi dụng trước mặt ông ấy trần nhân suy nghĩ một lát thiên bá quang đã có quyết định và nói trần tiểu long về phần kiến thức cơ bản con cũng đã học gần hết rồi từ nay về sau với khả năng của sư phụ không thể dạy con thêm được nữa nghe đến đây dương thần lập tức cảm thấy không ổn vội vàng chạy nhỏ đến bên cạnh thiên bá quang cẩn thận nói sư tôn ngài là người lớn không chấp nhận kẻ tiểu nhân con nhận phạt nhận phạt là được chứ gì anh trai lập tức cười vui vẻ thiên linh hy mới đến sợ rằng sau này ngươi vẫn còn nói năng không cẩn thận ôi vai của ta sư tôn đừng vội để con xoa bóp cho ngài con đói rồi sư tôn con đi làm ngay đây nhìn theo dương thần nhanh chóng chạy vào bếp thiên bá quang lắc đầu nói thằng nhóc này thật hạnh phúc muốn mở quán rượu thật khó thiên linh hy mỉm cười nói cha thật dũng cảm chắc chắn lại là thịt bò nướng nghĩ đến việc ăn thịt bò nướng vào sáng sớm thiên bá quang hối hận lẽ ra nên để thằng nhóc đó pha trà không lâu sau khi dương thần thiên linh hy khi ba người thiên bá quang đang thưởng thức bữa tiệc thịt bò một cơn gió yêu quái đáng sợ quét qua bầu trời trên đầu triệu ca vô oán đó là một con chim trứng vàng khổng lồ đôi cánh vàng của nó đặc biệt nổi bật trong gió tuyết một chiếc đèn vượt quá 20 tấm vũ khí hung ác tràn đầy sức mạnh của nó thực sự vượt qua chân vô tích là một đại yêu quái có tu vi đạt đến cảnh giới vô chủng con chim trứng vàng đáng sợ như vậy dù là trong nội vi dãy núi triều ca cũng hiếm thấy điều đặc biệt kỳ lạ là trên lưng con chim trứng vàng có một nhóm vũ công kiêu ngạo họ nhìn xuống học viện vũ triều ca bên dưới vẻ mặt của họ đầy bất hạnh toàn bộ học viện vũ triều ca đều bị kinh động ba người dương thần đang dùng bữa cũng không ngoại lệ thiên bá quang với ánh mắt sắc bén ngẩng đầu nhìn lên như thể có thể nhìn xuyên qua gió tuyết cảm nhận được đối phương sau khi cười lạnh một tiếng thiên bá quang không mảy may Còn nói tâm. về người của ngũ viện biện kinh ngũ viện biện kinh ngươi cầm lấy dương thần như thể nhớ ra điều gì đó cười nhận người biện kinh thật kiêu ngạo. Có lẽ đã xuất hiện nhân tài xuất chúng. Biện Kinh và Thành Triều Ca liền kề nhau, hai thành Hồng Thự và Thiên Nam quận, ngũ viện từ lâu đã có một truyền thống. Mỗi ba năm giao lưu một lần để kiểm tra tài năng của các võ giả hậu bối hai nơi, trong đó thậm chí còn có cả đấu đấu. Đúng lúc kỳ thi lớn của ngũ viện Triều Ca kết thúc, cuộc hẹn ba năm cũng đến đúng hẹn. Thiên Bá Quang không mấy quan tâm, nhìn Dương Thần với vẻ mặt khác lạ. Lạnh lùng nói muốn đi xem náo nhiệt cũng đi cùng sư tỷ của ngươi đi nhớ nếu ra tay. Ngươi phải thắng đẹp nếu không thì 8 năm sau. Dương thần cười khổ đáp lại sư tôn, con không phải là học viên của ngũ viện, thiên bá quang từng nói lời trở nên hợp lý. Nói thật là, dương thần đối với những người lớn của ngũ viện không có gì tốt đẹp, nhưng sư tôn đã nói thì không thể không nghe. Ngay sau đó Dương Thần và Thiên Linh Hy rời khỏi biệt viện, khi đến quảng trường ngoại viện. Dương Thần phát hiện đã có rất nhiều người tụ tập, trong đó còn có một số người lớn của nội viện. Ánh mắt của Dương Thần bị thu hút bởi con chim trứng vàng hung ác đó thầm nghĩ. Không biết từ khi nào chúng ta có một đại yêu quái hùng mạnh như vậy. Với nhan sắc của Dương Thần và góc cạnh của Thiên Linh Hy, không muốn bị chú ý cũng khó, vừa bước vào quảng trường ngoại viện, họ đã thu hút nhiều ánh mắt. Dương Thần không phải đã bị đuổi khỏi ngũ viện sao, ghen tị sao hắn vẫn có thể ở cùng Thiên Linh Hy, mà dày thật bị ngũ viện đuổi ra mà còn dám xuất hiện. Dù có chút tài năng nhưng không biết kiềm chế. Dám nghi ngờ chủ nhân thanh long các. Đúng là tự chuốc lấy hậu quả. Dương thần không để tâm đến những lời đàm tiếu đó. Ngược lại, dương thần nhìn mọi người với ánh mắt Kêu rất ngạo. ngạo mạn mà quét qua toàn trường. Lúc này nói với những kẻ tầm thường, nhìn xem vợ của ta có đẹp không? Ngay cả thiên linh hy bên cạnh dương thần, cũng không thể nhịn được, muốn đánh mạnh vào mặt dương thần thật đáng đánh. Trong đám đông, quan minh hạo nhìn chầm chầm vào dương thần hơi thở tập trung ánh mắt đầy oán hận. Nếu không có người của biện kinh ở đó, hắn chắc chắn sẽ xông lên đánh. Ánh mắt của Dương Thần dừng lại, trên người kiếm vô khuyết vừa đến. Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của kiếm vô khuyết, Dương Thần biết rằng khi mình tiến bộ. Tu vi của kiếm vô khuyết cũng tiến bộ không ít, có lẽ đã đạt đến giai đoạn tụ thể kinh. Hừ, đã 10 ngày không gặp Dương Thần, kiếm vô khuyết thấy huynh trưởng vẫn là huynh trưởng quen thuộc. Hắn coi như lo lắng vô ích gật đầu, dương thần chỉ vào thiên linh hy bên cạnh nói với kiếm vô khuyết gọi là chị dâu ngẩn ra một chút ngay lập tức hiểu ra kiếm vô khuyết hướng về thiên linh hy nói một cách nghiêm túc chị dâu thiên linh hy dưới sự trêu chọc đó lập tức không vui chân nhỏ hơi nhấc lên nhanh chóng dẫm lên chân dương thần kêu lên một tiếng đau đớn dương thần cố gắng nhịn mặt đỏ bừng dương thần liên tục hít thở lạnh cô nàng này thật sự làm thật cú dẫm này quá mạnh đã làm tổn thương xương chân may mà Dương Thần đủ mạnh mẽ. Nếu là người bình thường, Dương Chân chắc chắn sẽ bị nghiền nát, bốn vị các chủ nói theo một tiếng chấn động kỳ lạ. Vị đại nhân uy nghiêm của nội viện bước vào quảng trường, người dẫn đầu là Thanh Long các chủ. Thanh Long các chủ với vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn về phía đoàn người của năm viện biện kinh, nói một cách trang trọng, vào dịp Long Tuyết này, không ngờ quý viện lại đến đúng hẹn. Mời các vị theo tôi đến điện viện, sau khi xuống tháp thì so tài sẽ thích hợp hơn, để sau được không? Không cần đâu, dù sao mấy năm nay các người cũng chẳng có gì đáng để lên sân khấu không thể kéo dài thêm bắt đầu ngay tại đây đi người dẫn đầu năm viện biện kinh là một lão giả gầy gò rất nổi bật giữa gió tuyết lời nói của ông ta cứng rắn vô cùng không hề che giấu sự khinh thường đối với năm viện triều ca lễ nghi tình cảm chủ của thanh long các thấy vậy cũng không hề cảm kích lời nói cũng trở nên lạnh lùng vậy thì bắt đầu đi lão giả trong áo choàng quét mắt nhìn vài phía thiếu sau. niên háo hức muốn thử nhớ kỹ ra tay phải chú ý một chút đừng quá nặng tay đối phương rõ ràng không có nhiều chưa thức vũ viện nhìn thấy trong mắt điều này khiến cho bao gồm cả quan minh hạo các học viên nội viện tâm cảnh đều nín thở chỉ thấy một thiếu niên hơi mập từ phía sau lão giả trong áo đỏ lao ra chu y minh không biết phải xin chỉ giáo thế nào thiếu niên hơi mập nói xong lời khách sáo bên này của ngũ viện mộ xào chiếu các đều tỏ ra kiêu ngạo như thể đang nói các ngươi cứ tự nhiên. Tư đồ bình phía sau quan Minh Hạo vài ngày trước vừa mới thăng cấp lên luyện thể kinh ngũ tông tâm trạng nóng này không phục mà lao ra. Tư đồ bình luyện thể tiến vào ngũ trọng không mang theo tư đồ bình nói xong một người nhanh như chớp vùng nắm đấm khi vận hành quyền pháp nắm đấm mờ mờ có ánh sáng đỏ rực hỏa tập thiên đạo sư ngũ viện chiếu các của triệu ca đều kinh ngạc ngay cả dương thần vốn không mấy để ý cũng có chút ngạc nhiên anh không ngờ cậu bé mập mạp trông không có gì đặc biệt lại là một thiên đạo sư hệ hỏa, bao gồm cả các vị đại nhân trong nội viện, kể cả chủ của thanh cũng Long các. đều tỏ ra ngạc nhiên. Dù đã cố gắng hết sức để phòng thủ trước một cú đấm của đối phương, tư đồ bình vẫn liên tục lùi lại, phải lùi hẳn năm bước mới miễn cưỡng đứng vững. Lần đầu tiên cảm nhận được hệ hỏa, sự tấn công cuồng dã của thiên đạo sư, khiến sắc mặt anh ta trở nên rõ ràng nguyên. anh ta không phải là người dễ đối phó, vấn đề là có thể chống đỡ được bao nhiêu hiệp. Thân hình di chuyển một cách tinh tế. Khóa chặt tư đồ tiếp tục tấn công, anh ta vận dụng vũ khí trên người, hơi nước nóng bỏng. Ngay cả những đòn tấn công từ trên cao cũng khiến người ta phải dè chừng. Chưa kịp tiếp cận cơ thể anh ta đã hóa thành sương mù. Cú đấm thứ hai quá nhanh. Tư đồ hoàn toàn không kịp phòng thủ, đầu nhọn bị đánh trúng cháy đen một mảng, phát ra tiếng săn mồi nhẹ. Đây hoàn toàn không phải là một trận chiến cùng đẳng cấp. Tư đồ không có chút sức phản kháng. Nhìn thấy cú đấm thứ ba công bằng, với vẻ mặt hơi biến sắc, chủ nhân thanh long các hét lớn một tiếng đủ rồi trận này ta nhận thua tư đồ đình rút lui với vẻ mặt tuyệt vọng dù có chết anh ta cũng không ngờ không thể đỡ nổi ba cú đấm của đối phương vừa rồi anh ta còn rất hăng hái những người xung quanh cũng khá nghiêm túc phải biết rằng trong số các học viên thăng cấp vào nội viện lần này tư đồ minh đứng trong top 10. chiến lược tuyệt đối không tầm thường nhưng đối phương lại tấn công một người thầy kiêu ngạo và xuất sắc thiên đạo sĩ quá mạnh yếu đuối không chịu nổi gió ý định kiêu ngạo của chủ nhân cây roi mai đã khí đầy khí thế đối diện với học viện vũ đạo triều ca cười ngây ngô một tiếng ngay lập tức các học viên của học viện vũ đạo triều ca đều cảm thấy xấu hổ hồ ba la không thể thật không ngờ còn có người kiêu ngạo hơn tôi tôi đã nhớ kỹ khuôn mặt đó của anh ta dương thần cười tự giễu anh ta muốn dạy dỗ đối phương đáng tiếc bây giờ anh ta không phải là người của học viện ngũ nguyệt thiên linh hy lại không nghĩ vậy mỉm cười nói bạn còn kiêu ngạo hơn anh ta nhiều thật sao dương thần giả vờ như rất gần gũi Giọng nói khá dịu dàng. Tôi kiêu ngạo chỉ trước mặt người ngoài thôi, trước mặt Hồ Ly tinh nhà tôi tôi chỉ là một viên gạch. Cần ở đâu thì làm ở đó, tôi có ba những hay lời không? này Thiên Linh hy cười duyên dáng. Nói rằng, đây là anh nói đấy nhé, lát nữa tôi luyện kiếm, anh làm giá kiếm đi lúc này Dương Thần ngớ người ra. Hồ Ly tinh cũng học thói xấu rồi, thật sự là có chút không chịu nổi, kẻ ti tiện khẽ ho một tiếng vì hai người này không ngại ngùng mà thể hiện tình cảm. Thật là không biết xấu hổ. Sau Sở Lê Minh người thứ hai của ngũ viện định kinh ra sân là một thiếu niên. đây là một thiếu niên mang gánh nặng tái thiết. trên người cậu ta tỏa ra khí sắc sắc bén như một thanh kiếm chưa hoàn toàn rút ra khỏi vỏ. sở bàn thụy tiến vào võ sáng trong lúc nói chuyện. sở bàn từ từ tháo bỏ kết thúc dự bị. như thể thanh kiếm này chứa đựng sức mạnh của ngài. trong số quân, các học viên của ngũ viện chiêu đồ cũng có một người không chịu thua kém mà bước ra. là lâm vô song nghe nói lâm vô song đã đạt đến đỉnh cao của cảnh ngũ trọng bất cứ lúc nào cũng có thể thăng tiến lên cảnh lục trọng lâm vô song đã luyện tập kiếm pháp thành đến mức tiểu thành trận này chắc chắn thắng bao gồm cả chủ của thanh long các, viện ca vũ triều đặt nhiều kỳ vọng vào lâm vô song khi ra sân hy vọng có thể gỡ lại một trận nhìn lâm vô song tiến lên sở bàn cười nhẹ nói nếu ngươi có thể chặn được ba kiếm ta sẽ thua lời này thật ngông cuồng tất nhiên cũng khiến cho các học viên của viện ca vũ triều nổi giận một âm thanh ngọt ngào vang lên lâm vô song không muốn phí lời rút kiếm dài ra ngay lập. Đây tức. là một thanh kiếm bảo khí cấp hoàng hạ phẩm, kiếm bảo khí không tệ. Nhưng vẫn không xứng với sự kiêu ngạo của Sở Bàn, Lâm Vô Song đứng thẳng, cố gắng kiềm chế cơn giận. Anh biết rằng cuộc đấu kiếm giữa các kiếm sĩ rất nguy hiểm, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể mất mạng kiếm đầu tiên, Sở Bàn rõ ràng không có nhiều kiếm nặng như vậy. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, nhắm vào Lâm Vô Song, tấn công và giết chết. Lâm Vô Song với khuôn mặt căng thẳng, cảm nhận rõ ràng ánh kiếm bay tới rất đáng sợ như một ngọn núi kiếm nghiền nát và tấn công. Hét lớn một tiếng để tự cổ vũ. Lâm vô song rút kiếm ra, thực hiện chiêu đầu tiên của thanh mộc kiếm pháp để tấn công. Chỉ thấy một tia sáng kiếm mạnh mẽ đón nhận. Tiếng kim loại va chạm vang lên. Lâm vô song bị chấn động lùi lại khóe miệng dỉ máu. Anh ta đã bị thương kiếm pháp thật bá đạo. Lâm vô song chỉ thấy tay trái hơi run, thở dài một tiếng chỉ có bấy nhiêu khả năng thôi sao cười nhạo một tiếng giờ ban thúc đẩy thân mình tiến lên Trọng kiếm mạnh mẽ tiến tới kiếm thứ hai cắn răng chịu đựng lâm vô song sử dụng kỹ thuật kiếm ảnh đại hạc đạo tương kiếm sĩ đẹp trai một tia kiếm xanh kỳ lạ hình thành một kiếm huyền diệu tấn công tượng kiếm sĩ chính là kiếm pháp thanh mộc mà lâm vô song đã tu là lịch. lịch sử kiếm trung cực trong chớp mắt chỉ thấy kiếm xanh tan rã thanh kiếm nặng đáng sợ ở sắp kích thích vào tay của lâm vô song giữa trung tâm mặt kiếm lật ngược lại và đập mạnh vào đá. Tại cửa đường của Lâm Vô Song lâm vô song bay ra, miệng phun ra một thanh kiếm máu bị thương. Đây vẫn là việc đối phương đã thu lại vào phút cuối, nếu không thì Lâm Vô Song làm sao còn sống sót, sức chiến đấu của hai bên hoàn toàn không cùng một cấp độ. Nhìn chằm chằm vào Lâm Vô Song chỉ còn nửa mạng sống, Chu Bàn cười nhạo, ngươi cũng xứng đáng gọi là vô song sao, khi chất của ta ở nước ngoài, kiếm nặng vô song. Sau đó, Chu Bàn quét mắt về phía các vũ công của triều Ca Vũ trên Mỹ. mặt đầy vẻ khinh bỉ nói: ngay cả kiếm thứ hai của ta cũng không đỡ nổi đây chính là thiên tài của triều ca vũ viện sao trong chốc lát bầu không khí bên phía nam viện chưa thông trở nên nặng nề không phải vì họ tức giận chỉ vì đối phương quá mạnh sau đó thiếu niên thứ ba của ngũ viện điện tử xuất hiện thiếu niên này mặc áo xanh càng kiêu ngạo hơn thậm chí không thèm tự giới thiệu nói thẳng không lãng phí thời gian nữa các ngươi chỉ có 5 người trở lên đến đây đây là muốn thách đấu cả nhóm lập tức bên phía triều ca vũ viện trở nên sôi nổi rõ ràng là bị kích động không chịu nổi. Ngay cả các chủ tầng 7 cũng tỏ ra phấn khích. Quá kiêu ngạo rồi, đi thôi. Gần như cùng lúc, ba bóng người từ ngũ viện triều môn xuất hiện. Lần lượt là Liêu Cường Bành Quốc Vĩ và Quan Tâm Cứu. Đều là học viên của đại đường tiền kiếp. Thiếu niên áo xanh dù đối mặt với ba đối thủ, không những không có chút sợ hãi, mà trên mặt còn lộ ra vẻ dũng cảm. Ồ, oh, uy lực chấn động không chung, chỉ thấy thiếu niên áo xanh đầu trống rỗng. Rõ ràng hiện ra một ánh vàng bất đắc dĩ. Trên bóng mờ của bánh xe hiện lên cảnh tượng huyền bí. Đó là gì? Không trách được hắn kiêu ngạo như vậy. Hóa ra là một thiên đạo sứ giả, quảng trường bên ngoài rộng lớn vang lên tiếng reo hò, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo xanh, Dương Thần rất tò mò. Anh ta cũng không thể nhìn ra linh tính của năm người đối diện, Thiên Linh Tê với vẻ mặt bình thản nói, "Đó là chính bản Vũ Hồn, chính bản Vũ Hồn." Dương Thần ngay lập tức liên tưởng đến chính đạo, Thiên Linh Tê giải thích, "Chính bản Vũ Hồn tự mang trận pháp hoàn chỉnh, là một loại đặc biệt khá mạnh. Còn tự mang trận pháp dương thần kinh ngạc, không lạ gì thiếu niên áo xanh khó đối phó ba người. Trên quảng trường gió tuyết nổi lên, linh khí trời đất tụ về phía thiếu niên áo xanh, đầu trận phán cổ kim quang bắn ra. Nhanh chóng lao về phía ba người liêu cường. Cách đối thủ còn 10 mét. Bị một luồng khí lạnh kinh khủng bao phủ. Trong nháy mắt, liêu cường. Bành quốc vĩ và quan tâm cứu đều hóa thành tượng băng. Nguy hiểm cận kề. Trận này chúng tôi nhận thua." Chủ nhân Thanh Long Các rất bất đắc dĩ lên tiếng, "Nếu kéo dài thêm chút nữa, không chắc Liêu Cường ba người sẽ còn sống, quá mạnh, chưa chạm được chân đối phương, đã rơi vào bẫy băng đáng sợ." Ai là người đứng đầu kỳ thi lần này? Thiếu niên áo xanh dễ dàng chiến thắng, rõ ràng có chút không hài lòng hỏi thẳng xoạt xoạt. Ngay lập tức nhiều ánh mắt tập trung vào Quan Minh Hạo. Quan Minh Hạo với vẻ mặt hơi biến không sắc, không có ý định ra trận đối phương quá mạnh mẽ nếu ra trận chắc chắn sẽ bị tiêu diệt kiếm vô khuyết. Người bên cạnh chủ nhân Thanh Long Các nhanh chóng lên tiếng, gọi tên kiếm vô khuyết để giải cứu quan minh hạo khỏi tình thế nguy hiểm, không ngờ kiếm vô khuyết hoàn toàn không động đậy. Như thể không nghe thấy gì. Ha ha, chủ nhân Bạch Hổ Các muốn kiếm vô khuyết ra trận, thật là khó khăn. Ai bảo hắn đuổi Dương Thần ra khỏi võ viện, kiếm vô khuyết là học viên của Thanh Long Các, có lẽ phải để chủ nhân Thanh Long Các ra lệnh mới được, cũng đúng, võ viện xử phạt Dương Thần không nhiều có chút quá đáng nghe những lời bàn tán này. Chủ nhân thanh long các mặt mày rất khó coi. Ông ta giận dữ nhìn chủ nhân bạch hổ các bên cạnh. Bất đắc dĩ nói kiếm vô khuyết ra trận không được. Kiếm vô khuyết đáp lại dương thần lười biếng nói. Thưa chủ nhân hôm qua vô khuyết luyện tập quá sức, kinh mạch bị thương nặng không thể ra trận. Lời này vừa nói ra không chỉ các vị đại nhân trong nội viện ngạc nhiên, mà ngay cả thiên linh tê bên cạnh dương thần. Kiếm vô khuyết cũng ngạc nhiên, đây không phải là nói dối giữa ban ngày sao. Phùng Khoa một đời tức giận đến cực điểm. Cô nén giận nói đạo Minh Hy ra trận. Ngay lập tức vô số ánh mắt tập trung vào thiên linh tê. Mắt luôn nhìn lên đầu, thiếu niên áo xanh mới nhận ra vẻ đẹp của thiên linh tê, không tự chủ được khen ngợi. Không ngờ chiều ca còn có vẻ đẹp tuyệt sắc như vậy, ngay lập tức thiếu niên áo xanh nói với thiên linh tê. Nếu cô đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ từ bỏ đếm. thử thách lần này, thế nào, muốn chết? dám sỉ nhục tiên nữ linh tê của chúng ta thật là lời lẽ ngông cuồng thật muốn chém chết hắn dù mọi người phẫn nộ nhưng không ai đứng ra đối đầu dưới ánh mắt chú ý thiên linh tê không tiến lên ra trận mà giả vờ như bị ức hiếp nói với dương thần rằng bị bắt nạt giọng nói này đầy cảm xúc khiến người nghe đau lòng thiếu niên áo xanh sỉ nhục thiên linh tê dương thần vốn đã giận dữ ánh mắt lạnh lùng khóa chặt đối phương gió mưa gào thét Tôi có một đề nghị cho bạn khi tôi còn chưa nghĩ sao. Ví dụ như trước đây để leo lên trước mặt gì nhỏ. Là một lựa chọn không tồi Dương Thần vẫn là Dương Thần. Tôi thật sự quá kiêu ngạo, anh ta không gọi là kiêu ngạo thì gọi là gì? Dưới sự dẫn dắt của chủ các Thanh Long, các vị đại nhân trong nội viện đều nhíu mày. Họ không tin rằng Dương Thần có thể cười đến cuối cùng, phải biết rằng đối phương là Địa Long trong Thiên Đạo Sĩ. Đàm Thiên Đạo sư rõ ràng ngẩn ra một chút, thiếu niên áo xanh Trương Hoành lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào Dương Thần. Bác sĩ nói, anh đang tìm cái chết sao, có vẻ như anh không chấp nhận đề nghị của tôi. Dương thần với nụ cười tà ác tiến lên một bước. Trên người rõ ràng có dao động chân khí, ngay khi mọi người nghĩ rằng Dương thần sẽ tiến lên một bước. Chuẩn bị ra tay cho đến nay, không ngờ Dương thần đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy Dương thần rất tức giận. Đi làm hắn bối rối. Lần này không chỉ những người khác ngẩn ngơ. Ngay cả kiếm vô khuyết cũng không kịp phản ứng, thiên linh tê càng cúi đầu tâm trạng có chút rối loạn. Nói là giận dữ vì 5 năm, năm. Kiếm Vô Khuyết bước ra lực mạnh, dưới chân tấm đá phát ra âm thanh như bị nứt vỡ, trên người tỏa ra một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ. Đây, Dương Thần vừa nói Kiếm Vô Khuyết bị nội thương nặng mà, điều này không hợp lý, nhưng chỉ bước một bước Kiếm Vô Khuyết đã dừng lại. Khi mọi người nghĩ rằng Kiếm Vô Khuyết cũng sẽ làm điều gì đó kỳ quái, chỉ thấy Kiếm Vô Khuyết rất uy nghiêm chỉ vào Trương Hồng, hô Hồ lớn, "Chị dâu lăn qua đây chịu chết!" Trương Hồng tức đến nỗi phổi cũng muốn nổ tung. Mặc dù anh ta cảm thấy kiếm vô khuyết dường như không nhưng đáng bị sợ. khinh thường và sỉ nhục như vậy thì làm sao chịu nổi? Ngay lập tức vận dụng chân khí trong cơ thể, cần thiết phải thi triển vũ hồn chính bản. Sư huynh Hồng, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu để tên ngốc to xác này cho tôi, không để Trương Hồng phát tác. Trước đó, Chu Bàn đã ra trận và chiếm được chủ nhân. Trong lúc nói chuyện, Chu Bàn đã lấy xuống trọng kiếm của hậu bối. Thuộc về dư chừng phía sau kiếm vô khuyết, trông giống như một chỉ huy có ý nghĩa, khẩu như huyền hà, nói năng lưu loát. Đánh chó là chưa thức gì vậy? Đúng rồi, đánh vào miệng, đập gãy chân chó của hắn thì hắn sẽ không hung dữ nữa. Bạn hãy nhìn kỹ nhé, ứng nặc bắn một mũi tên vào giữa thân kiếm vô khuyết, tiếng chạy rầm rập, khiến cho một phát lực hoang dã của kiếm vô khuyết trở nên đầy sức mạnh, kết hợp với bộ đồ đen trên người anh ta, giống như một đại hùng xuất thế. Anh ngốc mà đỡ được ba kiếm thì tôi thua. Chu bàn vẫn ngông cuồng như mọi khi. Nhưng tốc độ của thanh trọng kiếm khi rút ra khỏi vỏ không nhanh, đâm thẳng vào kiếm vô khuyết chỉ có kiếm vô khuyết mới cảm nhận được sự mộc mạc giản thanh trọng đó. kiếm lần này như một ngọn núi kiếm nghiền nát mà đến hà hét lớn một tiếng trên người xuất hiện kiếm vô khuyết của băng đảng đen bất ngờ tăng tốc như một tia sáng đen lao mạnh tới nếu nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc lúc này kiếm vô khuyết giống như gã này có chút không thông suốt dùng thân thể để đối đầu với trọng kiếm thở hồn hển trong tiếng vang của kim loại va chạm cú đấm sắt của kiếm vô khuyết đánh mạnh, trong tiếng kêu kinh ngạc của liệt nhiệt tố ở một bên trọng kiếm. Sở Bàn đột nhiên cảm nhận một luồng sức mạnh khổng lồ truyền từ trọng kiếm, trọng kiếm rời tay và rơi xuống, kiếm vô khuyết như cơn lốc tiếp cận Sở Bàn. Nắm lấy thủ đoạn của đối phương, như búp bê vải, Vũ Đông ném Sở Bàn lên, đập mạnh xuống mặt đất bị sói mòn. Trong tiếng vang chấn động lòng người, chưa kịp để đối phương phát ra tiếng kêu thảm, nắm đấm của kiếm vô khuyết như đầu sóng, liên tục đánh mạnh vào mặt Sở Bàn cho mi cái tội mù miệng độc ác cho mi cái tội mù miệng độc ác quảng trường rộng lớn trên thế gian sự im lặng quá bạo lực đẫm máu vô cùng đẫm máu ba chiêu kiếm đã hứa đâu rồi wow miệng của sở bàn bị đập nát bét phát ra âm thanh mơ hồ cũng không biết là đang cầu xin hay gì đồ khốn dừng tay lại lão giả mặc áo đỏ đứng đầu ngũ viện bị kinh lớn tiếng phát ra uy thế đáng sợ kiếm vô khuyết dừng lại quên mất quá khứ nói với vẻ mặt không hiểu anh ta chưa nhận thua mà thở dài một tiếng dương thần tự nói tiểu tuyết cũng học hư rồi đã đánh nát miệng người ta rồi làm sao mà nhận thua lão giả mặc áo đỏ giận dữ mặt mày u ám nhìn chằm chằm vào kiếm vô khuyết nói rằng trận này các ngươi nhận thua dương thần cũng mắng anh ta tiểu tuyết bình thường ta dạy con thế nào không được ức hiếp kẻ yếu và không được đánh vào mặt người khác bên võ viện triều ca không ai nói gì ngươi còn biết xấu hổ không trước đó không phải ngươi nhảy dựng lên nói để kiếm vô khuyết đánh vào miệng sao điện kinh ngũ oán một chung đâu còn vẻ kiêu ngạo như trước nhìn về phía kiếm vô khuyết oai phong lẫm liệt sắc mặt của độc kịch trở nên nghiêm trọng họ rất rõ ràng về sức mạnh của sở bàn nhưng sở bàn thậm chí không có cơ hội lần thứ hai Lăn qua đây trước đó không phải rất ngông cuồng sao kiếm vô khuyết trong sự bá đạo chỉ là một con hổ giấy khổng lồ gọi chẫm trương hổ với sắc mặt lạnh lùng nói nếu ta đạt đến cảnh giới yếu đuối khí nặng giết ngươi không cần ba chiêu dương thần có chút không hài lòng nói đến ngươi trước đó không phải rất xương sao có thể thách đấu với ta không như trở thành bao lì xì rồi tính là cái gì trương hồng nhìn chằm chằm dương thần mà mắng như con chó tạp nham nhảy lên nhảy xuống có bản lĩnh thì đứng lại gấp gáp khuyên nhủ dương thần lập tức nổi giận với hạ lãng ngươi xuống đây mà nhìn kỹ xem anh đánh cược như thế nào được thôi kiếm vô khuyết vốn đang hưng phấn liền chạy xuống sân đến thiên linh khê bên cạnh là một tiểu sinh khá bí ẩn nói với chị dâu ngươi có muốn xem kịch hay không thiên linh khê vốn đang cười tươi giói sắc mặt trở nên phức tạp không tự nhiên điều động chân khí trong cơ thể muốn đập chết con cờ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kiếm vô khuyết như một đứa trẻ tò mò anh ta hoàn toàn cạn lời dương thần bước vào sân nụ cười trên mặt càng trở nên cao thâm nghe cậu nhỏ này nói tên là dương thần được nhắc nhở từ cái tên này sẽ là động lực thúc đẩy bạn không ngừng tiến lên trong suốt cuộc đời còn có chút do dự dương thần chỉ tay về phía ngũ viện ở biện kinh có người kiêu ngạo gọi đánh tôi đang vội và còn có việc chính cần làm cùng bạn lên một nhóm học viên của ngũ viện một số đồng nghiệp thể thao hướng về phía anh ngũ viện ở đây bất kể là học viên hay giáo viên đều ngạc nhiên đến há hốc mồm đây không còn gọi là giấc mơ mỏng manh nữa là gì gọi là sống chết người đầu tiên phản ứng lại là đầu bếp nổi tiếng còn đâu nữa trong lúc lao ra, anh ta đã thể hiện võ công của mình. Là chú chim ưng non lao vào sân. Ném một viên đá lớn vào khu vực hoàng thạch, tỏa ra khí tức mạnh mẽ của đất vàng. Ngay lập tức một bầy cừu thông minh xuất hiện. Quanh trung tâm 25 m tuyết tích tụ. Với độ dày có thể nhìn thấy bằng mắt ừ ở nước ngoài đây có phải là võ công của Phật không? Thật sự không phải là độ kiếp, Dương Thần giả vờ làm ra vẻ rất ngạc nhiên, hoàn toàn phớt lờ đối phương. Chính Dương tuyển suýt nữa thì tức giận đến nổ tung đâu có hại người. Ngay lập tức thúc đẩy khí nóng từ đan điền để thi triển, khu vực chính dương bùng nổ, không giữ lao về phía dương thần, như thể muốn đấm xuyên qua dương thần. Phất lờ nắm đấm của đối phương, ánh sáng rực rỡ không lùi. Dương thần vận hành nội công tiến vào thiên tân, cảm giác rất thoải mái, cảm giác rất ấm áp. Giữa mùa đông lạnh giá khắc nghiệt, đối phương thật sự mang đến sự ấm áp, người ngoài nhìn vào, một nắm đấm nhanh như chớp xuất hiện trong mắt dương thần. Chậm đến đáng thương, chỉ thấy dương thần nắm chặt lấy nắm đấm của đối phương thân hình vững như bàn thạch không hề lay động chút nào thằng nhóc đó là đồ ngốc à thật sự dám nắm chặt nắm đấm của sư huynh sở một cách trực diện hắn không sợ bị nướng thành xiên thịt sao thật là tự tìm đường chết mà thằng nhóc đó thật đáng chết đặc biệt là cái miệng của hắn quá đáng ghét rồi tiếng bàn tán của các học viên ngũ viện biện kinh đột nhiên đồng loạt dừng lại mắt họ đồng loạt bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng như thể họ đã nhìn thấy điều gì đó đáng sợ trong sân Dương Trần để mặc hơi lửa của đối phương xâm nhập vào cơ thể, hoàn toàn như thể không có chuyện gì xảy ra. Chu Nhất Minh, cậu ngốc à, làm sao cậu có thể không sao được, đối phó với loại ngốc như cậu. Cậu có thể gặp chuyện gì chứ? Cười nhạo một tiếng Dương Trần ra tay nhanh như điện. Bàn tay lớn bất ngờ bóp chặt cổ đối phương, đồng thời cũng cắt đứt lời nói của đối phương. Ngay sau đó, Dương Trần bóp chặt cổ Chu Nhất Minh, giống như nhấc lên một con ngựa ngốc nghếch, nhấc bổng lên không trung, nhìn chằm chằm vào đối phương với khuôn mặt đầy máu, cầu xin tha thứ, gọi tôi là Trần gia, tôi sẽ thả cậu xuống khuôn mặt đỏ bừng của Chu Nhất Minh như muốn chết đi. Cổ bị bóp chặt đến mức không thể thở, anh ta ra tay như thế nào? Lão giả mặc áo choàng đỏ dẫn đầu ngũ viện biện kinh nổi giận đùng đùng. Cút ngay, thả tay ra. Giống như Dương Trần bị đối phương làm cho sợ hãi, trong cơn hoảng sợ, tay càng bóp chặt cổ Chu Nhất Minh hơn. Vừa đúng Chu Nhất, nhất Minh khó khăn lắm mới thở được, lưỡi cũng bị bóp ra ngoài, trông giống như một con ma treo cổ. Điều vô cùng ức chế là, lão giả mặc áo choàng đỏ nhìn chằm chằm vào Dương Trần với ánh mắt dữ tợn, mặc dù đã nói đến ván này, nhưng dương trần vẫn chưa buông tay lập tức bầu không khí trên sân trở nên kỳ quái trương hồng nhìn chu lê minh chỉ còn nửa mạng sống cả hạt mồ hôi cũng đã lộ ra vội vàng tiến lên bổ sung nói với dương trần rằng chúng tôi đều đã nhận thua mau bỏ tay xuống đi cái gì mà chúng tôi nhận thua dương trần giả vờ ngạc nhiên rồi vội vàng buông tay chỉ thấy chu lê minh đã ngất xỉu ngã thẳng xuống thật là xin lỗi vừa rồi bị uy thế thần thánh của thầy ngươi làm cho sợ hãi không nghe thấy nhìn dương trần với vẻ mặt chân thành trương hồng tức giận không chịu nổi trên đời sao lại có kẻ vô liêm sỉ như vậy thật là không biết xấu hổ đến mức nào cả viện múa triều ca đều ngạc nhiên còn có thể gặp muộn như vậy vô khuyết nhìn dương trần với vẻ ngưỡng mộ tôi lại học được một chiều mới tiên linh hệ cúi đầu tỏ vẻ không quen biết dương trần ngay sau đó dương trần thay đổi sắc mặt như không phải người đối với lời nói kiêu ngạo của trương hồng nghe nói ngươi cũng là một đại sư đường sắt xuống đi đổi người khác lên nghề của ta là sát thủ thiên đạo sư chuyên khắc chế thiên đạo sư để đấu với ngươi đầu bếp có chút ức hiếp trương hồng lập tức hỏi hắn khi nào bị lạc lối như vậy khi trương hồng không rõ ràng múa động hơi nước trong cơ thể hiển hiện ra võ công chấn động khuôn mặt đen lại một chút rõ ràng là tức giận đến mức không thể tức giận hơn tôi hối hận vì đã xúc phạm một thiên đạo sư chấn động thuận thế đám đông trên quảng trường hướng về phía trương hồng năm người của trận bàn rời đi một cách hài hước trận bàn tôi tỏa ra cảnh sắc huyền bí rực rỡ đối mặt với một sát thủ thiên đạo sư vĩ đại ngươi còn dám nghĩ đến việc trả thù ta một chữ khâm phục dương thần hoàn toàn không để ý đến trận bàn của đối phương không để vào mắt vẫn nói chuyện một cách tự tin đánh bại đối phương một cách không kiêng nể hư lạnh một tiếng trương hồng mắt đỏ như gà bị giết đột nhiên xung quanh cơ thể dương thần xuất hiện một luồng khí luồng năng lượng băng giá này nhanh chóng bao phủ chặt lấy anh ta chỉ kiên trì được một lúc dương tuyền cảm thấy mình như rơi vào một nơi đói rét bệnh tật độc ý nghĩa đáng sợ không chỉ là chặt chẽ như nhà xe còn có thể giết người dương thừa đang âm thầm suy nghĩ con sư tử già này thực sự có chút bản lĩnh với hồn võ chấn động người bình thường thực sự không thể đối phó được dù có vận hành thiên kinh cũng không thể hóa giải ý nghĩa đáng sợ đó cười khẩy giả vờ như không có chuyện gì dương thần bình thường đột nhiên hiện ra hồn võ ma long thái cổ trong khi không gian dung chuyển, trên đầu Dương Thần xuất hiện một xoáy đen. Xoáy đen kỳ lạ phát ra bóng tối rùng rợn, khiến người ta không tự chủ mà cảm thấy một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Trong khoảnh khắc hồn võ Ma Long thái cổ xuất hiện, không chỉ nuốt chửng toàn bộ ý nghĩa đáng sợ đó, mà còn nuốt chửng cả linh khí của quảng trường rộng lớn. Lần này đến lượt Trương Hồng kinh ngạc. Ngươi cũng là thiên đạo sư, tai ngươi mọc ở mông à? Tiểu gia đã nói trước rồi mà, ta là sát thủ thiên đạo sư vĩ đại. Dương Thần vô cùng đắc ý, thực ra cũng không ngờ hồn võ Ma Long Thái Cổ lại bá đạo như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đừng quá đắc ý, chưa thắng đâu. Trương Hồng tức giận đến mức suýt ngất, không dám nói thêm lời nào, anh ta không biết nếu nói tiếp liệu có bị tức chết không. Theo tiếng hét chấn động của Trương Hồng, nhiệt độ ở trung tâm quảng trường tăng đột ngột. Gần như đồng thời, xung quanh cơ thể Dương Thần bỗng nhiên xuất hiện vài con rắn lửa, căn xé một cách cực kỳ dữ dội như thể trong chốc lát sẽ thiêu đốt dương thần thành cho anh ta đang chuẩn bị sử dụng hồn võ thứ hai tinh xảo hơn dương thần lại một lần nữa đánh giá cao đối thủ đáng tiếc vẫn không có gì đáng kể bởi vì những con rắn lửa bao quanh cơ thể dương thần vừa mới xuất hiện giống như con thiếu thân lao vào lửa đâm đầu vào vòng thứ năm của thái cổ ma long bị nuốt chửng một cách sạch sẽ cái gì mà trương đồng hít một hơi lạnh anh ta hoàn toàn không ngờ tới không ngờ hồn võ của đối phương thậm chí có thể khắc chế cả trận rắn lửa thằng nhóc này thật sự là sát thủ của thiên đạo sĩ hô nhân lúc đối phương đang ngẩn ngơ dương tuyền thân hình lay động giống như ảo ảnh xuất hiện trước mặt trương hồng khi trương hồng phản ứng lại và cần phải gấp rút lùi lại đã muộn bàn tay lớn như kìm sắt bóp chặt cổ trương hồng dương tuyền giống như đang bắt một con gà con nâng đối phương lên không trung cảnh tượng này thật quá quen thuộc lúc này không chỉ là trương đồng học viên của ngũ viện ngay cả học viên của ngũ viện biện kinh nhìn về phía dương tuyền oai phong lẫm liệt trong sân đều không tự chủ mà sinh ra cảm giác muốn đấu tranh quá mạnh mẽ. Không hợp với chủ của bạch hổ cát. viên mẫn, chu tức hừ mạnh một tiếng giữa chừng Lạnh lùng nói, một người tài giỏi như vậy. Đến cổng ngũ viện của triệu ca cũng rất gần, đáng tiếc lại vì lý do đặc biệt của ai đó. Bị đuổi ra khỏi cửa, sắc mặt của viên mẫn tái xanh, thậm chí không dám nói một lời. Một tay bao cổ nâng lên, tay còn lại của dương thần thì vung mạnh. Hướng về khuôn mặt tái nhợt như cho của Trương Hồng. Tát mạnh một cái ngươi dám cảm ơn vì thua cược bắt nạt linh hy nhà ta tôi chán ngấy rồi nói rằng tôi sẽ hối hận à hạng người như ngươi thì làm được gì chứ đó là sự sỉ nhục trực tiếp chết đi dám lườm tiểu liên một cái nữa xem tên anh hùng khốn nạn còn không buông tay lão tổ áo đỏ đứng đầu ngũ viện biện kinh đứng dậy nổi giận đùng đùng ánh mắt đầy sắc khí uy thế đáng sợ của chiến sĩ khóa chặt vào dương thần chủ của thanh long các không chịu thua kém đứng dậy đối diện Dương thần nghiêng đầu nhìn lên cao. Giết lão tổ áo đỏ trong rừng, hoàn toàn không sợ đồ bẩn. Đây là để học quy tắc, bổ sung công cụ cho tiểu gia, đứng yên ngoan ngoãn. Lão giả áo đỏ không chịu nổi việc tìm cái chết. Dương thần đột ngột bóp mạnh trương hồng. Cổ nghiêng sang một bên, ngất xỉu. Có tiếng xương gãy vang lên. Lão trương, ông có tin không? Ngươi chết đi, thằng nhóc Dương thần không sợ gì cả. Hắn không dám tin rằng trong sòng bạc của Việt Nam Chiêu Khoa, đối phương dám làm loạn cơn giận trong cơ thể khiến lão giả áo đỏ phun ra một ngụm máu giả cô nén lại rơi vào tình cảm sâu đậm ba người nói buông tay đi lần này luận chiến chúng ta chấp nhận thua việt nam dương thần vẫn không buông tay nhóm hỗn đản thật muốn chết lão giả áo đỏ thực sự không nhịn được nếu trong tay dương thần là học viên khác hắn đã ra tay rồi dương thần giả vờ sợ hãi giật mình một cái lúc đó mới buông tay để cho trương hồng rơi xuống miệng thì nói tiền bối ngài đừng cười tôi tôi sợ lắm. Trong lúc vội vàng, lão giả áo đỏ bay tới, vội vàng ôm lấy Trương Hồng đang ngất xỉu, kiểm tra một hồi phát hiện không có gì nghiêm trọng, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi trường mộ học viên thật là tốt, lão giả áo đỏ cười lạnh liên tục. Chim tinh trùng định rời đi. Chủ nhân thanh long các mặt mày nhăn nhó, có chút đau đầu, hắn biết. Lần này coi như đã đắc tội nặng với viện tinh võ rồi, sau một lúc kết thù. Cả đoàn viện tinh võ bước lên lưng chim tinh trùng lão giả áo đỏ nhìn chằm chằm vào dương lạnh lùng nói tiểu tử hồn của ngươi là gì dù là cường nhân vô chủng cảnh hắn cũng không nhìn ra nguồn gốc của hắc sắc huyền vũ võ hồn không đợi dương thần đáp lại ngô khuyết rất phấn khích lớn tiếng nói võ hồn của ta gọi là thiên hạ đệ nhất võ hồn toàn trường im lặng cả đoàn viện ca vũ triều đều nhìn kiếm vô khuyết bằng ánh mắt kỳ lạ họ không ngờ rằng kiếm vô khuyết người luôn thật thà lại vào lúc này làm cho lão giả áo đỏ run rẩy vì tức giận A độc nhìn kiếm vô khuyết một cái, điều khiển chim trứng vàng bay lên không trung. Trong nháy mắt, chim trứng vàng đã biến mất vào cơn bão tuyết. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trên không. Dương thần là, tặng ngươi một câu, núi xanh không đổi. Dương thần không chịu thua kém, hướng lên trời cao lớn tiếng nói. Ta cũng tặng ngươi một câu, người sỉ nhục người khác sẽ bị sỉ nhục đến tận cùng. Kiếm vô khuyết thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, chân thành nói, ta thật sự không lừa ngươi. Võ hồn của Trần Ca thật sự là thiên hạ đệ nhất võ hồn, đừng nói nữa, Dương Thần có chút không chịu nổi, Tiểu Siết à, sao lại thật thà như vậy? Đợi chút, thấy không khí có chút ngượng ngùng. Chủ Thanh Long các bước tới, cười nói với Dương Thần. Trước đây Ngũ Viện có chút không quan tâm đến ngươi, lần này ta đại diện Ngũ Viện hủy bỏ quyết định trước đó đối với ngươi, trịnh trọng mời ngươi gia nhập Thanh Long các. Dương Thần, ngươi nên là thiên đạo sĩ của Hồng Kỳ đúng không? Gia nhập Chu Tước các của ta là lựa chọn tốt nhất. Chủ Chu Tước các cũng bắt đầu kéo người. Không có lời giải thích cho kỳ thi lớn. Dương Thần vừa rồi còn tươi cười, sắc mặt lập tức lạnh lùng. Tin tốt là Vô Tận thôn phệ có thể xem trước. Mở TikTok, tìm trang tiểu chương trình giải thích nhanh, tìm kiếm khẩu lệnh Vô Tận thôn phệ, anh em có thể xem trước. Các chương tiếp theo của Vô Tận thôn phệ, bài viết trên máy trái cây có thể mở ứng dụng chat bong bóng xanh. Tìm tiểu chương trình số nhanh, nhập khẩu lệnh đặc biệt 9.031 để xem chủ thanh long các lập tức khó xử. Nếu kỳ thi lớn hợp nhất, thì sẽ không xảy ra vấn đề như vậy. Dù chủ thanh long các đã biết Dương Thần là đệ tử của kiếm, thánh đại nhân, nhưng không thể trừng phạt viên mẫn. Hắn không có quyền đó. Viên mẫn không chỉ là chủ bạch hổ các mà còn là đại đệ tử của viện trưởng Trần Ân. Một lát sau, chủ thanh long các chậm rãi nói, Dương Thần, chuyện kỳ thi lớn đã qua, đừng để ý nữa. Ngươi có thể gia nhập thanh long các của ta, ta sẽ bù đắp tương ứng. Cứ như vậy mà qua đi, Dương Thần đã kìm nén một hơi thở không đồng ý. Hư lạnh một tiếng, viên mẫn nhìn chằm chằm vào Dương Thần nói, ngươi chỉ là một học viên ngoại viện. Nói chuyện kiểu gì vậy, đừng tưởng ngươi là đệ tử của kiếm thánh. Là có thể làm gì thì làm, đây là ngũ viện triều ca. Ha ha, cười nhạt một tiếng, Dương Thần đã nhìn rõ. Nội viện có lẽ đã biến chất, khác xa với nơi học tập lý tưởng mà hắn tưởng tượng các vị đại nhân nội viện tiểu tử đã được dạy dỗ ta vốn đã bị đuổi khỏi ngũ viện trận chiến trước coi như ta ngứa tay làm chuyện thừa lập tức không khí lại trở nên ngượng ngùng nhìn kiếm vô khuyết bên cạnh một cái dương thần tiếp tục nói nội viện đối với chúng ta dân thường cao vút trên mây quy ra không thể với tới. tiểu tước cũng sẽ rời khỏi ngũ nhạc đi thôi tiểu tước nói xong dương thần và kiếm vô khuyết không chút lưu luyến bước đi trong tuyết bao gồm cả chủ thanh long các các đại nhân nội viện đều ngẩn ngơ họ hoàn toàn không ngờ sự việc lại diễn biến như vậy hai thiếu niên này thật quá có cá tính quá cứng đầu chẳng lẽ không biết uyển chuyển một chút sao cứng rắn như vậy thật sự tốt sao nhìn hai thiên tài tuyệt thế dần dần đi xa chủ thanh long các và các đại nhân nội viện đều nhìn viên mẫn rất không hài lòng sắc mặt xanh sao của viên mẫn cảm thấy mất mặt lớn tiếng quát các ngươi thật sự là lật trời rồi ngũ nhạc là nơi các ngươi muốn rút lui là rút lui sao lập tức dương thần dừng lại quay đầu nhìn viên mẫn với khuôn mặt có chút méo mó cười nói sao nào chủ bạch hổ các đại nhân còn có ý định gì nữa không dạy dỗ chúng ta một trận ngươi dám không viên mẫn tự mình nhảy lên giận dữ ngút trời khóa chặt dương thần lao mạnh về phía trước dường như muốn dùng một trưởng để tiêu diệt hắn tìm thấy điều gì đó không đúng thiên linh tê nhanh chóng lướt đi chắn trước mặt dương thần viên các chủ ngài thật sự muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao sắc mặt của viên mẫn người đang lơ lửng trên không trở nên đen lại giận dữ nói linh tê ngươi tránh ra hai tên nhóc này không tôn trọng sư trưởng đại nghịch bất đạo ta muốn phế bỏ chúng thiên linh tê hoàn toàn không sợ hãi lạnh lùng nói tốt nhất ngươi đừng có ý nghĩ nguy hiểm như vậy nếu không trời cũng không cứu được ngươi nguyên minh cười lạnh liên tục nói thiên linh tê đây là chiều ca ngũ viện dù cho cha ngươi năm xưa cũng không có lý do ngăn ta dạy dỗ học viên ngũ viện ngay lúc này một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm từ trên cao rơi xuống phải không đồng thời một người trung niên tuấn tú mặc áo bào trắng, bước trên tuyết từ trên không hạ xuống như khách từ trời đến, thấy người này, bao gồm cả chủ nhân Thanh Long Các và một số người trong nội viện, đều cúi đầu cung kính. "Kiếm Thánh đại nhân." Viên Mẫn có chút hoảng hốt vội vàng lên tiếng giải thích, "Kiếm Thánh đại nhân, chuyện này nói ra thì dài lắm, khó mà tóm gọn." Đáng tiếc là không để Viên Mẫn nói tiếp. Thiên Bá quang tay trái cầm một bình rượu, một tia kiếm quang bay thẳng vào ngực Viên Mẫn. Chỉ thấy Viên Mẫn bị đánh bay đi, miệng phun ra một dòng máu rơi xuống chính xác trên mặt tuyết của quảng trường là cái gì đó lăn về đi bảo cha ngươi tìm một cái cớ tốt hơn để đến gặp ta giọng của thiên bá quang rất lạnh lùng rõ ràng là đã thực sự tức giận dương thần với vẻ mặt bước nhìn sư phụ đứng lơ lửng trên không mắt lóe lên vô số ngôi sao nhỏ thật là quá đỉnh đó là chiêu thức gì là kiếm chỉ hay là một loại bẫy mạnh mẽ nào đó đây mới gọi là uy phong thực sự chủ nhân thanh long các tiến lên một bước và nói kiếm thánh đại nhân minh tây tức giận việc này thực sự là do quân đội của năm Việt. chúng tôi sẽ bồi thường một cách mạnh dương mẽ. thần đừng bận tâm tôi không thể chịu nổi nói xong thiên bá quang hoàn toàn không để ý đến đối phương nữa mà là nhìn chằm chằm vào dương thần với ánh mắt không thị cảm con khỉ nhỏ này nhảy nhót ghê nhỉ về nhà viết cho ta 10 bản kiểm điểm phải tự viết một cách sâu sắc ít nhất phải tìm ra 10 vấn đề thiếu một cái là ta lột ra ngươi hư lạnh một tiếng sau đó thiên bá quang lắc mình một cái rồi biến mất vào không trung sư tôn tiện nghi đứng ra bảo vệ mình